Nghe vậy, Đường Long hơi tức giận, ha 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 hai. Bảo tôi thu dọn đồ đạc về nhà. Dương Tiêu, phải là tôi cho cậu thể diện chứ nhỉ? Cậu biết đây là đâu không? Cậu biết tôi ở tập đoàn Kim Thị có ý nghĩa gì không? Đồ rác rưởi phôi thai thô kệch không lên nỗi bàn, bảo tôi về nhà, giọng điệu thật sự không nhỏi. Đúng vậy, bảo Đường Tổng về nhà, cậu là cái thá gì? Đám người khinh thường nói. Dương Tiêu nhún vai, các người đúng là thiển cận. Đường Long, anh có biết tôi và Kim Đại Trung có quan hệ gì không? Nhìn đám người ngu dốt do Đường Long đứng đầu, Dương Tiêu thật không nói nên lời. Anh và Kim Đại Trung là bạn bè với nhau, có mối quan hệ rất tốt, hầu như không ai trong giới thượng lưu ở thành phố Trung Nguyên không biết về mối quan hệ của mình với Kim Đại Trung. Điều khiến Dương Tiêu ngạc nhiên là Đường Long ngu ngốc này không chỉ gia nhập tập đoàn Kim Thị, mà còn không biết mối quan hệ của mình với Kim Đại Trung, thật nực cười. Cậu với sếp Kim có quan hệ gì? Hay chẳng lẽ cậu là người xách giày cho sếp Kim à? Đường Long chế nhạo. Ha 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 ha. Nghe được lời chế giễu của Đường Long, mọi người có mặt vui mừng cười ha hả. Đừng nói là xách giày cho sếp Kim, anh ta xứng không? Nhiều người chế nhạo Dương Tiêu, ánh mắt họ nhìn Dương Tiêu như đang nhìn một trò đùa. Xứng không? Tốt, rất tốt, tốt lắm. Dương Tiêu liếc nhìn đám đông gật đầu. Sắc mặt Tôn Bằng càng ngày càng tái nhợt, nhìn Dương Tiêu nói, anh dễ, hay. Hay là em gọi sếp Kim qua đây? Gọi sếp Kim qua, hai người không nhìn xem bản thân mình có đức hạnh gì, sếp Kim là người hai người muốn gọi thì có thể gọi tới hả? Đường Long khinh thường nói. Đúng vậy, sếp Kim của chúng tôi là người bận bịu, nào có thời gian quan tâm đến nhân vật nhỏ bé đẳng gờ cấp thấp như hai người. Đám đông càng ngày càng khinh thường. Đột nhiên, một giọng nói âm vang vang lên. Nhân vật nhỏ bé đẳng cấp thấp. Thật không? Nghe thấy giọng nói âm vang đó, Đường Long chẳng thèm nhìn chế nhạo, tôi cười nhạo bọn họ là nhân vật nhỏ bé đẳng cấp thấp đấy, không phải thế hả? Như mọi người đều biết, ai mà không biết Dương Tiêu này là thằng ăn bám, ở dễ ăn bám tròn 5 năm, Lý Minh Hiên là nhân tình của Đường Mộc Tuyết. Lại còn tập đoàn Tuyết Tiêu, A Phi, người không biết còn thật sự cho rằng là Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết thành lập, người thông mì ỉnh ai cũng biết tập đoàn Tuyết Tiêu là Lý Minh Hiên hỗ trợ. Nói xong, trong lòng Đường Long càng khinh thường Dương Tiêu hơn. Anh ta nghe nói thời gian đầu thành lập tập đoàn Tuyết Tiêu, Lý Minh Hiên thường đến tập đoàn Tuyết Tiêu giúp đỡ. Trong mắt Đường Long, việc Dương Tiêu xây dựng tập đoàn Tuyết Tiêu là điều không thể, chắc chắn là Lý Minh Hiên giúp Đường Mộc Tuyết làm việc đó. Vì vậy, tập đoàn Tuyết Tiêu không liên quan gì đến Dương Tiêu. Đường Long cười điên cuồng, như thế chê nhạo Dương Tiêu như thế này mới là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của anh ta. Tuy nhiên, nụ cười của Đường Long dần dần cứng lại. Bởi vì xung quanh yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, khi anh ta tỉnh táo lại, tất cả những người xung quanh lấy anh ta là người đứng đầu đều sợ hãi nhìn chằm chằm về phía trước. Đường Long nhìn theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy Kim Đại Trung chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Sếp Kim, nhìn vẻ mặt không giận mà uy của Kim Đại Trung, Đường Long sợ tới mức gần như ngã quỵ trên mặt đất. Anh ta vào công ty chưa được bao lâu, lúc này Kim Đại Trung lại bắt gặp anh ta gây chuyện trong công ty. Lỡ Kim Đại Trung tức giận, cơn giận dữ hoành hành đó không phải là điều mà một nhân vật nhỏ như anh ta có thể chịu đựng được. Tí te chi tí te trồ nghĩ đến đây, trên trán Đường Long đổ mồ hôi to như hạt đậu. Nhìn Đường Long giống cháu trai ngoan ngoãn trước mặt Kim Đại Trung, Dương Tiêu khoanh tay trước ngực nói đùa, cười đi. Đường Long, sao anh không cười nữa? Cậu im miệng ngay cho tôi. Đường Long hung ác nhìn Dương Tiêu. Sau đó, anh ta cười nịnh nọt nhìn Kim Đại Trung, sếp Kim, không phải anh ra ngoài làm việc sao? Sao anh lại về vào lúc này? Nếu tôi không quay lại, anh định chọc thủng bầu trời của tập đoàn Kim Thị à? Vẻ mặt Kim Đại Trung lạnh băng nói. Cảm nhận được sự tức giận của Kim Đại Trung, Đường Long vội nói, sếp Kim, tôi nói cho anh biết, Tôn Bằng này vừa mới vào làm đã rất chảnh, tôi bảo cậu ta rót cho tôi một cốc cà phê. Cậu ta thì hay rồi làm vỡ cốc, lại đồ cho tôi làm vỡ, anh xem L. Nói xong, Đường Long chỉ vào cốc cà phê vỡ trên mặt đất. Tôi không có, sếp Kim, tôi không làm, Tôn Bằng âm ức nói. Dương Tiêu Diễu còn nói, kẻ ác lại đi tố cáo trước, tiếp tục, anh tiếp tục diễn đi. Sếp Kim, thật sự là như vậy, xong chuyện tôi không định so đo nữa, không biết tên khốn Dương Tiêu này chui từ đâu ra dọa nạt chỉ trích tôi. Mọi người có thể làm chứng cho tôi, đúng không? Đường Long uất ức,
như thể anh ta phải chịu rất nhiều ấm u 65 đúng đúng, xếp kim, tất cả giống như Đường Tông nói. Nhóm người gật đầu. Họ nhìn Dương Tiêu và Tôn Bằng với biểu hiện xấu, như thể Dương Tiêu và Tôn Bằng là điều xui xẻo, không phải người tốt gì cả. Khúc Khí Trầu nhìn thấy đám người vẫn coi Đường Long là người đứng đầu, Dương Tiêu không nhịn được cười thành tiếng. Dương Tiêu nhìn Kim Đại Trung, nếu đó đã là lỗi của chúng tôi, vậy hãy xem camera giám sát, xem xong sẽ biết ngay thôi. Hừ, sự thật rõ như ban ngày, rất nhiều người làm chứng cho tôi, còn cần làm phiền bên camera giám sát sao? Sếp Kim, anh nhất định phải tin tôi, Đường Long vội vàng nói. Nhóm nhân viên nhìn Kim Đại Trung với ánh mắt chân thành, hy vọng có thể lấy được lòng tin của Kim Đại Trung. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của mọi người, Dương Tiêu không nhịn được tiền lên nói, xin lỗi mọi người nhé, các anh buồn cười thật đây. Chuyện đã đến bước này, tôi ngả bài. Cái gì, ngả bài? Ngả bài gì? Ngay sau đó, Dương Tiêu vòng tay qua cô Kim Đại Trung nói với đám đông, Kim Đại Trung, anh em của Dương Tiêu này. Mặc dù không phải anh em ruột, nhưng tình cảm như anh em ruột. Xong rồi, tôi ngả bài xong rồi. Anh em hai Kim Đại Trung là anh em với Dương Tiêu. À Ami, vừa rút lời, giống như có sấm sét từ trên trời rơi xuống khiến cho bọn họ choáng váng. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, nếu thật sự đúng như lời Dương Tiêu nói, thì chẳng phải hôm nay bọn họ sẽ bị sa thải hay sao? Nghe Dương Tiêu giới thiệu như vậy, Kim Đại Trung cảm thấy ấm áp trong lòng, anh ta vô cùng cảm động, người khác không biết thân phận của Dương Tiêu, nhưng anh ta biết rất rõ. Thần chết, lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chỉ Quốc gọi anh ta là người anh em, đây là một vinh dự lớn. Sếp Kim, thằng phê vật này đang đùa thôi đúng không? Đường Long sợ tới mức toàn thân run lên, hồn bay phách lạc. Bóp, y nhìn dáng vẻ đắc thắng của Đường Long, Kim Đại Trung vung tay tát mạnh vào mặt Đường Long. Cái tát rơi xuống, một trận đau như thiêu đốt khiến đầu óc Đường Long ong ong. Vãi à, nhìn thấy Đường Long bị Kim Đại Trung đánh. Bọn họ sợ tới mức gần như ngã quỵ trên mặt đất. Đường Long là ai? Đó là người phụ trách nhóm dự án thứ ba Kim Đại Trung tát anh ta, vô hình chung đã thừa nhận mối quan hệ của anh và Dương Tiêu. Tát Đường Long xong, Kim Đại Trung tức giận nói, quan hệ giữa tôi và người anh em Dương là chuyện mà cậu có thể chất vấn hả? Còn nữa, cậu là con lợn ngu ngốc hả? Chẳng có mấy người ở thành phố Trung Nguyên không biết về mối quan hệ của tôi với người anh em Dương Cải vậy mà cậu lại chẳng hay biết gì, đầu óc cậu có vấn đề hả? Anh ta đã hợp tác Dương Tiêu rất nhiều lần, chỉ cần là người có máu mặt ở thành phố Trung Nguyên, ai mà chẳng biết mối quan hệ của mình với Dương Tiêu. Chậc, thôi người anh em, tên này vì xúc phạm tôi đã bị đuổi việc hai lần rồi. Dương Tiêu nói đùa, bị đuổi việc hai lần rồi, Kim Đại Trung không kìm được khóe miệng co giật dữ dội. Đúng vậy, Dương Tiêu còn nhớ rõ, Đường Long đã bị đuổi việc hai lần. Lần đầu tiên bị Tống Công Minh, người đứng đầu nhà họ, lông một trong 10 nhà giàu nhất đuổi việc, lần thứ hai là bị Lý Minh Hiên đuổi. Kim Đại Trung không muốn nói chuyện vô nghĩa với Đường Long, vì vậy anh ta gọi điện thoại, đưa đoạn video camera giám sát ra đây ngay cho tôi. Vâng, sếp Kim, các nhân viên trong phòng giám sát đáp lại. Không lâu sau, Kim Đại Trung đã có được đoạn video. Quan sát kỹ thì có thể thấy rõ từ trong đoạn video giám sát, Đường Long chưa đặt cốc cà phê vào tay Tôn Bằng đã có ý làm rơi cốc cà phê. Xem video xong, Kim Đại Trung giận dữ đá vào người Đường Long, Đường Long tên khôn kiệp, đây là Tôn Bằng làm vỡ cốc như lời cậu nói hả? Còn bà nhà cậu, vu khống người khác lại mang tiếng vu khống như thế này hả? Sếp Kim, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Mọi chuyện vỡ lở, Đường Long mặt mày tái xanh. Lúc này, trong lòng Đường Long khó chịu vô vàn. Mẹ kiếp, khó khăn lắm mới tìm được quả hồng mềm để bắt nạt, sao lại lòi tên khốn Dương Tiêu này ra phá rồi tình hình. Kim Đại Trung tức giận nói, cậu sai rồi. Cậu sai thì có ích lợi gì? Cậu biết Tôn Bằng là ai không? Là ai? Đường Long rụt rè hỏi. Kim Đại Trung thẹn quá hóa giận, nói cho lũ ngốc các người biết, Tôn Bằng là nhân viên bộ phận phát triển và nghiên cứu mà tôi thuê với mức lương cao. Rất có thể sau này cậu ấy sẽ là cô đồng của tập đoàn Kim Thị. Tôi không ngại nói cho các người biết, đơn thuốc đêm mãnh liệt là Tôn Bằng mang tới. Cái gì, đơn thuốc đêm mãnh liệt là Tôn Bằng mang tới? Vãi nồi. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, ánh mắt nhìn Tôn Bằng lập tức thay đổi. Trong phút chốc, mọi người chợt hiểu ra.
Thảo nào công ty lại tuyên dụng một tên nhà quê đăng cập thập như Tôn Bằng, hóa ra cậu ta lại là chủ sở hữu của Đêm Mãnh Liệt. Đêm Mãnh Liệt là gì? Đó là một loại thuốc chăm sóc sức khỏe cấp cao. Một khi nghiên cứu và phát triển đưa ra thị trường, nó sẽ quét sạch đất nước, thậm chí bước ra sân khẩu thế giới, lợi nhuận khổng lồ đủ để khiến bất cứ ai cũng phải chảy nước miếng. Nghĩ đến bọn họ đã xúc phạm Tôn Bằng, mặt ai cũng tái xanh. Ngu dốt, một lũ ngu dốt, Kim Đại Trung tức giận sắp bùng nổ. Tôn Bằng là người Dương Tiêu đưa tới, mới vừa nhậm chức chưa tới một ngày đã bị làm nhục hai lần. Kim Đại Trung thực sự muốn giết tất cả những kẻ ngốc trước mặt này. Dương Tiêu nhếch mép cười nói, anh Kim, không còn sớm nữa, để mấy người này thu dọn đồ đạc, về nhà ăn tối đi thôi. Hiểu mà người anh em Dương, lần này là do tôi sắp xếp không chu đáo. Kim Đại Trung tỏ ý xin lỗi. Dương Tiêu cười nói, anh Kim, chuyện này không trách anh được, dù sao công ty nào mà chăng có hai con sâu. Kim Đại Trung gật đầu, cảm ơn người anh em Dương đã thông cảm. Nói xong, Kim Đại Trung nhìn màn hình trong tay rồi chỉ vào người phía sau Đường Long, cậu, cút khỏi đây. Cậu nữa, cũng cút khỏi đây ngay cho tôi. Cậu, cút ngay. Mọi người sợ hãi ai cũng tái mặt, Đường Long lại càng hồi hận đứt ruột. Cuối cùng, Kim Đại Trung chỉ vào Đường Long, hồn cũng cút ngay cho tôi, lũ có mắt không tròng các người cút hết cho tôi. Tát, tất cả cút hết. Những lời như thánh chỉ rơi xuống, nhiều người suýt bật khóc. Mẹ kiếp, vốn dĩ muốn lầy lòng Đường Long, nhưng ai ngờ lại bị đuổi việc. Mẹ nó đây, đây là làm tới mức nào? Nhìn Đường Long đang sững sờ, Dương Thiêu nói đùa, Đường Long, tiếp tục làm dáng đi, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian. Dương Thiêu, cậu chớ đắc ý, chờ đó, cậu trò đó cho tôi, Đường Long này sẽ không tha cho cậu. Nói xong một cậu hùng ác, Đường Long vô cùng xấu hổ thu dọn đồ đạc rời khỏi tập đoàn Kim Thị. Sau khi rời khỏi tập đoàn Kim Thị, DNG Long tức giận khóe miệng run rẩy, xui xẻo. Mẹ kiếp đúng là xui xẻo. Sao ở đâu cũng có bóng dáng thằng rác rưởi Dương Tiêu này thề nhỉ. Lần này mình chắc chắn không thể lăn lộn ở thành phố Trung Nguyên được nữa, đến Đề Đô, mình phải đến Đề Đô. Đề Đô là một thành phố lớn, càng có cơ, hội phát triển hơn. Mình không tin thằng rác rưởi Dương Tiêu này còn có thể đuổi tới Đề Đô. Nói xong, Đường Long lấy điện thoại di động ra, đặt vé đường sắt cao tốc đi Đề Đô. Anh ta tin rằng thế giới rộng lớn như vậy, anh ta còn có thể gặp Dương Tiêu ở Đề Đô. Cùng lúc đó, Dương Tiêu nhận được một tin nhắn, chính là thông tin vé máy bay đi Đề Đô. Kim Đại Trung tỏ vẻ xin lỗi, người anh em Dương, cậu nhìn mà làm. Anh Kim đừng nói nữa, lần sau tôi sẽ không tới nữa, tới sẽ chỉ gây phiền phức cho anh. Dương Tiêu không khỏi dở khóc dở cười. Buổi sáng đưa Tôn Bảng đến báo cáo, sa thải một bộ trưởng phòng nhân sự. Buổi chiều, đến gặp Tôn Bằng, lại sa thải Đường Long. Một ngày, tập đoàn Kim Thị sa thải hai người có chức vụ cao, Dương Tiêu nghĩ đến vẫn không khỏi dở khóc dở cười. Kim Đại Trung đỡ chán nói, người anh em Dương, cậu có độc. Ha 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 ha, Dương Tiêu không nhịn được cười ha hả. Nói đùa với Kim Đại Trung đôi ba câu, Dương Tiêu dẫn Tôn Bằng rời đi. Đường Mộc Tuyết đặt một nhà hàng theo chủ đề, Dương Tiêu dẫn Tôn Bằng tới tụ tập. Bởi vì là một cuộc tụ tập riêng của bề dưới, nên trong cuộc tụ tập này không gọi Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Đường Mộc Tuyết đưa thực đơn cho Tôn Bằng, xem đi, ăn cái gì. Chị Mộc Tuyết, em ăn gì cũng được, Tôn Bằng ngượng ngùng cười. Dương Tiêu cười nói, không phải khách sáo đâu, muốn ăn gì thì cứ gọi. Màn đêm dần dần bao trùm khắp mặt đất, ánh đèn bật sáng, ánh đèn neon lập lòe. Nhà máy sản xuất của tập đoàn Tuyết Tiêu. Nhanh nhẹn lên một chút, nhanh đưa hàng lên xe, gửi, hàng đi, đêm nay về sớm ngủ một giấc ngon lành. Đội trưởng đội đưa hàng hô to. Các anh em, nhanh lên. Một đoàn người xếp hàng tăng tốc. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, hơn chục chiếc xe tải lớn đã được chất hết hàng. Lên xe, đội trưởng hộ tống vẫy tay hét lên. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên thầy đã sắp đến giờ. Ông ta nhoẻn miệng cười dữ tợn, các anh em, lên. Kít. Theo sau lời nói của người đàn ông trung tuổi, hơn 20 chiếc xe cho thuê lao ra chặn đường xe tải lớn. Đội trưởng, tình huống gì vậy? Người lái xe nhìn đội trưởng hộ tống. Đội trưởng đội hộ tống nhíu mày, anh ta thật sự không ngờ lại có người dám dương oai trong nhà máy sản xuất của tập đoàn Tuyết Tiêu. Đội trưởng đội hộ tống xuống xe, bước lên phía trước hét lên, anh bạn, các bạn có ý gì? Chúng tôi là đội hộ tống của tập đoàn Tuyết Tiêu,
chớ gây chuyện, mau tránh đường. Đến nay tập đoàn Tuyết Tiêu có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố Trung Nguyên, dám chặn đoàn xe chở thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu, mẹ kiếp chán sông rồi hải. Đoàn xe hộ tống của tập đoàn Tuyết Tiêu, chậc, ông đây chặn các người đây. Người đàn ông trung niên câm đâu xuồng xe cười nói. Đội trưởng đội hộ tông nhận thấy đối phương không, có ý tột, anh ta lập tức huýt sáo, mười mây thành viên hộ tông cầm gậy cao su bước xuống xe. Đội hộ tống lạnh lùng nói, tôi nói lần cuối, tránh ra, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo với các người nữa. Không khách sáo, cậu không khách sáo thử xem L. Vẻ on người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu rất khinh thường, ông ta giơ khẩu súng lục nhắm ngay đầu đội trưởng hộ tống. Súng, súng lục, nhìn rõ thứ đang dí vào đầu mình, đội trưởng hộ tống sửng sốt. Tất cả ôm đầu ngồi xổm xuống cho tôi, ai dám di chuyển sẽ bị giết. Vèo 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 on trong tích tắc, nhóm người do người đàn ông trung niên cầm đầu đồng loạt. Ra tay nhắm vào nhân viên bọc xếp hàng hóa của tập đoàn Tuyết Tiêu. Ôi mẹ ơi, nhìn thầy, người bên kia đang cầm súng lục, tất cả nhân viên xếp hàng của tập đoàn Tuyết Tiêu đều sững sờ. Họ không hề ngờ tới trong một xã hội hài hòa như vậy, sẽ có những người không chỉ tấn công tập đoàn Tuyết Tiêu, mà còn mang theo súng lục. Đội trưởng hộ tống nhớ tới lời Đường Mộc Tuyết nói, cho dù xảy ra chuyện gì an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Đội trưởng hộ tống nhanh chóng hét lên, đầu hàng, chúng tôi đầu hàng, tất cả chúng tôi đầu hàng. Đội trưởng hộ tống vừa mở miệng, nhóm hộ tống đã ném gậy cao su trong tay xuống đất, ôm đầu ngồi xổm xuông. Phi, một lũ vô dụng. Tên cầm đầu nhũ nước bọt vào đội trưởng hộ tống. Mặc dù đội trưởng đội hộ tống rất tức giận nhưng lại kiêng kỵ súng trong tay đối phương, chỉ đành phải nuốt hận vào trong. Đốt, đốt hết lô hàng này. Sau khi khuất phục nhóm người xếp hàng, người đàn ông vạm vỡ hét lên. Vâng, anh hùng, nhóm người, lấy bật lửa, trực tiếp phóng hỏa chiếc xe tải. Bùm, bùm 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 bùm. Trong phút chốc, dưới màn đêm đen mờ mịt. Hơn chục chiếc xe tải lớn bốc cháy và phát nổ ngay lập tức, toàn bộ số thuốc trị giá hàng trăm triệu tệ của tập đoàn Tuyết Tiêu đều bị thiêu rụi. Nhìn chằm chằm vào cảnh tượng. Trước mắt, tật gai JDC nhân viên xếp hàng của tập đoàn Tuyết Tiêu đều căm phẫn nắm chặt tay. Ức hiếp người quá đáng. Thực sự ức hiếp người quá đáng. Đội trưởng, một người đỏ mắt nói. Đội trưởng hộ tống nghiêm nghị nói, các anh em, bình tĩnh, cần phải bình tĩnh, chủ tịch Đường nói an toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Ai, đám người thở dài, căm hận nghiên răng nghiên lợi. Làm xong tất cả những chuyện này, người đàn ông vạm vỡ đứng đầu gọi điện thoại, Tú, ra, đã làm xong, 15 chiếc xe tải lớn của tập đoàn Tuyết Tiêu, ít nhất là hàng trăm triệu tệ tiên. Dược phẩm đều bị chúng ta đốt hết rồi. A Hùng làm tốt lắm, trở lại canh giữ vị trí, trước khi rời đi hãy nói với bọn họ rằng chúng ta sẽ đợi Dương Tiêu ở trạm thập lý. Phùng Tứ cười tàn nhẫn. Vâng, Tứ ra. Người đàn ông vạm vỡ dần đầu đáp lại. Sau khi nói chuyện điện thoại với Phùng Tứ xong, người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu nhìn về phía đội trưởng hộ tống, hêu thật sự là một lũ vô dụng như thằng nhóc Dương Tiêu đó. Nhân tiện nói với Dương Tiêu rằng tối nay đến trạm thập lý chờ chết đi. Nếu cậu ta không dám đến, thì giúp bọn tôi đưa bộ quần áo này cho cậu ta, ha 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 hét. Nói rồi, người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu phất tay, một tên đàn em ném một bộ quần áo nữ xuống đất. Chúng ta đi, làm xong hết thảy, người đàn ông vạm vỡ dẫn người nhanh chóng sơ tán. Vào lúc này, Dương Tiêu đang ăn tối với Đường Mộc Tuyết và Tôn Bằng. Ngay sau đó, một cuộc gọi đến. Đường Mộc Tuyết nhìn điện thoại, ngạc nhiên nói, điện thoại của đội trưởng Mã Dũng. Đội trưởng Mã Dũng, Mộc Tuyết, đây là ai? Dương Tiêu tò mò hỏi. Đường Mộc Tuyết nở nụ cười ấm áp, đội trưởng Mã Dũng là đội trưởng đội hộ tông trong nhà máy sản xuất của tập đoàn Tuyết Tiêu chúng ta. Đội trưởng đội hộ tống, tối nay có hàng hóa gì cần hộ tông à? Vậy Mộc Tuyết em mau trả lời điện thoại đi. Dương Tiêu cười nói. Đúng, chị Mộc Tuyết mau trả lời điện thoại. Tôn Bằng cũng đồng ý. Đường Mộc Tuyết gật đầu, rồi trả lời điện thoại. Chủ tịch Đường, xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa kết nói điện thoại, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng. Xảy ra chuyện lớn. Nghe thầy những lời này, Dương Tiêu đột nhiên nhíu mày. Trong lòng dâng lên một luồng sát khí. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết thay đổi, đội trưởng Mã, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi chúng tôi đã bị chặn lại, bên kia có súng. Để bảo vệ tính mạng cho tất cả anh em, tôi đã yêu cầu họ đầu hàng. Cuối cùng, ân ly hết hàng hóa của chúng ta, và... Mã Dũng đội trưởng đội hộ tống lắp bắp,
không biết tiếp theo phải nói gì. Dương Tiêu vừa nghe đã biết chuyện này có lẽ là nhắm vào anh nghiêm mặt nói, còn có chuyện gì? Và, đối phương bảo đêm nay Dương Tiêu hãy đến thập lý nhận mệnh, nếu không đi nhàn mệnh thì hãy mặc đồ phụ tú Mã Dũng đội tới đội hộ tông nói một cách khó khăn. Cái gì, quần áo của phụ nữ? Nghe vậy, Dương Tiêu rất tức giận. Anh đường đường là đàn ông, lại bảo mình mặc quần áo phụ nữ. Sỉ nhục trắng trợn. Mấy trăm triệu tệ tiền thuốc bị đốt, đối phương còn dám uy hiếp, khiêu khích, không cần phải nghĩ nhiều, chuyện này chắc chắn là do Phùng Tứ làm. Đường Mộc Tuyết sợ cứ tiếp tục nói sẽ chọc giận Dương Tiêu, nên cô vội nói, đội trưởng Mã, không sao đâu, các anh quay về chờ tin tức đi. Vừa nói xong, Đường Mộc Tuyết vội vàng cúp điện thoại. Dương Tiêu, anh đừng hấp tấp. Đường Mộc Tuyết nhìn Bì Ong Tiêu. Tôn Bằng Y hoàn toàn không hiểu tình hình cụ thể, nhưng cậu ta vẫn nói, anh dễ, chỉ Mộc Tuyết nói đúng, đừng hấp tấp. Ôi, hai người nghĩ gì vậy? Ăn cơm đi, Dương Tiêu cười nói, trên mặt không hề có chút tức giận nào. Thấy Dương Tiêu không tức giận, Đường Mộc Tuyết và Tôn Bằng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bữa ăn chắc chắn không kéo dài được lâu. Đường Mộc Tuyết cần trở lại công ty giải quyết những việc tiếp theo, vì vậy Tôn Bằng biết ý bắt taxi rồi đi. Mà sau khi thanh toán xong vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lùng như có thể vắt nước, Phùng Tứ, lão già khốn nạn, xem ra ông thật sự chẳng sống. Vốn dĩ anh tưởng đã chém lão già Phùng Tứ hai nhát đao, ông ta sẽ xông an phận hơn, nhưng ai ngờ Phùng Tứ lại chơi đều xuông tay với tập đoàn Tuyết Tiêu. May mắn, đoàn, người của tập đoàn Tuyết Tiêu không ai bị thương vong, nếu không, Dương Tiêu chém Phùng Tứ hàng nghìn nhát cũng không nguôi giận. Lý Thần Chiến, vết thương của anh đã khá hơn chưa? Dương Tiêu liên lạc với Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến vốn là một lính đánh thuê, sau khi tỉnh lại dùng thuốc Dương Tiêu để lại đã hồi phục rất nhiều. Lý Thần Chiến cung kính nói, cảm ơn Điện Hạ đã quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi. Tìm cho tôi kẻ thù của Phùng Tứ, loại kẻ thù hận thù xông chết ý, hiểu ý tôi chứ? Giọng nói của Dương Tiêu chứa đầy sát ý. Năm đó đi theo Dương Tiêu vào sinh ra tử, Lý Thần Chiến không hiểu ý của Dương Tiêu mới là lạ. Tôi hiểu, thưa Điện Hạ, Lý Thần Chiến đáp. Gọi xong, trong mắt Dương Tiêu tràn đầy sát ý. Bảo mình mặc quần áo của phụ nữ không phải, là chuyện tức giận nhát, điều tức giận nhất chính là Phùng Tứ lại dám chơi đều xuông tay với tập đoàn Tuyết Tiêu. Rốt cuộc, anh đã rong ruồi trên sân khấu quốc tế nhiều năm như vậy. Bởi trong lúc chấp hành nhiệm vụ không biết đã xúc phạm bao nhiêu cao thủ, tất cả những vị cao thủ này đều mắng anh là nhất như chuột, không khác gì phụ nữ, chỉ biết chồn tránh. Dương Tiêu đã phải nghe những lời này sòn tai rồi. Cho dù Phùng Tứ đưa quần áo phụ nữ cho anh, Dương Tiêu cũng chỉ hoi khó chịu, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của anh. Năm đó đi theo Dương Tiêu vào sinh ra tử, Lý Thần Chiến không hiểu ý của Dương Tiêu mới là lạ. Tôi hiểu, thưa Điện Hạ, Lý Thần Chiến đáp. Gọi xong, trong mắt Dương Tiêu tràn đầy sát ý. Bảo mình mặc quần áo của phụ nữ không phải, là chuyện tức giận nhát, điều tức giận nhất chính là Phùng Tứ lại dám chơi đều xung tay với tập đoàn Tuyết Tiêu. Rốt cuộc, anh đã rong ruồi trên sân khấu quốc tế nhiều năm như vậy. Bởi trong lúc chấp hành nhiệm vụ không biết đã xúc phạm bao nhiêu cao thủ, tất cả những vị cao thủ này đều mắng anh là nhất như chuột, không khác gì phụ nữ, chỉ biết chồn tránh. Dương Tiêu đã phải nghe những lời này sòn tai rồi. Cho dù Phùng Tứ đưa quần áo phụ nữ cho anh, Dương Tiêu cũng chỉ hô khó chịu, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của anh. Chỉ là Phùng Tứ dám tìm người đốt thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu, chuyện này thật sự quá đáng. Như đã biết, tập đoàn Tuyết Tiêu hiện do Đường Mộc Tuyết nắm quyền, tập đoàn Tuyết Tiêu đang trên đà phát triển, Đường Mộc Tuyết đang chỉ huy tập đoàn Tuyết Tiêu đâu với tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên do Đường, Hạo đứng đầu. Lúc này hàng bị đốt hết, e rằng sẽ giáng một đòn lớn cho Đường Mộc Tuyết. Nghĩ đến đây, Dương Tiêu rất muốn tát vào đầu Phùng Tứ. Phùng Tứ, nếu ông đã muốn chết như thế, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn ông. Ánh mắt Dương Tiêu bắn ra ánh sáng lạnh. Hàng trăm triệu tệ tiền thuốc của tập đoàn Tuyết Tiêu bị đốt cháy, hơn một chục xe tải lớn phát nổ, rất nhanh đã gây chấn động trong toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Rốt cuộc chuyện này à Mỹ quá lớn, không muốn thu hút sự chú ý thì rất khó. Hình Kiên nhanh chóng liên lạc với Dương Tiêu. Dương Tiêu nói với Hình Kiên rằng không cần phải can thiệp vào chuyện tôi nay. Kim Đại Trung, Cung Minh và những người khác cũng gọi điện tới, và Dương Tiêu đều từ chối giúp đỡ của mọi người. Anh cần một người tới giải quyết chuyện tối nay. Và vui vẻ nhất là bọn Đường Hạo, Tạ Quân và Điền Lộc.
Đường Hạo biết được đó là do Phùng Tứ làm, anh ta cười đắc ý, ha 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 hai Dương Tiêu, tên khốn kiếp nhà cậu dám khiêu khích Tứ gia, lần này Tứ gia dốc toàn lực, cậu cứ chờ chết định ha ha ha. Hải Tạ Quần và Điền Lộc đều cười âm hiểm. Nếu không phải bọn họ không muốn dính líu, bây giờ họ đã đến khu thập lý ở ngoại ô phía tây chứng kiến cảnh Dương Tiêu chết không nơi chôn cắt. Theo quan điểm của họ, Phùng Tứ là anh hùng một thế hệ, Phùng Tứ tức giận, đêm nay Dương Tiêu chết là cái chắc. Lý Thần Chiến hành động rất nhanh, anh ta nhanh chóng tìm ra kẻ thủ lớn của Phùng Tứ. Sắc mặt Lý Thần Chiến hơi tái nhợt, dẫn theo người đến trước mặt Dương Tiêu nói, điện hạ, người này tên là Vương Sương, từng là người dưới trướng của Phùng Tứ. 3 năm trước, Phùng Tứ say rượu xuông tay với con gái của ông ấy, Vương Sương ngăn cản, Phùng Tứ loạn tính giết vợ và con gái của ông ấy, vì vậy Vương Sương đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Phùng Tứ. 25 Dương Tiêu nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy hung ác. Người đàn ông trung niên Vương Sương nhìn Dương Tiêu, đúng, không sai. Phùng Tứ đã diệt vợ và con gái tôi. 3 năm qua, tôi vẫn luôn kìm nén tìm cơ hội báo thù cho vợ và con gái mình. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi báo thù rửa hận, bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Nhìn Vương Sương kích động như vậy, Dương Tiêu hiểu những gì người này nói là thật. Ông còn có người thân không? Dương Tiêu trầm giọng hỏi. Vương Sương rưng rưng nước mắt nói, 1 tháng trước, mẹ của tôi ốm nặng đã qua đời, trong nhà tôi chỉ còn mình tôi. Dương Tiêu điện hạ, mong cậu hãy cho tôi một cơ hội báo thù rửa hận. Ông ta đã nghe về những việc Dương Tiêu làm, ông ta tin Dương Tiêu có đủ sức mạnh dê Phùng Tứ. Cả nhà tải ớp xuyện hô la đọc tiếp nhé, tôi có thể cho ông một cơ hội. Nhưng ông phải nghĩ kỹ, một khi đi có thể sẽ chết. Dương Tiêu nhắc nhở. Vương Sương nắm chặt tay, 3 năm qua, tôi sống như cái xác không hồn, nếu không phải muốn giết Phùng Tứ chút hận, tôi đã sớm đoàn tụ với vợ và con gái dưới âm phủ rồi. Nhìn thái độ kiên định của Vương Sương, Dương Tiêu gật đầu, chắc bây giờ Phùng Tứ đã ở trạm thập lý rồi. Bây giờ tôi sẽ đi giết ông ta. Vương Sương xoay người định rời đi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, trạm thập lý ở ngoại ô phía tây được canh phòng nghiêm ngặt. Ông cứ đi như thế này, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỗ tôi đã chuẩn bị một ít đồ, hy vọng có thể giúp được ông. Nói rồi, Dương Tiêu nhìn Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến nháy mắt, cáp dưới lái một chiếc, Zeta bỏ hoang tới, trên chiếc, Zeta chất một đống thuốc nổ. Cái này, Vương Sương sửng sốt. Ông ta không ngờ Dương Tiêu lại chuẩn bị nhiều như vậy. Dương Tiêu bước tới vỗ vai Vương Sương, đi đi, nếu đêm nay Phùng Tứ không chết, tôi giúp ông báo mỗi thù đẫm máu. Nếu đêm nay Phùng Tứ không chết, trong vòng 3 ngày tôi nhất định sẽ giết Phùng Tứ. Cảm ơn Dương Tiêu điện hại. Vương Sương cảm kích. Ông ta không do dự nữa, lên chiếc Dơ Hai bỏ hoang phóng xe về phía trạm thập lý ở ngoại ô phía tây. Vùng ngoại ô phía tây, trạm thập lý. Nhóm người do Phùng Tứ dẫn đầu bôn chôn không thôi. Dương Tiêu này là rùa rụt cổ à? Sao còn chưa tối? Một người nhíu mày hỏi. Đúng thế, Tứ gia, không phải tối nay thằng nhóc này không tới đấy chứ? Một người khác nói. Phùng Tứ cầm đao đường, ngồi trên ghê thấp giọng nói, chớ lơ là cảnh giác, hả? Có tiếng xe phóng nhanh, người tới rồi. Người đến rồi, mọi người tràn đầy khí thế, vui vẻ như điên. Như thể Dương Tiêu đến. Bọn họ cùng nổ súng, nhất định sẽ tiễn Dương Tiêu xuống âm phủ. Vẻ hoa ồ họ không hề hay biết, lúc này một chiếc Zeta mang theo rất nhiều thuốc nổ đang đi nhanh về phía hang ổ của họ. Phùng Tứ ngồi trần thủ trong hang ổ của mình, hai mắt Vương Sương ngập tràn tơ máu, ông hét lên, bại Tứ, tôi hỏi thăm tổ tiên nhà ông, Tú Nhỉ Phương Phương, bây giờ tôi sẽ tới bên cạnh hai mẹ con bài. Rừ mồ với tiếng nổ vang trời. Vương Sương nhắn ga xe, Zeta bỏ hoang như một mũi tên sắc nhọn. Xe Zeta bỏ hoang, xe của Dương Tiêu không phải là Maserati sao? Phùng Tứ cầm đao đường bước ra ngoài, dùng ông nhòm nhìn đêm thăm dò, ông ta vừa nhìn đã nhận ra người lái xe là Vương Sương. Vương Sương, Phùng Tứ ngạc nhiên. Lúc này Phùng Tứ mới nhớ lại, Vương Sương này vốn là thuộc hạ của mình, 10 năm trước mình say rượu dùng vũ lực với con gái ông ta. Cuối cùng vô ý giết chết vợ và con gái của Vương Sương. Kể từ đó, Vương Sương này hoàn toàn đoạn tuyệt với mình, hết lần này tới lần khác giết mình nhưng không thành công. Mục tiêu của họ tối nay là Dương Tiêu, lúc này Vương Sương lái xe xông tới chỗ bọn họ làm gì. Mặc dù ống nhòm nhìn ban đêm tốt nhưng không thể nhìn rõ mọi thứ trong xe. Tuy nhiên, Phùng Tứ vẫn nhìn thấy hàng ghế sau của chiếc Zeta bỏ hoang chứa đầy những thứ màu đen. Ngay lập tức,
một điềm báo xui xẻo hiện lên trong đầu. Nghĩ đến thủ đoạn bạo ngược của Dương Tiêu, mí mắt Phùng Tứ nhảy loạn xạ, không ổ ôn, Vương Xương này nhất định là do Dương Tiêu phái tới. Giết ô ông ta, giết ông ta cho tôi, đừng để ông ta tới gần, chắc chắn trong xe chứa đồ nguy hiểm. Cái gì, có đồ vật nguy hiểm, các anh vì chặn ông ta lại, một người cao lớn điên cuồng rồng lên. Đúng lúc này, Dương Tiêu và Lý Thần Chiến đang ở trên cao cách đó không xa. Lý Thần Chiến cung kính nói, điện hạ, tôi nghĩ đêm nay Phùng Tứ sẽ chết chắc. Không, thỏ khôn ba hang, đừng coi thường Phùng Tứ, Dương Tiêu thấp giọng nói. Dù vậy, nhìn chiếc Zeta bỏ hoang đang tiến đến khu vực trạm thập lý, khóe miệng Dương Tiêu vẫn hơi nhét lên, nở một nụ cười mê hoặc. Lái chiếc Zeta bỏ hoang, Vương Xương nhìn thấy rất nhiều thuộc hạ của Phùng Tứ, ông cười lớn, ha 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 ha. Nhiều người chôn cùng như thế, lời rồi, mình lời to rồi. Con chó già Phùng Tứ, xuống địa ngục đi. Bắn, Phùng Tứ dùng mình một cái, vội vàng kêu lên. Giết ông ta, cả đám người đều cảm giác được nguy cơ to lớn. Bằng, bằng 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 bằng. Ngay sau đó, hàng trăm khẩu súng đồng loạt bắn vào chiếc Zeta bỏ hoang. Zeta bỏ hoang đâu có thể chịu được tác động dữ dội này, rất nhanh đã bị bao phủ bởi những lỗ đen. Vương Xương cũng không khá hơn, trên ngực có nhiều lỗ thủng, máu tươi trào ra. Trong chốc lát, trên người Vương Xương có ít nhất hàng chục vết thương. Lốp, bắn lốp, Phùng Tứ hét lên. Đám người nhanh chóng bắn vào lốp xe Zeta vứt bỏ, lốp bị xẹp lún va vào tường. Ha 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 ha, tôi còn tưởng thắn cháu trai Vương Xương này có thủ đoạn nào cơ, hóa ra chỉ như vậy, đến chết trước mà thôi. Nhìn thấy chiếc xe Zeta bỏ hoang không còn di chuyển, nhóm người do Phùng Tứ dẫn đầu cười phá lên. Lý Thần Chiến ở trên cao nhìn thấy cảnh này nhíu mày nói, điện hạ, có cần chúng ta ra tay không? Trên tay anh ta đang cầm một khẩu Barrett, chỉ cần Barrett bắn nhẹ vào bình xăng Zeta bỏ hoang, toàn bộ trạm thập lý sẽ biến thành đồng đồ nát. Lý Thần Chiến, anh có tin vào ý chí chiến đấu của một người khi người đó đã mất trí không? Dương Tiêu hỏi. Lý Thần Chiến lẩm bẩm, ý chí chiến đấu của một người đã mất trí hai. Dưới màn đêm đen mờ mịt, nụ cười trên mặt Dương Tiêu càng trở nên lộng lẫy, như thể anh là quân vương của bóng đêm, nắm quyền sinh tử của muôn loài dưới màn đêm. Gần đến Tết rồi, để pháo hoa nở đi. Dương Tiêu cười nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Lý Thần Chiến vẫn không hiểu, chẳng lẽ tiếp theo sẽ có phép màu. Lúc này, Vương Xương vẫn đang ở trong chiếc Zeta bỏ hoang, từ từ lầy một chiếc bật lửa trong túi ra. Phùng Tứ cười lạnh âm hiểm, Dương Tiêu, thủ đoạn của cậu thực sự quá trẻ con, phái tên ngốc Vương Xương này tới tặng chết hay là dò đường. Đúng vậy Tứ gia, Dương Tiêu này là con lợn ngu ngốc, cậu ta cho rằng Vương Xương có thể uy hiếp chúng ta sao? Một tên thuộc hạ nói với vẻ khinh thường. Đúng vậy Tứ gia, đêm nay chúng ta đã giăng thiên la địa võng ở trạm thập lý, đừng nói là một Vương Xương, cho dù Dương Tiêu có chín mạng, chỉ cần cậu ta dám tới, đêm nay nhất định sẽ chết. Chặn được Vương Xương, một đám người cao hứng như thể đã thắng trận. Còn Dương Tiêu thì đứng trên cao nói đùa dí dỏm, ngay bây giờ. Hừ, một thằng Dương Tiêu không đủ, Phùng Ti cũng rất khinh thường. Trong Zeta bỏ hoang, Vương Xương phóng hỏa, trước khi chết ông ta còn rồng lên, Phùng Tứ và một bầy chó hoang do Phùng Tứ cầm đầu, chúng ta cùng xuông địa ngục đi, ha ha ha, ha 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 hai. Ngay sau đó, một chàng cười chói tai vang lên khắp trạm thập lý, Vương Xương quyết định đốt một lượng lớn chất nổ trong chiếc Zeta bỏ hoang. Không ổn, mau rút lui, nghe thấy tiếng cười chói tai của Vương Xương. Phùng Tứ như bị giáng một nhát vào đầu, điên cuồng hét lên. Ờ mi. Bùm 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 mồ, Phùng Tứ cảm nhận được nguy cơ đã quá muộn, một số lượng lớn thuộc hạ của Phùng Tứ còn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy chiếc Zeta nổ tung, một làn sóng lướt tới mọi hướng với sức mạnh tàn khốc. Dưới ánh mắt quan sát của Dương Tiêu và Lý Thân Chiên, chỉ nhìn thấy khu vực thập lý có ngọn lửa cao vút lên trời, ngọn lửa giận dữ bùng lên và nuốt chửng tất cả mọi thứ. Mặt đất rung chuyển. Vì vậy những tòa nhà bỏ hoang bị phá hủy dữ dội, biến thành Andy đồng bột. Tiếng nổ như tiếng sấm trong đêm, khiến vô số người choáng váng. A, mấy trăm thủ hạ do Phùng Tứ đứng đầu đều kinh hãi. Họ chỉ cảm thấy tam quan đang bị đảo lộn, thế giới đang bị hủy diệt. Mặc dù khoảng cách vẫn còn vài trăm mét, nhưng ngọn lửa dữ dội đang tấn công như thần quỷ, tàn nhẫn nuốt chửng sinh mạng của họ. Nhiệt độ quá cao, nhiên liệu vừa đủ, vừa chạm vào nhau. Não bộ của họ ong ong bất tỉnh.
bùm, bùm 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 bùm. Dưới màn đêm, ngọn lửa như pháo hoa không ngừng càn quét toàn bộ khu vực thập lý. Đám người Phùng Tứ Nam mơ cũng không bao giờ ngờ tới phương pháp của Dương Tiêu sẽ tàn nhân như vậy, trực tiếp nổ tung bọn họ. Hàng trăm sinh mạng tươi sống đã trực tiếp bị giết chết trong ngọn lửa chua ong 1346 cuồng nộ. Động tĩnh lớn như vậy làm cho vô số người xung quanh choáng váng, ít nhất cũng có mấy chục nghìn người ra xem. Chuyện gì thế, thành phố cưỡng chê phá dỡ à? Không biết, khu vực thập lý vốn là một khu phố cũ bị bỏ hoang. Trước đó tôi có TGSS nói nó có thể bị phá hủy bằng cách cho nổ mìn. Ai biết rằng đêm nay sẽ bị cưỡng chế phá dỡ, cũng không thông báo cho chúng ta một tiếng, lúc nãy dọa tôi suýt tè ra quần. Phá đi, phá là tốt rồi, phá xong nơi này tương lai sẽ là thành phố mới, dùng thuốc nổ cho nổ tung, cũng không phải nghe tiếng máy xúc ò e cả ngày. Những người hóng hớt không biết tình hình đều cho rằng đó là cưỡng ép dỡ bỏ. Bọn họ không hề hay biết đây là trận chiến cuối cùng giữa Dương Tiêu và Phùng Tứ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Thần Chiến lại suy nghĩ câu nói lúc nấy, ý chí chiến đấu của một người trong lúc mắt chí hai. Đúng vậy, Dương Tiêu nói đúng, Lý Thần Chiến đã đánh giá thấp quyết tâm báo thù của Vương Xương. Nhẫn nhịn 3 năm, Vương Xương xông đến lúc này chính là vì muốn dê Phùng Tứ. Dù bị thương nặng, dù vết thương khắp người như vậy cả, Vương Xương vẫn phóng hỏa, giết chết Phùng Tứ bằng mọi giá. Mọi chuyện nên kết thúc rồi. Nhìn chăm chằm khu vực thập lý biến thành đồng đồ nát, Dương Tiêu chắp tay sau lưng ánh mắt lạnh nhạt. Đi thôi, Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Vâng, điện hạ, Lý Thần Chiến cung kính đáp lại. Dương Tiêu vừa về đến nhà, Hình Kiến biết tin đã gọi điện cho Dương Tiêu. Cậu Dương, chuyện cậu gây ra lần này không phải là chuyện nhỏ. Hình Kiến đau đầu nói. Dương Tiêu cười nhẹ, thần chết thi hành nhiệm vụ, xử tử Phùng Tứ, hiện tại Phùng Tứ đã bị xử tử. Hải y thần chết thi hành nhiệm vụ. Hình Kiến vỗ trán, ông ta thực sự gần như quên mất Dương Tiêu là thần chết, lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử của thiên phủ trị quốc. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hình Kiến cười ha ha nói. Chỉ cần Dương Tiêu đưa thân phận thần chết ra ánh sáng, cho dù đâm một lỗ trên bầu trời thành phó, Trung Nguyên cũng không hề hần gì. Sau khi nói chuyện với Hình Kiến xong, Đường Mộc Tuyết mới về nhà. Dương Tiêu rót một cốc nước nóng cho Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, chuyện của công ty xử lý thế nào rồi? Khá ổn, vấn đề không lớn mây, không có thương vong, nguyên nhân chính là thuộc bị cháy. Em đã đích thân nói chuyện với các đối tác khác, họ đã bày tỏ thông cảm, việc bàn giao thuốc bị chậm lại. Đường Mộc Tuyết nở nụ cười ấm áp. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết không nhíu mày khi thấy thuốc bị đốt, Dương Tiêu không khỏi cảm thán, trong khoảng thời gian này Đường Mộc Tuyết thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Sao vậy? Có gì bất ngờ à? Hai Đường Mộc Tuyết nhận ra Dương Tiêu lại đang cảm thán gì đó. Dương Tiêu cười nói, Mộc Tuyết, em thật sự làm anh nhìn với cặp mắt khác xưa ồ. Ý của anh là thuốc tổn thất lớn như vậy mà em lại không tức giận. Chuyện này không hề có vấn đề gì. Cạnh tranh kinh doanh vốn đã có lỗ. Lần này thuốc bị đốt, nhưng người hộ tống của chúng ta không bị thương, đây là chuyện tốt. Đường Mộc Tuyết nghiêm túc nói. Dương Tiêu gật đầu, rất tốt. Anh yên tâm, kinh doanh phải có lề lối, em vẫn hiểu lề lôi. Đường Mộc Tuyết dịu dàng cười nói. Dương Tiêu quan tâm, lề lối, Mộc Tuyết, em nói cho anh biết hiểu biết của em về lề lối đi. Đường Mộc Tuyết không nghĩ ngợi gì nói, chuyện này rất đơn giản. Lề lối là gì, nói hư không thì lề lối là một cảnh giới, trình độ, ti loại tư duy, một loại trí tuệ. Nói thực thì tách hai chữ lề lối ra, lề là lề của mình, tự hạn chế, lối là. Cho tình hình tổng thể, chính là tầm nhìn. Bộp 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 bộp. Nghe xong, Dương Tiêu tán thưởng Đường Mộc Tuyết, giơ ngón tay cái lên. Trước đó, Dương Tiêu đã lo lắng Đường Mộc Tuyết sẽ không thoải mái khi Đường Mộc Tuyết thay đổi từ giám đốc bộ phận tiếp thị của tập đoàn Y Dược Đường Nhân thành người đứng đầu nhà họ Đường, chủ tịch của tập đoàn Tuyết Tiêu. Ai có thể ngờ rằng tốc độ phát triển của Đường Mộc Tuyết khiến người khác nghẹn họng chân trời. Có phải rất bất ngờ không? Đường Mộc Tuyết cười tinh nghịch. Dương Tiêu gật đầu nói, giỏi hơn rất nhiều so với anh mong đợi. Đương nhiên rồi, đừng quên em là Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trái đất mài. Đường Mộc Tuyết lại nghịch ngợm nói. Nhìn Đường Mộc Tuyết đẹp nhất trên đời, Dương Tiêu duỗi tay ôm Đường Mộc Tuyết, kề sát tai Đường Mộc Tuyết nói, đúng vậy, Đường Mộc Tuyết mạnh nhất của NHTL. Có phải anh lại muốn? Đường Mộc Tuyết đỏ mặt. Vẻ mặt Dương Tiêu kinh ngạc, em là giun đũa trong bụng anh à? Hừ, chờ đó. Em hỏi anh,
vụ nổ kinh thiên động địa ở khu vực thập lý trong khu phố cũ ở ngoại ô phía tây, có liên quan đến anh đúng không? Đường Mộc Tuyết chân thành nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu ôm thân thể gợi cảm của Đường Mộc Tuyết đi vào phòng, bởi vì, có người vì tình yêu mà phát cuồng. Đúng vậy, đêm hơi se lạnh, tâm như nước, trong nháy mắt tình đút ruột, chẳng có ai trên con đường hồng trần chưa từng điên cuồng vì tình. Đường Mộc Tuyết là vảy ngược của Dương Tiêu, kẻ nào dám ra tay với Đường Mộc Tuyết và tập đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Cùng lúc đó, Đường Hạo, Tạ Quân, Điền Lộc và những người khác đều sững sờ. Cái gì, tứ gia chôn thân ở khu vực thập lý, tin tức có đáng tin không? Đường Hạo khó tin hét lên. Phùng Tứ là ai? Đó là ông trùm số một trong Trung Nguyên, anh hùng rung trời truyền đất. Bây giờ, anh ta không những không đợi được tin tức Dương Tiêu đã chết, mà còn nghe tin Phùng Tứ đã chôn thân trong khu vực thập lý. Sụp đổ, Đường Hạo sụp đổ cực độ. Anh ta còn nghi ngờ liệu mình có bị ảo giác thính giác hay không, anh ta cho rằng điều đó là không thể. Đường Tổng, là thật, thuộc hạ của Đường Hạo chua xót báo cáo. Đường Hạo kích động nói, chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta thành lập tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên, hợp tác với Điền Lộc, Tạ Quản đối đầu với tập đoàn Tuyết Tiêu. Ngoài sáng thì anh ta là người đứng, tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên PK tập đoàn Tuyết Tiêu. Trong tối, anh ta có, Phùng Tứ hỗ trợ, đề hi ấn lợi cho việc tấn công bí mật. Khi biết Phùng Tứ đã đốt số thuốc trị giá hàng trăm triệu tệ của tập đoàn Tuyết Tiêu, không cần nói Đường Hạo vui vẻ như thế nào. Ai có thể ngờ rằng, bây giờ Phùng Tứ chôn thân trong khu vực thập lý, Tiêu này vô hình chung bẻ gãy tay anh ta, khiến Đường Hạo rất khó chịu. Tạ Quân và Điền Lộc chủ của những gia đình giàu có và quyền lực chết lặng, họ không bao giờ ngờ tới mọi chuyện sẽ trở thành như ngày hôm nay. Đường, Tổng, tôi không biết cụ thể. Nghe nói chính quyền thành phố chịu trách nhiệm cho việc phá dỡ, tứ gia quá xui xẻo, nhóm người này hoàn toàn bỏ mạng. Thuộc hạ của Đường Hạo chua xót nói. Đường Hạo nghe đến đây, trợn to hai mặt, phá bỏ, phá hủy. Tứ gia gặp phải, vô nghe vớ vẩn, hoàn toàn vớ vẩn. Đường Hạo không tin sẽ có sự trùng hợp như vậy, anh hùng một thể chết trong khu vực thập lý chỉ vì phá hủy, phá bỏ. Người thông minh vừa nghe đã biết, rõ ràng điều này là vô nghĩa. Cho dù có đánh chết Đường Hạo cũng sẽ không tin chỉ vì bị phá dỡ, phá hủy mà Phùng Tứ chết trong biển lửa. Trong khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết bắt đầu vận động trên giường. Khu khụ ồ. Vào sáng sớm, một bóng người xuất hiện ở rìa của khu phê tích. Chết tiệt, bị gài bẫy, bị thằng nhóc Dương Tiêu kia gài bẫy. Bóng dáng này chật vật lau vệt máu đỏ trên khóe miệng. Nhìn kỹ hơn thì người này là Phùng Tứ đã bị chôn vùi trong khu vực thập lệ. Không hề hay biết, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phùng Tứ đã kịp thời trốn vào mật thất, tránh được kiếp nạn này. Phùng Tứ làm gì cũng sẽ luôn để một đường lui cho mình. Đêm hôm đó đến khu vực thập lý, ông ta đã cho người đào một lôi đi bí mật dưới lòng đất, đề phòng tai nạn xảy ra. Đúng như dự đoán, sau cùng thì tai nạn đã xảy ra. Ông ta và trên trăm người của mình là những người duy nhất sống sót sau vụ nổ. Dù vậy, Phùng Tứ đã suýt chết trong chấn động này. Tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng nhiệt độ cực kỳ kinh khủng suýt chút nữa khiến Phùng Tứ chết trong mật thất. Không được, mình phải rời khỏi Thiên Phủ Chỉ Quốc, Dương Tiêu này quá đáng sợ. Phùng Tứ toát mồ hôi lạnh. Lúc này, Phùng Tứ cũng nhận ra rằng đối thủ của mình hoàn toàn không phải là người bình thường, mà là một kẻ mất trí hoàn toàn. Đúng vậy, trong mắt Phùng Tứ, Dương Tiêu là một kẻ mất trí. Kích nổ khu vực thập lý ở thành phố Trung Nguyên, loại hành vi này chỉ có một kẻ mất trí mới có thể thực hiện được. Phùng Tứ vội vàng gọi điện thoại, nhanh chóng đi về phía sân bay thành phố Trung Nguyên. Ông ta ý thức được Dương Tiêu quá điện rồ, ông ta chắc chắn mình không thể lăn lộn ở trong nước được nữa. Kết thúc vận động, Dương Tiêu vừa ra khỏi phòng tâm thì nhận được điện thoại của Am Kim Long Vương, điện hạ, Phùng Tứ trốn mất rồi. Cả nhà tải ớp xuyện hô la đọc tiếp nhé. Ồ, Phùng Tứ vẫn còn chưa chết. Thỏ khôn ba hang, lão già này có chút bản lĩnh. Dương Tiêu kinh ngạc nói. Ám Kim Long Vương tiếp tục báo cáo, hiện tại Phùng Tứ đã lên máy bay, đích đến là Mojiso. Ừ, tôi hiểu rồi. Dương Tiêu đáp. Sau khi xác định hướng Phùng Tứ chạy trốn, Dương Tiêu cười khinh thường, lão già, tưởng trốn ra nước ngoài là tôi không làm được gì ông ả ê nói xong. Dương Tiêu liên hệ với Lý Thần Chiến, hiện tại Phùng Tứ vẫn chưa chết, kế tiếp là màn biểu diễn của Lý Thần Chiến. Tôi sắp xếp máy bay cho anh, Phùng Tứ, sáng mai nhất định phải chết.
Dương Tiêu dặn dò. Vâng, điện hại Lý Thần Chiến đã nóng lòng muốn giết chết Phùng Tứ ngay lập tức. Trong chốc lát, gió nổi mây mù. Đầu giờ sáng, một tin nhắn đã được gửi đi. Lệnh đuổi giết của tuyệt thế Long Môn được ban ra, khiến cả thế giới chấn động. Một số lượng lớn các cao thủ Long Môn ra tay, thanh kiếm chỉ về phía Mojiso. Ôi trời ơi, lệnh đuổi giết của tuyệt thế Long Môn lại xuất hiện trở lại. Đậu xanh rau má, lệnh đuổi giết cuối cùng của tuyệt thế Long Môn là mấy chục năm trước đúng không? Rốt cuộc là thằng quái nào đã làm chuyện mà người thần đều phẫn nộ, khiến tuyệt thế Long Môn không hề do dự phát lệnh đuổi giết toàn cầu vậy? Đúng, đúng thế, ai lại muốn chết như vậy? Xong đời, người này chết chắc rồi. Trong chốc lát, lệnh đuổi giết của Long Môn phát ra, khiến cho vô số người trên toàn thế giới đều kinh ngạc, thậm chí ngay cả các quốc gia lớn trên thế giới cũng phải kinh ngạc. Tuyệt thế Long Môn, đó là một siêu khổng lồ tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân không thể tồn tại mãi mãi ở Long Môn. Lệnh đuổi giết được ban ra, không nhiều lời, Long Môn làm việc, mọi người lui ra, ai ngăn cản, dê không thay lời nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự độc đoán mạnh mẽ, hầu như tất cả các cao thủ hàng đầu thế giới và băng đảng đội lính đánh thuê đều đã nhận được thông báo. Hai ngày này hành động khiêm tốn, khi gặp phải người trong Long Môn không được gây trở ngại. Long Môn quá mạnh, không kém một bàn tay trong đêm có thể kẹp cô người ta bất cứ lúc nào, lây mạng người ta. Hoàng đế cung phu Nam Mỹ chỉ là chân chạy vặt trong Long Môn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được Long Môn mạnh như thế nào. Sau khi lệnh đuổi giết của Long Môn được phát ra, Dương Tiêu nheo mắt, Phùng Tứ, lẫn này cho dù ông lên cửu tiêu hay xuông cửu u, ông cũng sẽ chết. Đến Moses thì sao? Đáng chết thì vẫn phải chết, cho dù ông có một vạn kỹ năng, cho dù ông có chín mạng, chết cũng là số mệnh cuối cùng của ông. Để không có nỗi lo về sau, Dương Tiêu đã đặc biệt phát lệnh đuổi giết của Long Môn. Dương Tiêu đã biết thủ đoạn của Phùng Tứ, muốn giết Phùng Tứ sẽ không dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên, mình giết thế thân của Phùng Tứ thật không chết. Lần thứ hai, phụ nỗ không giết hước Phùng Tứ, điều này đủ cho thấy Phùng Tứ xảo quyệt như thế nào. Mặc dù biết được Phùng Tứ đã đi đến Moses, nhưng ai biết được liệu giữa chừng Phùng Tứ có thay đổi ý định, thay đổi hành trình của mình không? Đối với Dương Tiêu mà nói, Phùng Tứ là một kẻ nhỏ nhen có mắt, không tròng, nhưng sự điên cuồng của tiêu nhân này cũng đủ để khiến người khác thâu xương. Bây giờ xé rách ra mặt, Dương Tiêu và Phùng Tứ đã trở thành kẻ thù không chết không nghỉ. Ông đã rút đao, thì tôi sẽ làm kiếm sáng. Nhổ cỏ không nhỏ tận gốc, gió xuân thôi qua lại mọc lên. Vì vậy, Phùng Tứ phải chết. Phùng Tứ này cũng thật là biết chọn chỗ, Moses, thủ phủ hỗn loạn. Dương Tiêu thầm sửng sốt. Để bảo vệ an toàn cho Lý Thần Chiến, Dương Tiêu đã phải huy động các cao thủ trong Long Môn. Đừng quên, Lý Thần Chiến vẫn bị thương, Phùng Tứ đã bắn tỉa anh ta một lần, thù lớn này Dương Tiêu để Lý Thần Chiến tự báo. Hơn nữa, bất cứ ai biết tình hình của thế giới đều biết Moses gần như là nơi hỗn loạn nhất trên thế giới. Moses, giết, chóc tràn lan, trộm cướp khắp nơi, các quan chức chính phủ cũng rất bất lực. Nhiều tên tội phạm và lính đánh thuê, nhiều chùm ma túy tầm cỡ thế giới đóng quân ở Moses, an ninh nội bộ khá hỗn loạn. Một ngày 24 giờ, mỗi ngày đều có thương vong. Điều nực cười nhất là Dương Tiêu đã từng làm nhiệm vụ ở Moses. Anh đã tận mắt chứng kiến hai nhóm người tham gia một cuộc đọ súng, ít nhất hàng trăm người đã thiệt mạng và bị thương. Ngay cả việc cướp ngân hàng ở đây cũng là chuyện vặt. Moses, người ta nói rằng 33% người là phân tử sâu trong xã hội hỗn tạp, đây là địa ngục của những người bình thường và là thiên đường của ma quỷ. Tuy nhiên, thủ phủ hỗn loạn thì sao? Phùng Tứ, giờ chết của ông cuối cùng cũng đã đến rồi. Ánh mắt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lùng. Do đây, dã tâm giết người của Dương Tiêu đã bắt đầu. Ngày mai, Phùng Tứ sẽ chết. Ngồi trên máy bay đi Moses. Mặt mũi Phùng Tứ tràn đầy khinh thường, Dương Tiêu tên khôn kiếp, bây giờ ông đây đi nước ngoài, không phải cậu rất giỏi. À, có bản lĩnh thì đuôi tới nước ngoài giết chết tôi đi. Mẹ kiếp, ông đây phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, Phùng Tứ này sẽ quay về lấy cái mạng chó của cậu. Bây giờ, Phùng Tứ thực sự hận Dương Tiêu thấu xương. Vì một Dương Tiêu, nền móng mà ông ta xây dựng ở thành phố Trung Nguyên trong hơn 10 năm đã bị phá hủy hoàn toàn. Sự căm hận quái dị đối với Dương Tiêu không thể diễn tả thành lời, ông ta thực sự muốn ăn thịt uống máu. Moses, thành phố hỗn loạn, tôi Phùng Tứ tới đầy y cho dù Dương Tiêu nhà cậu có điên như thế nào đi chăng nữa,
tôi cũng không tin cậu còn có thể đuổi giết tôi tới tận Moses. Phùng Tứ cười lạnh âm hiểm. Moses là nơi hỗn loạn nhất trên thế giới, là nơi ẩn náu của những tên xã hội đen ma quỷ. Khi còn trẻ, Phùng Tứ đã sinh sống vài năm ở Moses, trở thành thủ lĩnh của một nhóm người. Cuối cùng, Phùng Tứ đã lựa chọn trở về nước, dừng chân ở thành phố Trung Nguyên trở thành một ông trùm. Phùng Tứ nằm mơ cũng không hề ngờ tới, chỉ vì Dương Tiêu, ông ta bị buộc phải quay trở lại Moses, một nơi đầy chiến tranh và xung đột. Lần này, ông ta sẽ đào tạo một số lượng lớn người có kỹ năng tốt ở Moses, sau đó quay trở về nước một cú xử lý Dương Tiêu và tập đoàn Tuyết Tiêu. Phùng Tứ không hề hay biết Dương Tiêu ập chủ của Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Dương Tiêu đã triển khai, chỉ cần ông ta đến sân bay Moses nhất định sẽ chết chắc. Lúc này, Lý Thần Chiến đã sớm lên máy bay riêng, đang đợi Phùng Tứ đến sân bay Moses. Từ sân bay Trung Nguyên đến Moses mất hơn 10 tiếng. Vừa mới xuống máy bay, một người trung niên tóc vàng mắt xanh đeo kính râm tiền lên ồm Phùng Tứ, "Tứ gia, lâu rồi không gặp." "Ham, làm rất tốt, xem ra mấy năm nay ông ở Moses rất thuận buồm xuôi gió." Phùng Tứ cười to. "Ham, thủ lĩnh của 10 lính đánh thuê hàng đầu ở Moses." Lúc trước ở Moses, Ham đã đi theo Phùng Tứ lăn lộn. Sau khi Phùng Tứ trở về nước, ông ta giao nhóm lính đánh thuê cho Ham, dưới sự quản lý của Ham, nhóm lính đánh thuê ngày càng lớn mạnh, bây giờ đã leo thẳng lên tận top 10 ở Moses. Ham tóc vàng mặt xanh cười nói, nhờ nền tảng tốt năm đó của Tứ gia, nên tôi mới có ngày hôm nay. Tứ gia yên tâm đi, chỉ cần ông ở Moses một ngày, sẽ không người nào dám chạm vào một ngón tay của ông. Và tôi giao vị trí chỉ huy thứ hai cho Tứ gia sẽ không ghét bỏ đâu chứ. Mặc dù lúc trước Phùng Tứ là lão đại, nhưng bây giờ ông ta Ham đã lên kế vị, nên mặt quan hệ cũ, ông ta nhiều nhất chỉ có thể giao lại vị trí thứ hai cho Phùng Tứ. Thứ hai, Ham, đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. Phùng Tứ vui mừng khôn xiết. Miễn là có đủ thời gian, Phùng Tứ hoàn toàn chắc chắn sẽ trở thời trở lại ở Moses. Bây giờ, điều Phùng Tứ cần nhất là thời gian đệm. Khi ông ta trở về cũng là lúc Dương Tiêu chết. Ham phát tay quát, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chào Tứ gia đi. Chào Tứ gia, một tên đầu sỏ nhỏ bước tới, cung kính hô lên. Chào Tứ rồ. Trong chốc lát, hàng trăm thuộc hạ của Ham bước ra cung kính chào Phùng Tứ. Nhìn đám thuộc hạ ưu tú, Phùng Tứ cười lớn, ha 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 ha. Ha 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 hai. Dương Tiêu à Dương Tiêu, không ngờ tới đúng không? Tôi, Phùng Tứ không chỉ chạy được, mà còn có mệnh trở thành ông lón. Chẳng phải cậu muốn giết tôi sao? Tới đi, có bản lĩnh thì tới đi. Hiện tại, tôi ở Moses, ai dám giết tôi? Hải ai dám giết tôi? Nghĩ đến cảm giác nhục nhã và suy sụp trước đây, Phùng Tứ sảng khoái tràn trề gầm lên. Ông ta rất kiêu ngạo, như thể Dương Tiêu sẽ bị lu mờ ở trước mặt ông ta. Tiếp theo ông ta sẽ nghỉ ngơi, thoải mái, trở thành thế hệ điên cuồng mạnh mẽ ở Moses. Tôi dám giết ông. Phùng Tứ vừa rút lời, một số lượng lớn xe màu đen nhanh chóng chạy đến, dáng vẻ âm u của Lý Thần Chiến bước xuống từ chiếc Lincoln kéo dài màu đen ở giữa. Bộp 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 bộp. Trong tích tắc, những bóng dáng đi tiếp nhau bước ra khỏi những chiếc xe ô tô màu đen. Cao thủ của Long Môn đã đến, Lý Thần Chiến cũng đến chiến trường. Lý Thần Chiến, Phùng Tứ kinh ngạc mặt mở to. Lý Thần Chiến nhìn chằm chằm Phùng Tứ khinh thường nói, nhân danh Điện Hạ, tôi đặc biệt tới đây lầy mạng chó của ông. Điện Hạ, cậu gọi Dương Tiêu là Điện Hạ. Phùng Tứ sững sờ. Ông ta biết Lý Thần Chiến và Dương Tiêu có quan hệ thân thiết, nhưng lại không hề biết Lý Thần Chiến vẫn luôn gọi Dương Tiêu là Điện Hạ. Lý Thần Chiến trịnh trọng nói, đương nhiên. Mẹ kiếp, tôi đã chạy trốn đến Moses rồi, các người vẫn không tha. Ham, những kẻ này đều là người của Dương Tiêu kẻ thù của tôi, giết bọn họ, nhanh lên, giết bọn họ. Ái Phùng Tứ mắt hồn mất vía hét lên. Ham cười khây, dám vô lễ với Tứ gia ngay trên địa bàn của ông đây. Đúng là tìm chết, các anh em, diệt bọn họ cho tôi. Giết bọn họ, một tên lính đánh thuê dùng vũ khí chĩa vào bọn Lý Thần Chiến. Bùm, bọn họ còn chưa kịp bóp cò. Một vật thể hình bầu dục đã hạ cánh từ trên trời xuống ngay giữa họ, bùm phát nổ. Tiếng âm vang to lớn lập tức cướp đi hàng trăm sinh mạng tươi sông, chỉ còn một số người nằm la liệt trên mặt đất, chân tay rệu rã hú hét. Mẹ kiếp, nhìn thấy có người phạm tội dê người ở sân bay, vô số người ở xung quanh sân bay sợ hãi đến mức bỏ chạy.
Phùng Tứ và Ham cũng không chịu nổi, họ bị một làn sóng cuốn lên ngã xuống đất. Lý Thần Chiến xoay người, mở hộp màu đen trong xe, trực tiếp lấy ra một viên Gatorade. Răng rắc, răng rắc. Ngay sau đó, nhóm người từ Long Môn rút vũ khí ra nhắm vào Phùng Tứ và Ham. Phùng Tứ kinh hãi nói, chuyện gì vậy? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Nhìn hàng trăm thi thể trên mặt đất, Phùng Tứ sợ hãi đến mức suýt hồn bay phách lạc. Người anh em, đợi đã, người anh em, đợi đã, giữa chúng ta có hiểu lầm nào à? Ham kinh hoàng kêu lên, làm một cử chỉ đầu hàng. Người áo đen đi theo Lý Thần Chiến lạnh lùng nói, tuyệt thế Long Môn làm việc, ai ngăn cản, giết không tha. Cái gì, tuyệt thế Long Môn, các người là người, của tuyệt thế Long Môn, lệnh đuổi giết tôi hôm qua là nhắm vào Phùng Tứ. Ham đột nhiên ngắn ra. Lý Thần Chiến từng là lính đánh thuê, anh ta vây tay hô lên, không cần nhẹ tay, giết. Giết, Lý Thần Chiến, tôi đầu hàng, tôi sai rồi, không. Đừng giết tôi. Phùng Tứ kinh hãi hét lên. Tuy nhiên, Lý Thần Chiến đã không cho Phùng Tứ cơ hội sống sót, anh ta bóp cò không thương tiếc. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng bắn mạnh, thân thể của Phùng Tứ và Ham bị bắn điên cuồng như bia ngắm bắn. Bằng, bằng 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 bằng. Một số lượng lớn những chiếc xe xung quanh không thể chịu nỗ lực kinh hoàng này, lần lượt phát nổ. Trong phút chốc, cảnh tượng kinh hãi chân động lòng người, lửa giận cuồn cuộn, tiếng nổ bay thẳng lên trời cao. Hựt, hự hự, một lượng lớn hỏa lực bắn trúng Phùng Tứ, thân thể Phùng Tứ thủng lỗ chỗ, hai mắt mờ mịt. Trước khi chết, Phùng Tứ cũng không ngờ tới Dương Tiêu lại là chủ của tuyệt thế Long Môn, đuổi giết ông ta đến tận Moses. Khi tiếng hỏa lực ngừng bắn, Phùng Tứ trợn hai mắt, thân thể tê liệt trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Ông ta thực sự nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới, cho dù có chạy trồn đến Moses cũng không thể thoát khỏi số mệnh chết chóc. Ham tên xui xẻo này cũng vì Phùng Tứ mà gục ngã. Lý Thần Chiến bước tới, đá vào thi thể của Phùng Tứ, mẹ kiếp, thật sự cho rằng mình chạy trồn tới đây thì có thể coi trời bằng vung hả? Cổ tay của Điện Hạ Dương Tiêu làm sao ông có thể ước lượng được? Tự tay giết chết Phùng Tứ khiến Lý Thần Chiến vui vẻ tràn trề. Bị chính Phùng Tứ bắn tỉa, không cần nói Lý Thần Chiến hận Phùng Tử đến mức nào. Với cái chết của Phùng Tứ, hận thù trong lòng Lý Thần Chiến dần dần tan biến. Điện Hạ, Phùng Tứ đã chết. Sau khi giết chết Phùng Tu, Lý Thần Chiến lập tức báo cáo với Dương Tiêu. Lúc này, thành phố Trung Nguyên đã gần trưa. Sau khi nhận được tin tức của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu gật đầu nói, tết lắm. Cảm ơn Điện Hạ đã cho thuộc hạ cơ hội báo thù rửa hận này. Lý Thần Chiến cảm kích nói. Dương Tiêu cười nhẹ, không cần cảm ơn, người anh y mồ. Nghe được ba chữ người anh em này, Lý Thần Chiến càng xúc động hơn, suýt bật khóc. Để trả thù cho anh ta, đêm qua Dương Tiêu không chỉ sắp xếp một phi cơ riêng cho anh ta, mà còn cho anh ta cơ hội tuyệt vời giết Phùng Tứ. Phần tình nghĩa này Lý Thần Chiến thật sự không gì có thể báo đáp được. Dương Tiêu biết lúc này Lý Thần Chiến đang có tâm trạng hỗn loạn, anh nói tiếp, được rồi, đều là người trưởng thành cả, bớt nói những lời xên xúa, mau trở về đi, sắp tới thành phố Trung Nguyên sẽ thay đổi. Vâng, Điện Hạ, Lý Thần Chiến trịnh trọng nói. Đúng vậy, thành phố Trung Nguyên sắp thay đổi. Thời đại của Phùng Tứ đã kết thúc, tình thế kiềng ba chăn ở thành phố Trung Nguyên hoàn toàn tan vỡ. Vương Thiên Long chết, bây giờ phi Phùng Tứ cũng chết. Ở thành phố Trung Nguyên chỉ còn lại một mình Lý Thần Chiến là ông trùm. Lý Thần Chiến là người của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến chưa bao giờ làm điều gì gây mất trật tự xã hội, sự tồn tại của anh ta là phục vụ Dương Tiêu mọi lúc mọi nơi. 5 năm trước, Lý Thần Chiến đến thành phố Trung Nguyên, trở thành ông trùm. Không giống như Vương Thiên Long và Phùng Tứ, Lý Thần Chiến chủ yếu dựa vào một số câu lạc bộ giải trí karaoke kiếm lợi nhuận, hoàn toàn không thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Vì vậy, tay của Lý Thần Chiến còn sạch hơn cả chân. Tất nhiên là trừ tính mạng con người. Tuy nhiên, tất cả những kẻ bị chôn vùi trong tay Lý Thần Chiến đều là những kẻ cực kỳ độc ác, và những kẻ như vậy cần phải bị trừng trị. Từng là lính đánh thuê quốc tế, giá trị con người Lý Thần Chiến đã bất phàm từ lâu. Lý Thần Chiến đã không để ý đến những khoản lợi nhuận ở thành phố Trung Nguyên. Sau khi nói chuyện với Lý Thần Chiến xong, Dương Tiêu xoa căm tính thời gian. Nên đến lúc trở về đế đô rồi. Cho đến bây giờ, hầu hết mọi thứ mà Dương Tiêu có thể tiêu diệt đều đã bị xóa số. Điều duy nhất còn lại là cuộc chiến kinh doanh giữa tập đoàn Tuyết Tiêu và tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên. Đường Mục Tuyết trưởng thành nhanh chóng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu,
chiến trường tiếp theo Dương Tiêu hoàn toàn giao cho Đường Mộc Tuyết. Điều duy nhất khiến Dương Tiêu lo lắng là cái người được gọi là Vương. Trong miệng của Võ Thủ Hoàng, cao thủ số 1 trong 6 tỉnh Đông Hải. Khi người này đến Trung Nguyên, có gây hại cho Đường Mộc Tuyết không? Vương đến từ Đông Nam Á, đúng không? Hy vọng anh sẽ mang đến cho tôi một bất ngờ khác. Nhưng, nếu anh dám làm hại Mộc Tuyết của tôi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Ánh mắt Dương Tiêu hơi chìm xuống, một luồng khí mạnh mẽ quét qua khắp nơi. Trước khi đi, Dương Tiêu chỉ có thể làm tới bước này. Với cơ sở mạng lưới của mình ở thành phố Trung Nguyên, Đường Mộc Tuyết đủ sức đối phó với bọn Đường Hạo. Phùng Tứ vừa chết, không còn một vùng xám nào ở thành phố Trung Nguyên nữa. Cách đây không lâu anh đã phái Bắc Hải Lồng, Vương đến bảo vệ an toàn cho Đường Mộc Tuyết, còn Dương Tiêu thì ở lại chờ tin chiến thắng của Đường Mộc Tuyết. Khi Dương Tiêu nghĩ rằng mọi thứ đã ổn định, chuẩn bị quay trở lại Đề Đô, thì Vạn Tứ Hải người giàu nhất huyện Thiên Sơn gọi đến. Dương Tiêu không hề do dự, trả lời điện thoại, ông Vạn, sao lúc này ông lại nghĩ tới gọi điện cho tôi? Ân nhân, chuyện lớn không ổn. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Vạn Tứ Hải. Cái gì, xảy ra chuyện lớn? Chẳng lẽ Vạn Tứ Hải đã gặp phải một cuộc khủng hoảng ở huyện Thiên Sơn, hoặc là huyện Thiên Sơn đã trải qua một chấn động lớn? Nhận thấy có điều bất thường, Dương Tiêu động viên, ông Vạn, đừng yếu lắng, nói từ từ thôi. Ân nhân, Lương Khởi đã trở lại, Vạn Tứ Hải nói nhanh. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, Lương Khởi, chú hai của Lương Mãnh ở thôn nhà họ Lương. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, trước đó khi chôn cất bà cụ Triệu, Lương Mãnh không biết sống chết đã cầm súng chĩa vào anh. Dựa vào chú hai có thể lực chống lưng, muốn ngăn cản việc chôn cất bà cụ Triệu, nhưng cuối cùng bị anh làm tan rã thành công. Vâng ân nhân, chính là chú hai của Lương Mãnh ở thôn nhà họ Lương, đang tham gia phát triển bất động sản ở những nơi khác. Vạn Tứ Hải nghiêm nghị nói. Sau khi xác nhận thân phận của người bên kia, Dương Tiêu sâu não nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ân nhân là thế này, lần này Lương Khởi đang hợp tác với một số nhà phát triển trị giá hàng chục tỷ tệ phát triển bất động sản ở huyện Thiên Sơn. Mà khu vực phát triển liên quan đến thôn trang nhà họ Triệu, nhưng vì sự phân chia lợi ích không công bằng, dẫn tới nơi ở của thôn dân, ông Triệu Triệu Thiết Căn đi đầu trong việc chống lại. Ân nhân, cậu cũng biết trước đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết được. Lương Mãnh vào chú hai là Lương Khởi, chẳng những không giao cho người của thôn trang Triệu Tiên và nhà tái định cư, mà còn muốn cưỡng chế phá bỏ thôn trang. Triệu, muốn lấy chuyện này trả thù ân nhân, cảm xúc của Vạn Tứ Hải hơi kích động. Dương Tiêu kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy? Ông Vạn, bây giờ ông không ở huyện Thiên Sơn đâu à? Tôi bị đánh phải nhập viện, vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Chắc Lương Khởi biệt môi quan hệ của tôi và ân nhân, bọn họ không muốn tôi can thiệp, đã đặc biệt tấn công tôi. Vạn Tứ Hải nói, cái gì? Vạn Tứ Hải bị đánh bị thương phải nhập viện. Nghe vậy, sắc mặt Dương Tiêu lập tức ảm đạm, trong cơ thể Dương Tiêu nổi lên một luồng khí tức giận. Quá đáng, chú cháu nhà họ Lương này thật sự quá đáng. Dương Tiêu gật đầu nói, ông Vạn, dưỡng thương cho tốt, chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức trở về huyện Thiên Sơn. Ân nhân phải nhanh lên, nếu không có người đứng ra, e rằng nhóm người trong thôn Trang Triệu sẽ bị chú cháu nhà họ Lương đánh bị thương hoặc đánh chết. Vạn Tứ Hải vội vàng nói. Ông ta đã tiếp xúc với Lương Khởi biết Lương Khởi là một người rất tàn nhẫn. Theo tính cách có thù tất báo của Lương Khởi, lần trước bọn họ và Lương Mãnh nảy sinh xung đột, chắc chắn ỷ Lương Khởi sẽ canh cánh trong lòng. Dương Tiêu trả lời, tôi biết rồi ông Vạn, ông dưỡng thương đi. Cúp điện thoại, vẻ mặt Dương Tiêu cực kỳ nặng nề. Vốn dĩ anh định thu dọn đồ đạc đến Đề Đô, nhưng ai ngờ lúc này ở huyện Thiên Sơn đã xảy ra chuyện. Dương Tiêu, anh biết chuyện bên huyện Thiên Sơn gặp nạn chưa? Đường Mộc Tuyệt cũng nhận được tin tức. Triệu Thiệt Căn và một nhóm thành viên của nhà họ Triệu hiện đang một thân một mình, họ đành phải cầu cứu Đường Mộc Tuyết ở thành phố Trung Nguyên xa xôi. Đường Mộc Tuyết vừa nhận được tin tức đã lập tức liên lạc với Dương Tiêu. Dương Tiêu đau đầu, anh thật sự không ngờ chuyện này lại kinh động đến Đường Mộc Tuyệt. Dương Tiêu thấp giọng nói, Mộc Tuyết, em đừng lo, em cứ cầm lái tập đoàn Tuyết Tiêu đi. Anh sẽ trở về một chuyến. Cẩn thận, em nghe nói Lương Khởi đã trở lại. Lương Khởi này là người nham hiểm, không phải người bình thường dễ chọc. Đường Mộc Tuyết dặn dò. Dương Tiêu mỉm cười, Mộc Tuyết, chuyện nhỏ, cứ giao cho NHTL. Vâng, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô tin rằng chỉ cần có Dương Tiêu, trước mọi mưa gió đều có thể ngăn cản. Sau khi xoa dịu đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nhìn vé đường sắt cao tốc rồi nhanh chóng mua vé. Tự lái xe đi từ thành phố Trung Nguyên đến huyện Thiên Sơn phải mất ít nhất vài tiếng, đi đường sắt cao tốc chỉ mất một tiếng. Thời gian không chờ mình, Dương Tiêu đã chọn đi tàu cao tốc trở về. Không lâu sau, Dương Tiêu lên tàu cao tốc đến huyện Thiên Sơn. Vào lúc này, tại huyện Thiên Sơn, Lương Mãnh người thôn nhà họ Lương cười to nói, chú hai, lần này nhà họ Triệu hoàn toàn xong đời rồi. Hừ, lũ dế nhũi dám cần trở việc phá bỏ và rời đi nơi khác của chúng ta, tất cả đều chán sống. Một người đàn ông trung niên cười âm hiểm. Nét mặt của người đàn ông trung niên mềm mại nhưng tàn nhân, mái tóc dựng lên nơi khóe mắt, dáng vẻ không lạnh lùng, nhưng khiến ai thoạt nhìn cũng phải rùng mình. Bởi vì ông ta mang lại cho mọi người cảm giác dê người như bác sĩ, đó là cắt cổ bạn, cắt bỏ thận của bạn, khoét tim của bạn với một nụ cười. Người này là Lương Khởi, chú hai của Lương Mãnh, một doanh nhân phát triển bất động sản. Nhớ lại đám tang của bà cụ Triệu cách đây một khoảng thời gian, vẻ mặt Lý An Mãnh hung ác, không biết thằng danh tên Dương Tiêu đó có đến hay không. Nếu thằng danh này đến thì tốt quả rồi. Chỉ cần tên Dương Tiêu này dám tói, tìm người diệt cậu ta cho chú. Trên mặt người đàn ông trung niên Lương Khởi hiện lên vẻ chán ghét. Lúc trước bà cụ Triệu được an táng chôn ở núi Tướng Quân, Lương Khởi biết rất rõ điều này. Thế nhưng núi Tướng Quân là nơi chôn cất tướng sĩ, phong thủy tuyệt vời, nhà họ Lương đã báo trước cho nhà họ Triệu rằng núi Tướng Quân là do bọn họ bao trọn. Ai ngờ cuối cùng một thằng ở rễ tên là Dương Tiêu lại ra mặt khiến họ bẽ mặt. Lương Mãnh hơi lo lắng, chú hai, nghe nói Đường Mộc Tuyết vợ của Dương Tiêu làm ăn phát đạt ở thành phố Trung Nguyên. Chú hai, chú biết tập đoàn Tuyết Tiêu không? Giá trị thị trường là 20 tỷ tệ. 20 tỷ tệ thì sao? Đừng quên nhà đầu tư mà chú hai kéo qua. Lần này có ai có giá trị dưới 10 tỷ tệ không? Một người không đủ chống lại tập đoàn Tuyết Tiêu, thì ba người, năm người. Cái đồ không có bản lĩnh, đừng quên Thiên Sơn là địa bàn của chúng ta. Ngay cả lão già Vạn Tứ Hải kia chúng ta cũng dám động thủ, huống chỉ là một tập đoàn Tuyết Tiêu. Lương Khởi khinh thường nói. Nghĩ Vạn Tứ Hải người giàu, nhất hút ển Thiên Sơn bị người của họ đánh gục, Lương Mãnh phần khích, chú hai nói đúng, chúng ta mới là bá vương của huyện Thiên Sơn, tập đoàn Tuyết Tiêu ở thành phố Trung Nguyên, chỉ cần tập đoàn Tuyết Tiêu dám ra tay, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn họ. Mạnh Tử, lát hãy cưỡng chê thôn Trang Triệu, chú muôn tất cả người nhà họ Triệu đều trở thành chó nhà có tang. Nếu những người nhà họ Triệu này dám cản trở, giết một hai người cũng không thành vấn đề, hiểu không? Lương Khởi bàn giao. Làm kiểu phát triển như này, một chút thương vong là điều không thể tránh khỏi. Với năng lượng của Lương Khởi, cho dù thôn Trang Triệu chết 8-10 người cũng không, ảnh hưởng gì đến ông ta. Cùng lắm là bỏ ra một số tiền chặn chuyện này chứ mấy. Lương Mãnh dục dịch, vâng chú hai, chú cứ chờ mà xem, hôm nay cháu sẽ biến thôn Trang Triệu này thành đồng vụn, cháu bảo đảm sẽ để đám người nhà họ Triệu này lang thang như chó hoang. Ừ, giao cho cháu, chú còn có việc phải làm. Nói với Lương Mãnh xong, Lương Khởi không hề nán lại, rời khỏi hiện trường. Khi Lương Khởi hoàn toàn rời đi, trong mắt Lương Mãnh lộ ra sát khí nồng đậm, các anh em, chuẩn bị máy xúc và xe nâng, tóm bọn họ cho tôi. Lát nữa mây lão già trong thôn Trang Triệu dám chống lại, trực tiếp. Giết bọn họ, nhất là tên khốn lão già Triệu Thiết Căn kia, lát nếu bắt được, tôi nhất định sẽ giết ông ta. Vâng, anh Mãnh, nhóm người do Lương Mãnh dẫn đầu đồng thanh hô lên. Lương Mãnh kiêu ngạo ngút trời nói, tốt lắm, đi thôi. Trong chốc lát, đám mây đen bao phủ bầu trời phía trên thôn Trang Triệu. Bộp bộp. Cùng lúc đó, tàu cao tốc dừng ở huyện Thiên Sơn, Dương Tiêu đi ra với vẻ mặt trầm như nước. Đến Bệnh viện Nhân dân huyện Thiên Sơn, sau khi rời ga tàu cao tốc, Dương Tiêu không thể không bắt taxi. Vâng, tài xế đạp ga khởi hành về phía Bệnh viện Nhân dân huyện Thiên Sơn. Khi vừa đến phòng chăm sóc đặc biệt, cảnh tượng trước mắt thực sự khiến anh sững sờ. Mắt phải của Vạn Tứ Hải bị sưng tây, phủ một lớp băng gạc trắng, chân của ông ta còn bị kéo căng, có vết gãy rõ ràng. Ngay cả bàn tay của Vạn Tứ Hải cũng sưng tây đến mức gần như trở thành bàn tay béo lúc xúc như lợn, những vết sẹo rỉ máu đông lại càng rùng rợn hơn. Vạn Tứ Hải đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, khuôn mặt của ông ta vô cùng xanh xao. Chết tiệt, nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Vạn Tứ Hải, trong lòng Dương Tiêu không ngừng dâng lên ngọn lửa hừng hực. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Vạn Tứ Hải nhận ra Dương Tiêu đang ở đây, vẻ mặt của ông ta cảm động, ấn nhân.
ông Vạn, không cần dậy, dưỡng thương cho tốt, chú cháu nhà họ Lương thật sự muốn lật trời. Dương Tiêu không khỏi nắm chặt tay. Vạn Tứ Hải là ai? Đó là người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Ngay cả người giàu nhất huyện Thiên Sơn cũng không để trong mắt, ra tay hung ác, kiêu ngạo này thật sự là coi trời bằng vung. Vạn Tứ Hải không quan tâm đến tình trạng của mình, ông ta nhanh chóng nói, ân nhân không cần lo cho tôi, mau đến thôn Trang Triệu. Nếu đến muộn có thể sẽ xảy ra án mạng. Lương Mãnh căm ghét ân nhân và bác Triệu Thiết Can đến tận xương tủy, e rằng nếu ân nhân còn không đi, bác Triệu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đúng rồi ân nhân, bên ngoài có một chiếc xe Việt dã, ân nhân mau đi qua đó đi. Được, ông Vạn thù của ông tôi sẽ báo cho ông. Dương Tiêu không do dự lập tức rời khỏi bệnh viện. Vạn Tứ Hải bị thương thế này, Dương Tiêu cũng dám tưởng tượng bây giờ Triệu Thiệt Căn sẽ có cảnh tượng như thế nào. Sau khi rời khỏi bệnh viện, một thanh niên mặc vest đi giày ra nói với Dương Tiêu, anh Dương, chìa khó ổ. Nói xong, người thanh niên đưa chìa khóa của một chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz cho Dương Tiêu. Cảm ơn, Dương Tiêu cầm chìa khóa lịch sự đáp lại, anh bước lên chiếc xe Việt dã Benz, đi nhanh về phía thôn Trang Triệu. Cùng lúc đó, Lương Mãnh đã dẫn người đến trấn áp thôn Trang Triệu ở tất cả các hướng. Hơn 30 máy xúc và xe nâng đậu ở công thôn Trang Triệu, Lương Mãnh chồng tay lên hông, đặc ý nói, lão già sông lâu, mau đưa người của ông cút khỏi đây, nếu không đi hôm nay ông đây sẽ giết hết mạng chó của các người. Lương Mãnh, cậu bắt nạt người quá đáng. Triệu Thiết Căn tức giận thân thê run lên. Đúng vậy, Lương Mãnh, cậu bắt nạt người quá đáng. Người dân thôn Trang Triệu cũng tràn đầy phẫn nộ. Họ đã sống trên mảnh đất này qua nhiều thế hệ, ngay cả khi đó là một cuộc phá dỡ chính thức họ cũng sẽ chống lại, chứ đừng nói đến việc phá dỡ cưỡng ép. Phải thừa nhận, lần này Lương Khởi chú hai của Lương Mãnh đã tìm được rất nhiều nhà đầu tư, gom được rất nhiều tiền, số tiền này đủ để cải tạo nhiều nơi ở huyện Thiên Sơn. Tuy nhiên, chỉ khi đến lượt thôn Trang Triệu bọn họ lại không có nhà tái định cư, cũng không thấy đề cập đến tiền đền bù. Đây là đang làm vậy. Đây không phải là bọn côn đồ trăng trọn sao. Một khi bọn họ rời khỏi thôn Trang Triệu, với thế lực tà ác như Lương Mãnh thì sau này bọn họ sẽ thực sự trở thành người vô gia cư. Xét cho cùng, hầu hết dân trong thôn Trang Triệu chủ yếu làm nông nghiệp, không có nơi ở chỉ có thể đi lang thang. Vì vậy, Triệu Thiết Căn có đức cao vọng trọng trong thôn Trang Triệu đã đứng lên, một nhóm người cũng đồng loạt đứng lên chống lại. Lương Mãnh diêu cọt, bắt nạt người quá đáng. Mẹ kiếp! Tôi bắt nạt bọn dân điêu các người đấy thì sao? Tôi nói lại lần cuối, các người có cút hay không? Nếu không cút, ông đây sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiễn tất cả các người về chầu trời. Lương Mãnh, muốn chúng ta rời khỏi thôn Trang Triệu, trừ khi chúng tôi chết. Triệu Thiết Căn rất kiên quyết. Đúng, trừ khi chúng tôi chết, một nhóm dân trong thôn đồng thanh hét lên. Nhìn đám người thôn Trang Triệu thấy chết không nhòn trước mặt, Lương. Mãnh cười khinh thường, muốn chết chứ gì? Được, tôi thỏa mãn các người, lên hết cho tôi, trực tiếp san bằng nhà cửa cho tôi. Còn đám dân điêu này, ai dám không phục thì đánh tới khi nào phục thì thôi, cần thiết thì giết một hai người giết gà dọa khi. Vâng, anh Mãnh, nhóm côn đồ do Lương Mãnh cầm đầu hét lớn. Như mọi người đã biết, phá dỡ nhà không phải là một công việc dễ dàng, nhiều băng nhóm xã hội đen ở địa phương thường tham gia răn đe dân làng. Nói trắng ra, nhóm người này cũng chỉ bắt nạt kẻ yêu. Vai trò của họ là đàn áp dân làng, buộc họ phải rời đi. Grum 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 mồ trong phút chốc, hơn 30 chiếc máy xúc và xe nâng đồng loạt lao về phía thôn Trang Triệu với khí thế như câu vông. Một chiếc máy xúc lao tới với tốc độ cực nhanh, chiếc cần cầu lớn rơi xuống, nóc một tòa nhà hai tầng nhỏ trực tiếp nổ tung. Một chiếc xe nâng lớn khác va vào, thêm một ngôi nhà cũng bị sập. Nói trắng ra, ở quê ít có ngôi nhà nào vững chắc, rất nhiều ngôi nhà cô chỉ thuần túy để ở. Một khi gặp phải ngoại lực mạnh thì hoàn toàn không có cách ngăn cản phá hủy. Tên khốn, nhìn thấy ngôi nhà bị cưỡng chế phá dỡ, nhóm người thôn Trang Triệu đỏ mắt. Một người trong thôn Trang Triệu mắt đỏ hoe hét lên, liều mạng với bọn họ. Liều mạng, nhóm người đồng thanh hét lên. Cưỡng chế phá nhà không, cho bọn họ đường sông, đây là muốn ép chết bọn họ sao? Người ta nói, chặt đứt đường tiền tài của con người. Không khác gì giết chết cha mẹ của họ. Đây không chỉ đơn giản là chặt đứt đường tiền tài của người ta, mà là trực tiếp định ép chết người ta. Dương Tiêu lái chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz mà hãi hùng khiếp vía, hy vọng tất cả vẫn đến kịp. Grumo. Vừa đạp ga, Dương Tiêu trực tiếp tăng tốc xe Việt dã Mercedes-Benz lên mức tối đa,
lao thẳng về phía thôn Trang Triệu. Vạn Tứ Hải đã mình đầy thương tích, Dương Tiêu không thể lờ nờ được những gì đã xảy ra với thôn Trang Triệu. Chuyện này thật sự khiến Dương Tiêu đau đầu, dù sao người của thôn Trang Triệu cũng là nhà mẹ đẻ của Đường Mộc Tuyết, anh cần phải quan tâm. Liều mạng, chậc, lũ dân Điêu không biết sống chết, đánh mạnh vào trọ tôi. Lương, mãnh nhìn chằm chằm đám người thôn Trang Triệu xông tới trước mặt, anh ta vẫy tay hét lên dữ dội. Lên, ngay sau đó, theo lệnh của Lương mãnh, nhóm côn đồ cầm gậy bóng nề và ống thép lao về phía người thôn Trang Triệu. Một số lượng lớn thanh niên trong thôn Trang Triệu đã đi làm ăn xa, phần lớn chỉ là người già, yêu, bệnh tật, tàn tật, thậm chí có rất ít đàn ông trung niên. Ông nội mày, một thanh niên xăm trổ khắp cánh tay cầm ống thép đập mạnh vào đầu một người trong thôn Trang Triệu. Bóp! Đầu bị thương nặng, người trong thôn Trang Triệu ôm đầu gục xuống đất. Phút! Một đôi tượng khác dùng dao pha chém vào lưng một người phụ nữ kêu la, bị đạp ngã xuống đất. Trong phút chốc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, đám người trong thôn Trang Triệu đều bị nghiền ép. Hết cách, nhóm người do Lương mãnh cầm đầu đều là những thanh niên trai tráng, cũng là những tên xã hội đen có tiếng ở địa phương, họ rất tàn nhẫn. Trong nháy mắt, ít nhất 20-30 người trong thôn Trang Triệu đã gục xuống, tất cả đều bị thương. Cả nhà tải ớp xuyện hô la nhé. Đáng ghét, đáng ghét, lũ trời đánh. Triệu Thiết Căn nhìn cảnh tượng trước mắt thân thể run lên. Lương mãnh nhìn chằm chằm Triệu Thiết Căn với ánh mắt hung ác, cho tới bây giờ luôn là lão già này gây chuyện, lên, giết lão già này cho tôi. Lão già, chết đi. Một thanh niên cầm dao pha cười hả hê lao về phía Triệu Thiết Căn. Ông cụ, nhìn thấy Triệu Thiết Căn bị nhà vào. Đám người thôn Trang Triệu không kìm được kinh hô. Lương mãnh nói đùa, lão già, tạm biệt. Con dao pha rơi từ trên trời xuống, rơi thẳng vào đầu Triệu Thiết Căn. Vẻ on nói thì chậm mà xảy ra quá nhanh, một chiếc xe Việt giã Mercedes-Benz lao ra trong chớp mắt. Khi con dao pha rơi cách đầu Triệu Thiết Căn chưa tới 3 cm, chiếc xe Việt giã Mercedes-Benz đã lao thẳng vào người thanh niên cầm dao pha như một con ngựa hoang bỏ ly à mi. Dưới cái nhìn của mọi người, nam thanh niên cầm dao pha bị hất văng xa chục mét như một viên đạn đại bác. Hả, nhìn đấy cảnh tượng này, vô số người đều sững sờ. Lương mãnh, anh thật to gan. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng như địa ngục nổ tung. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tiêu kịp đến hiện trường. Chàng trai, nhìn thấy Dương, Tiêu đến Triệu Thiết Cần vô cùng xúc động. Sau khi thôn Trang Triệu gặp nạn, ông buộc phải liên lạc với cháu gái Đường Mộc Tuyết đang ở thành phố Trung Nguyên xa xôi. Mặc dù đã liên lạc được, nhưng biến hóa xảy ra quá nhanh khiến Triệu Thiết Căn tuyệt vọng, ông còn nghĩ mình đã được định sẵn sẽ chết. Điều mà Triệu Thiết Căn không bao giờ ngờ tới là vào thời khắc quan trọng Dương Tiêu đã đến cứu sống ông. Dương Tiêu ra khỏi xe, thấy nhiều ngôi nhà ở thôn Trang Triệu bị phá bỏ, nhiều dân thôn bị đánh đập, Dương Tiêu thở dài, xin lỗi, tôi đến muộn ý. Không muộn, không muộn. Chàng trai, chỉ mình cậu thôi sao? Lương mãnh tìm rất nhiều người đến đói. Triệu Thiết Căn lo lắng nói. Dương Tiêu cười nhẹ, ông ngoại yên tâm, đối phó với đám gà đất chó sành này, một mình cháu là đủ rồi. Nghĩ tới lần trước nhóm của Lương mãnh bị Dương Tiêu đánh tới tấp, Triệu Thiết Căn mới bình tĩnh lại. Mọi người, lui ra sau hết đi, để tôi tới. Dương Tiêu hét lên. Lui, mau lui, giao cho nhóc Dương. Đám người thôn Trang Triệu nhanh chóng lui ra ngoài. Họ đều biết sức chiến đấu của Dương Tiêu, nhóm người già, yếu, bệnh tật, tàn tật như họ hoàn toàn không phải đối thủ của bọn Lương mãnh. Lương mãnh nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, cười dữ tọt, thằng rác rưởi nhà anh đến đúng lúc lắm. Ông đây đang tìm anh trả lại sự sỉ nhục lần trước mà anh đã mang lại cho tôi. Thật à, Dương Tiêu cười lạnh. Sau đó, Dương Tiêu đỡ người phụ nữ bị chém một nhát vào lưng. Đồng thời bám huyệt cầm máu cho người phụ nữ. Cầm máu xong, Dương Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nhóm Lương mãnh, ai làm? Ông đây làm đầy, người đàn ông xăm trổ chém người phụ nữ trung niên đứng ra, nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ khinh bỉ. Dương Tiêu nhìn về phía người này, có biết nợ máu cần phải trả bằng máu không? Sao, anh muốn tôi trả giá bằng máu? Chỉ dựa vào anh, người đàn ông xăm trổ chế nhạo. Đúng vậy, hai mắt Dương Tiêu sáng quặc. Thân hình như bóng ma đi nhanh về phía người đàn ông đó. Người đàn ông xăm trổ nhìn thấy Dương Tiêu lại dám ra tay với anh ta trước mặt nhiều người như vậy, anh ta giận dữ chửi bới, cầm dao pha lao vào người Dương Tiêu. Vẻ on anh ta còn chưa kịp chạm vào Dương Tiêu, tay phải của Dương Tiêu đã nhanh như chớp túm chặt tay của người đàn ông,
sau đó anh bất ngờ dùng lực, người này bị đao con dao pha trong tay rơi thẳng xuống. Dương Tiêu dùng tay trái bắt lấy dao pha, anh nghiêng người đâm dao vào lưng gã xăm trổ. A à, một vết sẹo kinh hoàng xuất hiện, người đàn ông xăm trổ la hét như bị giết lợn ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Tiêu ra tay độc ác như vậy, nhóm người do Lương Mãnh dẫn đầu đều sững sờ. Chém hay lắm, chém rất hay, nhóm người thôn Trang Triệu kích động. Dương Tiêu lại chỉ vào người thôn Trang Triệu bị một cú đánh nặng vào đầu và chảy máu, đây là ai làm? Người đàn ông vừa đánh người dân băng ông thép vừa nãy dùng mình sợ hãi, ông thép trên tay cầm không chắc suýt nữa rơi xuông đát. Vẻ on thị lực của Dương Tiêu kinh người, anh chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thấy được nỗi sợ hãi trong lòng người này. Dao pha trong tay Dương Tiêu phóng thẳng, giống như một mũi tên sắc bén. C. Con dao pha quét dọc ra đầu người đó, người đàn ông câm ông thép lập tức bị thương, mái tóc đen dần nhuộm đỏ. Người đàn ông cầm ống thép ôm đầu, nhìn thấy vết máu trên tay, anh ta kêu lên nhữ, cả thế giới đang sụp đổ. Hay, làm tốt lắm, Dương Tiêu liên tục dùng cách riêng của mình trả lại bọn họ, điều này khiến cho nhóm người thôn Trang chịu kích thích như được tiêm máu gà. Nhìn thấy y hai tên thuộc hạ của mình liên tiếp xảy ra chuyện, ánh mắt của Lương Mãnh gần như nổ tung. Lương Mãnh rồng lên, Dương Tiêu, anh hung hăng càn quấy quá rồi đấy. Tôi hung hăng càn quấy. So với anh Lương Mãnh, tôi còn nhân từ chán. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Để trả thù, Lương Mãnh đã tập hợp rất nhiều người tấn công nhóm người giả yêu, bệnh tật, tàn tật ở thôn Trang Triệu. Đáng giận nhất là Triệu Thiệt Căn đã một bỏ tuổi, Lương Mãnh này lại muốn giết Triệu Thiết Căn, tầm địa sâu xa, không hề có lương tâm của con người. Nghĩ đến lần trước mình đã cảnh cáo Tiểu Thiết Căn lại bị Dương Tiêu đánh, rồi lại nghĩ đến việc bị Dương Tiêu uy hiếp khi ngăn cản chôn cất bà Triệu ở núi Tướng Quân, một cảm giác nhục nhã tràn ngập trong lòng, khiến Lương Mãnh tức điên hệt mức. Lương Mãnh chế giễu, anh bảo tôi tàn nhẫn. Tốt, hôm nay, tôi tàn nhẫn cho anh xem, các anh em, đánh, đánh mạnh vào cho tôi. Hôm nay trước khi cưỡng chế Triệu Thiết Căn, hãy chặt đầu thằng này trước. Lên, xử lý anh ta cho tôi. Bây giờ... Chú hai Lương Khởi của Lương Mãnh đã trở về, đồng thời cũng kéo về vài nhà đầu tư trị giá hàng chục tỷ tệ. Chú hai Lương Khởi của anh ta cũng chẳng thèm để Vạn Tứ Hải vào mắt, Lương Mãnh chó cậy gân nhà, gà cậy gần chuồng cũng không để mắt tới Dương Tiêu. Giết thằng nhóc này, nhóm người ngập ngừng. Đánh giá tốc độ ra tay của Dương Tiêu vừa nãy, đây rõ ràng là một người khó chơi biệt công phu. Lương Mãnh biết đám người này sợ hãi điều gì, anh ta chế nhạo, sợ cái gì? 1-200 người chúng a còn không thể đánh chết anh ta hả? Tôi hứa, ai có thể giết thằng nhóc này, thưởng cho người đó 1 triệu tệ, không, 3 triệu tệ. Cái gì? Giết tên nhóc trước mặt này sẽ được thưởng 3 triệu tệ. Theo sau những lời này rơi xuống, nhóm người đột nhiên nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, ánh mắt trở nên điên cuồng. Xét cho cùng, ở một huyện nhỏ cấp 18 thì 3 triệu tệ đã là quá nhiều. Đối với một tên xã hội đen như họ, cả đời này có thể còn không kiếm nổi 1 triệu tệ huống chỉ là 3 triệu tệ. Mạng của thằng nhóc này, tôi muốn chắc rồi. Một tên cao to thô kệch nhìn chằm chằm Dương Tiêu rồi gầm lên lao về phía Dương Tiêu. Mẹ kiếp đừng cướp của tôi, 3 triệu tệ là của tôi. Một tên cao to khác hét lên. Của tôi, 3 triệu tệ là của tôi, danh con, nộp mạng đi. Dưới phần thưởng nặng cần phải có can đảm. Trong nháy mặt 1-200 người tại hiện trường đồng loạt lao về phía Dương Tiêu với ánh mắt điên cuồng. Tất cả đều trông rất hung bạo, như thể họ vừa ra tay sẽ có thể lấy được đầu của Dương Tiêu. Chàng trai, cẩn thận, thấy rất nhiều người lao về phía Dương Tiêu, Triệu Thiệt Căn không khỏi kêu lên. Dương Tiêu, cẩn thận, nhóm người thôn Trang Triệu kinh hãi tim gan đứt ruột. Dương Tiêu híp mắt cười lạnh, châu châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt kẻ điên, cuống xông vào trước lộ ra sát khí, cầm ống thép nện vào đầu Dương Tiêu. Vẻ on tốc độ của ống thép cực nhanh, một khi rơi xuống, người bình thường nếu không chết cũng sẽ bị thương nặng. Dương Tiêu hơi nghiêng người tránh đòn xâm xét, Dương Tiêu cũng không hề bị động, tránh được đòn dữ dội này, anh do chân phải tấn công với tốc độ cực nhanh. Bốp bốp, tất cả đều rơi vào đầu gối của người đàn ông cao lớn thô kệch. Tên cao lớn thô kệch đâu có thể ngờ tới Dương Tiêu lại hung hãn như vậy, anh ta rên lên, đầu gối mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Danh con, chết đi, một người khác lao về phía anh. Lần này, người này còn chưa kịp ra tay, đáy mặt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lẽo, lại giơ chân phải ra. Giữa tia chớp và đá lửa hai người cùng quỳ xuống,
Điều này khiến Lương Mãnh nổi trận lôi đình, heo ngu, các người là heo ngu hả? Trăm người không giết được một người, đã vậy còn bị đánh lật nhào hai người. Các người ăn cứt lớn lên hả? 5 triệu tệ, chỉ cần giết được thằng nhóc này, tôi sẽ cho các người 5 triệu tệ. Lương Mãnh cực kỳ điên cuồng, hôm nay anh ta quyết tâm phải dê Dương Tiêu bằng mọi giá. Nhục nhã, cần phải rửa sạch. Dương Tiêu, hôm nay nhất định phải chê. 5 triệu tệ, trời ạ, đám người phần chân như được cổ vũ mạnh mẽ. 5 triệu tệ là của tôi, giết. Giết, y. Trong chốc lát, hàng trăm người như sói như hổ, hung ác lao về phía Dương Tiêu bằng mọi giá. Tiền có thể sai khiến ma quỷ, 5 triệu tệ đối với nhóm xã hội đen này là một con số thiên văn, đáng để bọn họ dốc hết sức lực. Vèo. Thấy nhiều người tấn công như vậy, mặt Dương Tiêu không hề thay đổi, anh cầm một cây gậy gõ lên, quét về mọi hướng. Bóp 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 bóp. Hơn chục người bị chúng đòn nặng vào đâu rồi, ngã xuống đất như ngựa hoang, quỳ rạp vững chắc trên mặt đất. Giết, một tên cao lớn cầm dao pha xông tới từ phía sau Dương Tiêu. Lương Mãnh kích động nói, làm tốt lắm, chém chết tên khốn kiếp này. Bộp. Dương Tiêu cũng không phải ngồi không, anh chọt xoay người, thanh gỗ hóa thành bóng mỏ, đâm vào đúng quân người đàn ông. Ngay sau đó, một cảm giác nhẹ nhõm khó tả tràn ngập khiến đôi mắt người đàn ông trở nên tối sầm quỳ xuống đất. Các người thật sự cho rằng tôi, Dương Tiêu này dễ bắt nạt. Nhìn những người xung quanh, Dương Tiêu hung hãn ra trận. Thanh gỗ biến thành những bóng mờ đầy trời, trong không khí cỏ rất nhiều khói bụi bay tứ tung. Giờ phút này, Dương Tiêu như biến thành chiến thần bắt khả chiến bại, càn quét tứ phương. Với một tiếng âm vang, đầu gối của một người bị thanh gỗ quét qua, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Lại thêm một tiếng âm vang khác, thêm một người đầu gối đau nhói quỳ trên mặt đất. 1, 10, 50, 100. Bất cứ nơi nào Dương Tiêu đi qua, hết bóng dáng này đến bóng dáng khác đều quỳ xuống. Trong nháy mắt, hơn trăm bóng người đã quỳ trên mặt đất. Đậu xanh rau mái, cậu ta là yêu quái hả? Nhìn thấy cả trăm người đang quỳ trên mặt đất, chỉ còn mây chục người như nhìn thấy ma không ngừng lui ra sau. Lương Mãnh cũng, sững sờ, anh ta biết Dương Tiêu có kỹ năng biến thái, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại biến thái đến vậy. Hơn trăm người quỳ trên mặt đất, cảnh tượng này quá chấn động. Chàng trai khỏe mạnh là người của thôn Trang Triệu chúng tôi. Triệu Thiết Căn nhìn nhiệt huyết sôi trào. Chàng trai khỏe mạnh là người của thôn Trang Triệu chúng tôi. Chàng trai khỏe mạnh là người của thôn Trang Triệu chúng tôi. Khi nhóm dân trong thôn bị sỉ nhục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt của họ đỏ bừng vì phán khích, họ ước mình có thể biến thành Dương Tiêu, đuổi tất cả những kẻ bắt nạt như Lương Mãnh đi. Sau khi đánh bại hơn trăm người, để lại mây chục người không còn ý chí chiến đấu, hai mắt Dương Tiêu, sáng quét nhìn Lương Mãnh, muốn mạng của tôi, chỉ dựa vào phôi thai thô kệch không lên nổi sân khấu như các người. Tên khốn, khốn kiếp, khốn kiếp, mũi của Lương Mãnh gần như bốc khói. Anh ta thật không ngờ trước mặt Dương Tiêu có nhiều người như. Vậy lại không ai địch nổi một chiêu của Dương Tiêu. Lương Mãnh nắm chặt tay, tức giận nói, Dương Tiêu, anh cho rằng mình là ông trời hả? Nói cho anh biết, anh có thể đánh thì sao? Lần này 1-200 người chúng tôi không thể làm gì anh, lần sau bọn tôi 1-2000 người, 10-20000 người thì sao? Lần này, chú hai lương khởi của anh ta mang vô hàng trăm tỷ tệ, Lương Mãnh không hề sợ hãi, anh ta không tin đã ném tiền còn không thể giết được Dương Tiêu. Anh cho rằng tôi sẽ cho anh cơ hội ra tay. Dương Tiêu chế nhạo. Anh sắp trở về Đề Đô, trước khi đi cần phải giải quyết xong mọi việc của huyện Thiên Sơn. Nếu Lương Mãnh này muốn tìm chết, Dương Tiêu không ngại tiễn Lương Mãnh về chầu trời. Lương Mãnh rất tức giận, càng căm hận Dương Tiêu đến tận xương tủy, anh ta phất tay, đưa dao. Anh Mãnh, dao, một tên đàn em nhanh chóng đưa cho Lương Mãnh một con dao pha. Lương Mãnh cầm dao pha hung ác nói, Dương Tiêu, tìm chết đúng không? Tới, tới đi một đấu một tôi đấu với anh. Một đấu một, tới, Dương Tiêu móc tay. Lần trước anh đã dạy dỗ Lương Mãnh một trận, lần này Dương Tiêu vẫn rất tự tin dạy cho Lương Mãnh một bài học cha mẹ không nhận ra. Lương Mãnh giống lên, anh tìm chết. Đôi mắt Lương Mãnh tràn đầy sát khí, anh ta cầm dao pha lao về phía Dương Tiêu. Không biết sống chết, Dương Tiêu khinh thường cười nói. Vèo. Ngay lúc Lương Mãnh cách Dương Tiêu chưa tới 3 mét, Lương Mãnh đột nhiên chạm vào lưng, lập tức lấy sa mạc chi ưng nhắm vào đầu của Dương Tiêu. Sa mạc chi ưng, nhìn chằm chằm sa mạc chi ưng màu trắng bạc trước mặt, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên.
Sau khi nhắm Sa Mạc Chi Ưng vào đầu Dương Tiêu, Lương Mãnh cười điên cuồng, ha ha ha, hai thằng ngu đần, thật sự cho rằng ông đây sẽ so chiêu với anh. Thủ đoạn của tôi chỉ là vỏ bọc, mục đích là đến gần giết anh thôi. Nói xong, Lương Mãnh vứt con dao pha, lên đạn Sa Mạc Chi Ưng. Chàng trai, Triệu Thiết Căn vô cùng hoảng sợ. Xong rồi, vẻ mặt của nhóm người thôn Trang Triệu càng như trò tàn. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ bây giờ là Dương Tiệu, nếu Dương Tiêu xảy ra chuyện bất ngờ thì bọn họ thật sự một thân một mình, giống như thịt cá chỉ có thể bị bọn Lương Mãnh làm thịt. Hay lắm, anh Mãnh, nhóm người do Lương Mãnh đứng đầu đều rất phấn khích. Bọn họ đều bị nỗi sợ hãi bắt nguồn từ Dương Tiêu vừa rồi chỉ phối, hiện tại lấy lại một ván, khỏi phải nói bọn họ vui sướng biết bao. Dương Tiêu không hề hoảng sợ, cười nhếch mép, không tệ. Tôi nhớ tới lần trước anh dùng súng ngắn, hiện tại đã đổi thành Sa Mạc Chi Ưng, trang bị thay đổi đủ nhanh. Mẹ kiếp, bớt lòng vòng đi, Dương Tiêu đúng không, quỳ xuông cho tôi. Khuôn mặt Lương Mãnh đầy vẻ gớm ghiếc. Nhớ lại sự nhục nhã mà mình phải chịu kế từ lần đầu tiên gặp Dương Tiêu, Lương Mãnh đã quyết tâm trước khi đưa Dương Tiêu xuống địa ngục phải tra tân anh dã man. Dương Tiêu giễu cọt, bảo tôi quỳ. Cái quỳ của tôi, anh nhận nổi không? Xin lỗi, quỳ là chuyện không có khả năng. Dưới gối đàn ông là vàng, chỉ quỳ trời và cha mẹ. Anh còn chưa đủ tư cách bảo tôi quỳ. Còn chưa đủ tư cách quỳ. Mẹ kiếp, anh chết đến nơi mà còn dám mạnh miệng. Lương Mãnh tức giận sắp bùng nổ. Bây giờ anh ta là dao, thằng nhóc nhà anh là cá, còn dám kiêu ngạo, thật sự chán sông. Đám người nhà họ Triệu sững sờ, họ không ngờ Dương Tiêu đang trong tình trạng nguy hiểm lại không để Lương Mãnh vào mắt. Nhóm người do Lương Mãnh đứng đầu càng tức giận hơn, họ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt đầy tức giận. Anh Mãnh, thằng nhóc này đúng là kiêu ngạo, tôi nhìn cũng thây hàng mắt. Đừng do dự nữa, giết anh ta, mau giết anh ta đi. Không không không, giết như thế thì quá hời cho thằng nhóc này rồi. Tra tấn anh ta, tra tấn anh ta đến chết, để nó quỳ xuống ăn năn, cuối cùng vọt thành gậy, chịu cực hình vĩnh viên đau khô không sông nổi. Đúng đúng đúng, thằng nhóc này nhất định phải bị tra tấn chết đi sống lại. Đám người nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt vô cùng kinh tởm, bọn họ thật sự ước Dương Tiêu bị tra tấn hồi hận khi đến thế giới này. Lương Mãnh cũng không có ý định dễ dàng buông tha cho Dương Tiêu, vẻ mặt anh ta càng ngày càng ảm đạm, danh con, tôi nói lần cuối, quỳ xuông cho tôi. Nếu còn không quỳ, tin ông đây đánh sập anh không? Giờ phút này, Lương Mãnh vênh váo hung hăng, anh ta không tin dưới sự áp bức như vậy, Dương Tiêu sẽ không quỳ xuống trước mặt anh ta xưng thân. Quỳ, tai anh mọc lông hả? Vừa nãy tôi đã nói, quỳ là chuyện không có, khả năng. Còn nữa, cho dù anh bắn, tôi cá là trong Sa Mạc Chi Ưng của anh không có đạn. Nếu có, tôi thua anh một tâm thép. Dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu nở một nụ cười vô hại. Ngay sau đó, Dương Tiêu sờ vào túi, trong tay Dương Tiêu xuất hiện một đồng xu. Cái gì, tôi cá là trong Sa Mạc Chỉ Ưng không có đạn. Vừa rút lời, dù là bọn Triệu Thiết Căn hay là người của Lương Mãnh đều hóa đá. Trong chốc lát, bọn họ nhìn về phía Dương Tiêu, ánh mắt trở nên vô cùng kỳ lạ. Nếu có, tôi thua anh một tấm thép. Vãi ải, y thằng, nhóc này bị điên hả? Lương Mãnh nghe vậy rất tức giận. Hung hăng ngang ngược. Dương Tiêu này thật sự quá hung hăng ngang ngược. Anh ta tức giận trừng mắt nhìn Dương Tiêu, anh thật sự cho rằng tôi không dám giết anh hả? Bắn đi, cứ bắn đi. Dương Tiêu tỏ vẻ vô hại. Sau khi chịu thiệt trong tay Dương Tiêu, Lương Mãnh hoàn toàn tức giận, muốn chết đúng không? Được. Vậy ông đây sẽ thỏa mãn anh. Vốn dĩ Lương Mãnh đã muốn giết Dương Tiêu, lần này bị Dương Tiêu khiêu khích, Lương Mãnh không còn do dự, bóp cò một cách trăng trợn. Chàng trai. Nhóc Dương Di nhìn Lương Mãnh thật sự bóp cò, đám người do Triệu Thiết Căn dẫn đầu đều hoảng sợ. Thằng nhóc này sắp xong đời rồi. Nhóm người do Lương Mãnh đứng đầu tươi cười rạng rỡ. Tuy nhiên, Lương Mãnh đã bóp cò, lại vang lên một tiếng. Nổ chua chát, không có tia lửa nào xuất hiện từ Sa Mạc Chi Ưng cả. Chuyện gì vậy, thấy Dương Tiêu Vân chưa chết, Lương Mãnh ngạc nhiên. Anh ta bóp cò liên tục, nhưng vẫn không có phản ứng gì, Lương Mãnh hoàn toàn choáng váng. Đây là súng mà chú Hai Lương Khởi Bê anh ta tặng cho anh ta, không thể giả được, đang êm đẹp sao lại xuất hiện trục trặc. Lúc này, Dương Tiêu giang tay phải ra nói đùa, súng không có đạn chí mạng, còn hỏi xảy ra chuyện gì cái nỗi gì. Nhìn kỹ lại, không biết băng đạn của Sa Mạc Chỉ Ưng xuất hiện trên tay Dương Tiêu từ khi nào. Hả, sao thứ này lại xuất hiện trong tay anh?
Lương Mãnh như nhìn thấy ma. Dương Tiêu diêu cọt, đừng hỏi nhiều như vậy, nói tóm lại trận này anh cược thua, nhớ nợ tôi một tâm thép. Phụt, nghe những lời của Dương Tiêu, Lương Mãnh ù sâu suýt nôn ra máu. Bây giờ đang là lúc quan trọng, anh dài à anh lại còn quan tâm đến một tâm thép. Tiếp theo có phải nên đến lượt tôi không? Dương Tiêu cười quyên rũ. Lương Mãnh khó tin nhìn Dương Tiêu, đến lượt anh cái gì? Đương nhiên là chơi rồi. Dương Tiêu cười nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng. Vẻ on khoảnh khắc tiếp theo, Dương Tiêu đột nhiên vung tay trái lên, nhanh đến mức mắt thường cũng không nhìn thấy, sa mạc chỉ ưng trong tay Lương Mãnh lập tức xuất hiện trong tay Dương Tiêu. Dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu nhét băng đạn vào sa mạc chỉ ưng nhắm ngay trán Lương Mãnh, cược đi. Anh cược xem lần này sa mạc chỉ ưng có đạn không? Anh, rốt cuộc anh là người hay ma? Lương Mãnh bị Dương Tiêu làm cho sững sờ. Anh ta còn không biết băng đạn của sa mạc chỉ ưng xuất hiện trong tay Dương Tiêu từ khi nào, huống chỉ là Dương Tiêu cướp sa mạc chỉ ưng của mình đi như thế nào. Không hề hay biết, khi rong ruổi trên sân khấu quốc tế, Dương Tiêu phải vượt trội hơn hẳn thủ đoạn của người bình thường một chút. Vừa nãy khi Lương Mãnh rút sa mạc chỉ ưng ra, Dương Tiêu đã dùng kinh hồng nhất chỉ cạy băng đạn của sa mạc chỉ ưng ra. Kinh hồng nhất chỉ, nhanh như chớp, một trong những tuyệt chiêu nổi tiếng của Dương Tiêu. Từng là lưỡi dao sắc bén của quốc gia mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chi Quốc, tốc độ ra tay của Dương Tiêu nhanh đến mức người thường không thể phát hiện ra. Cũng giống như thế hệ võ sư Lý Tiểu Long, tốc độ ra đòn nhanh đến mức khiến người khác nghẹn họng chân trời. Nghe nói, hầu hết các bộ phim võ thuật do Lý Tiểu Long quay đều ở dạng quay chậm, bởi vì Lý Tiểu Long ra tay quá nhanh, người bình thường hoàn toàn chưa cảm nhận được thì người ta đã làm xong. Trên mặt Dương Tiêu tràn đầy nụ cười vô hại. Tôi là người hay ma đều không quan trọng, quan trọng là anh hãy đánh cược trong này có đạn hay không. Dưới sự chú ý của mọi người, Dương Tiêu lên đạn sa mạc chỉ ưng, dí nó lên trán Lương Mãnh. Nhóm người do Lương Mãnh dẫn đầu đều sững sờ, họ biết rằng chỉ cần Dương Tiêu hợi ép một chút, Lương Mãnh chắc chắn sẽ chết. Phí trầu dưới nhiều tầng lớp áp bức, Lương Mãnh không còn kìm chế được nỗi sợ hãi trong lòng, quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu ngay tại chỗ. Anh Dương, không, ông nội Dương. Tội sai rồi, tôi, Lương Mãnh biết sai rồi, xin anh thả cho tôi một con đường sống. Tinh thần của Lương Mãnh hoàn toàn suy sụp. Anh ta còn không biết Dương Tiêu ra tay từ lúc nào, loại tồn tại này không kém gì sát thần vô song, cũng không phải. Thứ mà một kẻ nhỏ bé như anh ta có thể đọ sức. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liêu mạng. Phương pháp của Dương Tiêu là không nghe không thây, mà ngay lúc này đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng Lương Mãnh. Dương Tiêu bắt cần đời giễu cọt, biết sai rồi. Chuyện đã đến mức này, sai hay đúng còn quan trọng à? Anh chỉ cần can đảm đoán là được rồi, anh nói xem rốt cuộc trong sa mạc chi ưng này có đạn không? Ông nội Dương, tôi thực sự biết sai rồi, xin anh cho Tiêu Nhân một cơ hội làm người nữa. Lương Mãnh sợ tới mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Dương Tiêu giễu cọt, tôi bảo anh đoán, chứ không bảo anh nhận sêu. Ông nội Dương, tỉnh thần Lương Mãnh sụp đổ. Dùn giấy quỷ dạp trên mặt đất, suýt thì khóc. Dương Tiêu chế giễu, tôi nói lại lần cuối, tôi bảo anh đoán. Anh nhìn Lương Mãnh như thể đang nhìn chằm chằm vào một con kiến hèn mon, chỉ cần anh gật đầu cũng đủ khiến Lương Mãnh chết ngay tại chỗ. Vốn dĩ Dương Tiêu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên hung ác tàn nhân như vậy, nhưng đối phương lại ngày càng táo tợn hơn, từng bước ép sát anh. Tôi vốn trong trắng tốt bụng, nhưng hiện thực ép phải làm gái điêm. Nếu hôm nay không có anh, Dương Tiêu tới thì không biết đám người giả yêu, ôm yêu, tàn tật của thôn Trang Triệu sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không phải anh, Dương Tiêu có năng lực chân động thiên hạ, thì e rằng vừa rồi khi Lương Mãnh bóp cò, đầu của anh đã nở hoa. Tí tách, tí tách. Trong chốc lát, trên trán Lương Mãnh đổ mồ hôi to như hạt đậu, thật sự sắp bị Dương Tiêu dọa hãi hùng khiếp vía. Ác quỷ, người đàn ông này là ác quỷ trắng trợ nì đã đến lúc này mà còn bảo mình đoán, quá đáng sợ. Có, chắc chắn có. Lương Mãnh run rẩy nói. Dương Tiêu dí sa mạc chi ưng lên trán Lương Mãnh, một luồng khí lạnh đánh thẳng từ gót chân Lương Mãnh vọt lên đỉnh đầu. Anh ta run rẩy, ông nội Dương, anh làm gì vậy? Không phải tôi đã đoán là có rồi sao? Anh đoán có, đúng không? Tôi đoán không có, có hay không chẳng phải bắn thử một lần mới biết sao? Dương Tiêu cười hiền hậu. Nhìn nụ cười hiền hậu của Dương Tiêu, Lương Mãnh dùng mình sợ hãi suýt tè ra quần ngay tại chỗ. Ác quỷ,
anh chàng này tuyệt đối là một con ác quỷ chính công. Bắn thử một lần, nói trắng ra, bất kể như thế nào, điều này chăng? Phải đang muốn lấy mạng của mình sao? Lương Mãnh kinh hãi trong lòng, vội vàng quỳ lại Dương Tiêu ba cái, ông nội Dương, tôi sai rồi, ông nội Dương tôi không dám nữa. Không dám, thật không, lúc trước khi an táng bà cụ Triệu tôi cũng đã nói rồi còn gì. Dương Tiêu cười khẩy. Lương Mãnh rất hoảng sợ, ông nội Dương, tôi thật sự biết sai rồi, xin anh tha cho tôi. Trên tôi có già, dưới có trẻ nhỏ, nếu tôi chết, thì người già và trẻ nhỏ trong gia đình tôi sẽ ra sao? Anh đang chơi lá bài tình cảm với tôi à? Anh mặt Dương Tiêu trở nên vui đùa hơn. Lúc này, ý định giết người của Dương Tiêu đã nổi lên, những tên cầm thú làm hại hàng xóm như Lương Mãnh hôm nay cần phải bị trừng trị. Người khác không dám xúc phạm đến uy nghiêm của Lương Mãnh, nhưng anh Dương Tiêu dám. Người khác không dám giết Lương Mãnh, nhưng anh Dương Tiêu dám. Trong phút chốc, Dương Tiêu cầm xa, Mạc Chi Ưng với ánh mắt lạnh lùng, định bóp cò. Thằng nhãi danh cậu dám, dừng tay lại cho tôi. Ngay lúc Dương Tiêu định kết thúc sinh mạng của Ý Ương Mãnh, hơn chục chiếc xe Việt dã lao về phía anh. Dẫn đầu là một bóng dáng trung niên bước xuống từ chiếc xe Việt dã. Người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, trên tay cầm điều xì gà, nhìn Dương Tiêu với vẻ khinh thường cực độ. Ngay lúc máu chốt, Lương Khởi đã đến. Chú hai, chú hai, chú tới rất đúng lúc. Nhìn thấy chú hai Lương Khởi đến đúng lúc, Lê Mãnh kích động suýt khóc. Vừa nãy suýt mất cái mạng nhỏ này, trái tim của Lương Mãnh thực sự như treo trên cổ họng. Lương Khởi nhìn chằm chằm Dương Tiêu, khinh thường nói, nhãi danh nhà quê chui từ đâu ra, dám kiêu ngạo như vậy. Mãnh nhi, còn không mau đứng dậy. Ông ta cầm điều xì gà, khí thế to lớn, gió lớn quét qua khắp nơi, thật sự kinh người. Ông là lão già thất học, Lương Khởi. Có gan thì anh đứng dậy thử xem. Dương Tiêu nhằm xa Mạc Chi Ưng vào trán Lương Mãnh. Lương Mãnh đang chuẩn bị đứng dậy, cảm nhận được cái lạnh từ xa Mạc Chi Ưng, anh ta suýt bật khóc. Bây giờ mạng nhỏ của mình nằm trong tay Dương Tiêu, anh ta nào dám làm trái quyền uy của Dương Tiêu đâu. Chú hai, Lương Mãnh sợ tới mức bật khóc. Lương Khởi khinh thường nói, danh con nhà quê, dám dọa tôi. Mãnh nhi, đứng dậy, chú muốn xem thử cậu ta có thật sự dám động vào một sợi tóc của cháu không. Trong mắt ông ta, Dương Tiêu là kẻ to gan chân lâm tay bùn. Ông ta không tin Dương Tiêu dám dương oai trước mặt ông ta. Chú hai của anh bảo anh đứng dậy thử xem. Vẻ mặt Dương Tiêu tràn đầy vô hại. Bị Sa Mạc Chi Ưng dí lên trán, Lương Mãnh không hề đảm hốn. Ánh mắt của Lương Khởi dần dần trở nên lạnh lẽo, ông ta lại nói, Mãnh nhi, đứng dậy, có chú ở đây, cháu sợ cái gì? Vâng, chú hai, có Lương Khởi anh ta can đảm hơn, Lương Mãnh nghiền răng định đứng dậy khỏi mặt đất. Tay phải của Dương Tiêu đột nhiên dùng lực, nhìn chằm chằm trán Lương Mãnh dùng sức chín châu hai con hổ cứ thê muôn bỏ dậy. Lương Khởi thấy Dương Tiêu hỗn láo như vậy, ông ta rất tức giận, vây tay lấy ra một khẩu súng giảm thanh ngụy trang chĩa về phía Dương Tiêu, danh con nhà quê, cậu tự tìm chết. Tin hay không, trong khoảng cách ngăn như vậy, ông bóp cò còn không nhanh bằng tôi. Dương Tiêu không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Lương Khởi. Cái gì? Trong khoảng cách ngắn như vậy, ông bóp cò còn không nhanh bằng tôi. Vừa dứt lời, mọi người có mặt ở hiện trường to lớn đều sững sờ. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Lương Khởi cảm thấy khủng hoảng trong lòng hơn bao giờ hết. Trực giác mách bảo ông ta rằng thắng nhóc trước mặt không phải hề nói đùa, mà rất nghiêm túc. Nhìn hơn trăm người quỳ trên mặt đất, không cần phải nghĩ nhiều, đây hẳn là nét bút của tên nhóc trước mặt này. Một người có thể lật nhào hơn trăm người, khiến hàng trăm người phải quỳ gôi. Đây chắc chắn là điều mà người bình thường không thể làm được. Lương Khởi cười khẩy, nực cười. Cậu cho rằng mình là thần tiên bát tử, có thể làm bất cứ điều gì. Nhìn đi, đằng sau cậu là dân thôn Trang Triệu, cho dù cậu rất nhanh thì sao? Cậu có thể ngăn cản tôi, hay có thể ngăn một nhóm người không? Vèo 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 on ngay sau đó, hơn chục người phía sau Lương Khởi giơ Sa Mạc Chi Ưng chĩa vào dân thôn Trang Triệu. Chúa ơi, thấy hơn chục loại vũ khí nhắm vào bọn họ. Nhóm người Triệu Thiết Căn đều bị dọa sợ. Thấy Lương Khởi đã chuẩn bị tốt, vẻ mặt Dương Tiêu tối sầm lại, lão già, ông chuẩn bị đủ tốt đây. Nào có, làm việc như chúng tôi, dù sao cũng phải cẩn thận hơn, cẩn thận chèo lái con thuyền vạn năm, không phải sao. Lương Khởi chế nhạo. Sau đó, giọng điệu của ông ta khá bình tĩnh, Mãnh nhi, đứng dậy. Chú hai,
cho dù đã như vậy, Lương Mãnh cũng không dám dễ dàng đứng dậy. Lương Khởi lại nói, Mãnh nhỉ, cậu ta không dám động vào cháu. Nếu tên nhà quê này dám động đến một sợi tóc của cháu, chú sẽ hạ lệnh cho cả thôn Trang Triệu chôn cùng cháu. Ánh mặt ông ta rực cháy, nhìn chăm chằm vào Dương Tiêu, nhưng giọng điệu bình tĩnh của ông ta lại ẩn chứa khiếp sợ cực mạnh. Đúng vậy, nếu Dương Tiêu thực sự dám động vào Lương Mãnh, thì Lương Khởi sẽ thực sự dám để toàn bộ dân thôn Trang Triệu chôn cùng Lương Mãnh. Đã nói đến mức này rồi, Lương Mãnh hít một hơi thật sâu, đột ngột đứng dậy khỏi mặt đất. Sắc mặt Dương Tiêu rất ảm đạm, cho dù kỹ năng của Dương Tiêu phi thường, động tác cũng nhanh như chớp. Nhưng xét cho cùng, Dương Tiêu là người, không phải thân, không có sức mạnh kỳ lạ, cũng không phải siêu Saiya. Dưới sự ép buộc của Lương Khởi, Dương Tiêu không thể đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong thôn Trang Triệu. Một khi Lương Khởi thực sự phát cáu, đến lúc đó mình rút lui thì dễ, nhưng khó là nhóm già trẻ, phụ nữ trong thôn Trang Triệu. Hừ, thằng danh nhà quê, không phải cậu rất hung hăng ngang ngược à? Sao không dám làm nữa? Lương Khởi khinh thường. Dương Tiêu cười ngoài nhưng trong không cười nói, Lương Khởi, ông là nhân vật tàn nhẫn, tôi Dương thừa nhận. Trả lại súng cho nó. Lương Khởi lạnh lùng nói. Dương Tiêu nhún vai nhìn Lương Khởi, trả lại cho NHL. Chết tiệt, Dương Tiêu, lần này có chú hai của tôi ở đây, tôi xem anh còn kiêu ngạo như thế nào. Sau khi lấy lại sa mạc Tri Ưng, lòng tự tin của Lương Mãnh tăng lên rất nhiều, sắc mặt càng trở nên gớm ghiếc. Dương Tiêu không để ý tới Lương Mãnh, anh nhìn Lương Khởi, anh biết sự việc hôm nay không thê vẹn toàn, kẻ chủ mưu chính là Lương Khởi. Loại cảnh tượng này đối với Dương Tiêu chỉ là một miệng bánh, bị hàng vạn người đuổi diệt, sắc mặt anh vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là hôm nay ở hiện trường có quá nhiều người dân thôn Trang Triệu, Dương Tiêu hoàn toàn không thể biểu hiện thực lực của mình. Dương Tiêu nhìn Lương Khởi, tôi là Dương Tiêu, chắc ông đã biết tôi. Dương Tiêu, tôi đương nhiên biết cậu, lần trước là cậu đánh Mãnh nhỉ đúng không? Lương Khởi hỏi. Dương Tiêu gật đầu, đúng, lần trước bà cụ Triệu qua đời. Lương Mãnh dẫn người xông vào thôn Trang Triệu, hành hung người trong thôn Trang Triệu, tôi không quen nhìn nên cho họ đẹp mặt một chút. Thừa nhận cũng khá đau đớn đó. Tôi hỏi tiếp, nhà họ Ỷ Ương chúng tôi thích núi tướng quân, không cho phép bất cứ người nhà họ Triệu nào được chôn cất ở đó, cậu biết chuyện này nhỉ? Lương Khởi hỏi lại. Dương Tiêu lại gật đầu, đương nhiên tôi biết. Vậy tại sao cậu còn chặn ngang, khiên người của tôi sâu hố? Lương Khởi tức giận mắng. Dương Tiêu chế nhạo. Núi tướng quân có hai vị tướng quân được chôn cất ở đó, một là tổ tiên của nhà họ Lương các ông và một là tổ tiên của nhà họ Triệu. Vậy tại sao nhà họ Triệu lại không được chôn cất ở núi tướng quân? Còn có vương pháp không? Còn có pháp luật không? Nói cho cậu biết, ở huyện Thiên Sơn, ông đây là Vương Tê Han. Thằng xúc sinh nhà cậu năm lần bảy lượt làm loạn ở đây, đúng là gan lớn như chó, quỳ xuống, quỳ sung cho tôi. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, Lương Khởi tức giận, trên mặt tràn đầy tức giận. Như thế hôm nay ông ta định dạy cho Dương Tiêu một bài học nhớ suốt đời. Lương Mãnh chân động, cầm sa mạc Tri Ưng chĩa vào Dương Tiêu, nghe thấy chú hai tôi nói gì không? Quỳ xuông, còn không mau quỳ xuông cho tôi. Chàng trai, Triệu Thiết Căn lo lắng. Đám người nhà họ Triệu cũng rất áy náy, họ biết nếu không có họ thì Dương Tiêu đã không dính vào chuyện này, bị chú cháu nhà họ Lương cưỡng ép làm nhục. Nhóm người do Lương Khởi và Lương Mãnh đứng đầu nháy mắt với nhậu. Bọn họ vui đùa nhìn chằm chằm Dương Tiêu, dường như sắp có thể nhìn thấy Dương Tiêu quỳ trên mặt đất, run rẩy khuất phục. Dương Tiêu giễu cợt, vừa nãy Lương Mãnh cũng bảo tôi quỳ. Tôi nói anh ta không có tư cách, cũng như vậy, ông, Lương Khởi cũng không có tư cách bắt tôi quỳ. Không có tư cách, nhãi danh nhà quê, xem ra cậu thật sự không hiểu tình huống. Người ta nói hiến, rõ thời thế mới là người tài giỏi, nếu cậu không hiểu rõ thời thế như vậy thì xuống địa ngục đi. Lương Khởi tức ý giận vung tay lên, muốn cho người nô súng giết chê Dương Tiêu. Chết đi, Lương Mãnh cao hứng như được tiêm máu gà. Dám giết người ở huyện Thiên Sơn, ai cho các người cái quyền đó? Lương Khởi, ông thật sự to gan. Ngay sau đó, giọng nói như sấm âm vang vang lên. Bịch bị Trồ Hồ Khoan Quảng, một người bạn cũ ở huyện Thiên Sơn dẫn theo đội quân lớn đến kịp thời. Đặt hết vũ khí xuống cho tôi, nếu không... Đừng trách chúng tôi dùng biện pháp đặc biệt. Hồ Khoan Quảng trách mắng. Nhìn thấy Hồ Khoan Quảng đến, sắc mặt Lương Khởi đột nhiên tối sầm lại. Vốn ông ta muốn tiêu diệt Dương Tiêu, nhưng khi Hồ Khoan Quảng dẫn người tới,
ông ta muốn tiêu diệt Dương Tiêu là chuyện không thể. Lương Khởi biết Hồ Khoan Quảng là người nhà nước, có mối quan hệ tốt với Vạn Tứ Hải, người giàu nhất huyện Thiên Sơn, đây. Hẳn là Vạn Tứ Hải tìm Hồ Khoan Quảng tới giúp Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn vẻ mặt khó coi của Lương Khởi, diêu cọt, xem ra hôm nay rất không trùng hợp rồi, ông muốn giết tôi là chuyện không thể. Chớ đắc ý, Dương Tiêu chỉ cần cậu ở lại huyện Thiên Sơn một ngày, tôi sẽ để cậu sông trong nồi sợ hãi vô tận. Lương Khởi cười khẩy rồi mới cất súng. Mặc dù lần này Lương Khởi đã gần như xoay sở được hết mọi chuyện ở huyện Thiên Sơn, nhưng vẫn có người không chấp nhận lợi ích của Lương Khởi. Ông ta là thương nhân chính thức, cho dù ông ta có cấu kết như thế nào, thì chí ít cũng sẽ có trình độ. Bây giờ Hồ Khoan Quảng đưa người đến, ông ta không thê không bó tay. Dương Tiêu trêu ghẹo, thật không? Lời này nên do tôi nói chứ? Nếu không phải có số lượng lớn dân trong thôn Trang Triệu, trong khoảng cách ngắn như vậy, những người do Lương Khởi mang tới đôi với Dương Tiêu cũng không đáng kể. Dương Tiêu, chúng ta chờ xem. Ăn hai bữa no nê đi, có lẽ tối nay cậu sẽ lên đường, Mãnh Nhi, chúng ta đi. Lương Khởi vây tay hét lên. Lương Mãnh chán ghét nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Dương Tiêu, mẹ kiếp anh chờ đó, muôn làm cứu. Tình của thế giới hả? Nói cho anh biết, có bản lĩnh thì anh ở lại huyện Thiên Sơn, nếu không, xóm muộn gì tôi cũng sẽ giết Triệu Thiết Căn và đám người giả yêu bệnh tật này. Triệu Thiết Căn là ông ngoại của anh đúng không? Yên tâm, tôi sẽ giết ông ta đầu tiên. Anh thật sự cho rằng tôi không dám động vào anh. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh đi. Đe dọa, điều anh ghét nhất là bị người khác đe dọa. Có chú hai Lương Khởi chống lưng, Lương Mãnh cười khẩy, động vào tôi. Mẹ kiếp, sợ quá đi mắt, tới đi, động thử một ngón tay của tôi xem. Chó má, tôi nói rõ cho anh biết, ông đây không chỉ giết Triệu Thiết Căn đầu tiên, mà còn giết bọn khốn thôn Trang Triệu này. Có giỏi thì hôm nay anh giết tôi đi. Nhìn Lương Mãnh khiêu khích mình, Dương Tiêu không khỏi nắm chặt tay. Bắt nạt chiếm lĩnh thị trường, chèn ép từng bước. Người này, đáng chết. Cậu Dương, đừng hấp tấp. Hồ Khoan Quảng nhận ra Dương Tiêu bị chọc giận, ông vội vàng tiên lên ngăn cản. Người của Lương Khởi đều có súng, hơn nữa Lương Khởi còn có người chống lưng, Hồ Khoan Quảng cũng không tiện làm mất lòng hoàn toàn. Lương Mãnh khinh thường nói, giết tôi đi. Dương Tiêu, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Nếu anh không giết tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tàn sát lũ khốn thôn Trang Triệu này. Cậu Dương, cậu đừng hấp tập, đối phương không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hồ Khoan Quảng cố hết sức ngăn cản. Triệu Thiết Căn cũng tiến lên ngăn cản, chàng trai, chúng tôi nhận lòng tết của cậu, đừng đi vào vũng bùn này, cậu còn trẻ, còn nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ là người già họm hẹp, không sống được bao lâu, không cần vì chúng tôi mà liên lụy đến cậu. Ha ha ha, nghe thấy không, còn dám giết tôi không, còn dám diệt tôi không, lũ già, chờ chết đi. Lương Mãnh cười điên cuồng. Lương Khởi chế nhạo, Mãnh Nhị, chúng ta đi thôi. Vâng, chú hai, lũ già thôn Trang Triệu các người nên chuẩn bị cho mình một cái quan tài đi. Còn cả anh nữa, Dương Tiêu. Lương Mãnh buông những lời bản thỉu rồi xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng ngạo nghễ của Lương Mãnh chuẩn bị rời đi, một luồng khí tức giận hoàn toàn bùng cháy trong cơ thể Dương Tiêu. Ý định giết người, dạt dào. Hận ý, bay tứ tung. Kẻ ác như Lương Mãnh, hôm nay không tiến anh ta về châu trời thì sẽ hỗ tỏi với cách làm người. Bây giờ Lương Mãnh đang được đà lần tới, nếu anh, Dương Tiêu không xử lý thì sẽ là một kẻ nhát gan. Này, đột nhiên, Dương Tiêu hét lớn. Lương Mãnh xoay người theo bản năng, khinh thường nói, sao? Còn dám giết tôi chắc? Giết anh, đó là đương nhiên, ánh mặt Dương Tiêu tóe ra khí lạnh, thân hình hóa thành bóng mờ rông như mũi tên sắc bén đột nhiên bắn tới. Vèo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dáng vẻ hung hãn của Dương Miếu như hổ xuống núi bắt đầu tấn công. Không, ồn, nhìn thấy Dương Tiêu đánh về phía mình, dị ết Mãnh sợ tói mức toàn thân giật mình, muốn chạy trốn nhưng hoàn toàn không tránh được. Thằng nhãi danh cậu dám, Lương Khởi cũng cảm nhận được cảnh tượng này, hét lên sắp rách cả mí mắt. Muốn chết chứ gì, vậy hôm nay tôi sẽ tiễn anh về châu trời. Dương Tiêu hét lên, khí thế như cầu vồng. Không thể ngăn cản. Cả nhà tải ớp xuyện hô la đọc tiếp nhé. Bóp. Dưới sự quan sát của mọi người, chân phải của Dương Tiêu hóa thành tia chớp đá mạnh vào ngực Lương Mãnh. Lương Mãnh đâu có thể chịu được sức mạnh của Dương Tiêu, cơ thể anh ta mất kiểm soát ngay tại chỗ, lao thẳng vào cửa kính của một chiếc xe Việt dã như một viên đạn đại bác. Phụt.
lưng đâm sầm vào xe Việt dã, Lương Mãnh ôm ngực nôn ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Hự, hự hự, Lương Mãnh ôm ngực, một trận đau nhói khiến anh ta suýt hôn mê bất tỉnh. Anh ta có thể cảm nhận được rõ cơ hội sống trong cơ thể không ngừng tiêu hao, anh ta chỉ vào Dương Tiêu, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi sâu sắc. Giờ phút này, Lương Mãnh bị thương nặng, trong lòng tràn đầy hồi hận vô hạn, anh ta thật sự muốn tát mình một cái. Miệng tỷ tiện, trách mình miệng tỷ tiện. Nếu không phải cái miệng tỷ tiện của mình chọc giận Dương Tiêu, anh ta sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Trực giác của Lương Mãnh mách bảo, anh ta xong đời, lần này anh ta đã hoàn toàn xong đời. Dần dần, tứ chi dần mất hết cảm giác, tầm nhìn của Lương Mãnh cũng dần mở đi. Vãi à, nhìn chằm chằm Lương Mãnh gần như đã chết dưới chắn của Dương Tiêu, Hồ Khoan Quảng không kìm được chửi thê. Chết lặng, Hồ Khoan Quảng chết lặng. Triệu Thiết Căn cùng người nhà họ Triệu cũng chết lặng, nhóm người do Hồ Khoan Quảng dẫn đầu cũng chết lặng, nhóm do Phi Ong Khởi đứng đầu càng chết lặng hơn. Không ai ngờ tới có Lương Khởi trần thủ ở đó, Dương Tiêu lại dám ra tay đánh Lương Mãnh. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lương Mãnh, cười khẩy, anh không phải Dương Bân Hàn, hôm đó Dương Bân Hàn may mắn, sức lực của tôi chưa khôi phục đến mức như bây giờ, hơn nữa Dương Bân Hàn tập võ từ nhỏ, tố chất thể chất của anh ta tốt hơn của anh rất nhiều. Cho nên, Lương Mãnh, anh có thể yên nghỉ được rồi. Đúng vậy, trong trận đấu trước với Dương Bân Hàn ở sân bay, thực lực của Dương Tiêu không mạnh như bây giờ, vì vậy Dương Bân Hàn đã may mắn sống sót. Lần này thì khác. Lương Mãnh có thể lực khếch bằng Dương Bân Hàn, bị Dương Tiêu đã hồi phục 90% sức lực tấn công. Tầm nhìn của Lương Mãnh dần dần yếu ớt, anh ta ơi ơi còn nghe. Thầy những gì Dương Tiêu đang nói, mắt anh ta tôi xâm lại rơi vào trạng thái hôn mê nghiêm trọng. Mãnh Nhi, Lương Khởi kinh ngạc thốt lên. Một tên thuộc hạ của Lương Khởi tiên lên thăm dò hơi thở của Lương Mãnh, người nọ kinh hãi nói, ông chủ, hơi thở của cậu mạnh càng ngày càng yếu, có thể sắp chết. Cái gì, Lương Mãnh sắp chết? Nghe vậy, trong mắt Lương Khởi lập tức lóe lên lửa giận dày đặc, ông ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu, muốn giết chết Dương Tiêu ngay tại chỗ. Dương Tiêu, cậu đã dám tấn công Mãnh Nhỉ thì cậu chết đi. Lương Khởi gầm lên, lại lấy khẩu súng giảm thanh ngụy trang ra bắn vào Dương Miu, câu Dương, mau tránh ra. Nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt Hồ Khoan Quảng không khỏi hét lên. Bằng! Hồ Khoan Quảng vừa dứt lời. Lương Khởi đã hung dữ tàn nhẫn bắn Dương Tiêu. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương vang vọng cả bầu trời, chỉ thấy Dương Tiêu không hề bị tổn thương, ngược lại cánh tay phải của Lương Khởi đã bê bết máu. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều sững sờ. Không phải Lương Kỳ đã ra tay rồi sao? Dương Tiêu lại bình yên vô sự. Điều kinh ngạc nhất là Lương Khởi còn bị người khác bắn tỉa. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Dương Tiêu này cần một cô gái che chở từ khi nào? Tên khốn, giết cậu ta cho tôi. Bị thương nặng, Lương Khởi rồng lên hai mặt đỏ hoe. Giết anh ta, nhóm thuộc hạ của Lương Khởi lần lượt cầm vũ khí lên. Bằng, y nhóm thuộc hạ của Lương Khởi còn chưa kịp rút vũ khí ra, lại có một âm thanh bị bóp nghẹt nổ tung. Một loạt đạn kim loại ập đến, cuối cùng trúng chân ga của một chiếc xe Việt dã. Chiếc xe Việt dã nổ tung tại chỗ. Ngọn lửa ngút trời, nhóm người của Lương Khởi bị dọa sợ suýt tè ra quần. Vệ sĩ trưởng kinh hãi nói, ông chủ, chúng ta bị bắn tỉa, bên kia có cao thủ lén nhìn chằm chằm chúng ta có cần rút lui không? Bên kia có cao thủ, tính sai, mau rút lui. Lương Khởi sợ tới mức cả người run rẩy, ôm tay vội vàng lên xe. Lương Khởi ra lệnh rút lui, nhóm người hốt hoảng lên xe di tản khỏi hiện trường với tốc độ cực nhanh. Hồ Khoan Quảng là binh sĩ soát ngũ, khi người trong bóng tôi thực hiện phát súng thứ hai, ông đã xác định được vũ khí mà người trong bóng tối sử dụng, Barrett 2. Đúng vậy, Barrett, bắn chính xác từ khoảng cách xa 2 km. Dương Tiêu thấp giọng nói. Nghe vậy, Hồ Khoan Quảng kinh ngạc nói, cái gì? Vừa nãy người đó bản xa 2 km, hay thật hay giả? Không, thể không nói, khoảng cách xa nhất của Barrett có thể lên tới 2.500 mét. Tuy nhiên, những ai am hiểu về bắn tỉa đều biết rằng sau khi vượt qua 1 km, thì độ chính xác của việc bắn tỉa sẽ giảm đi rất nhiều. Bình thường cách xa ngàn mét có thể bắn chúng chính xác, loại người này đã có thể trở thành thần bản tỉa rồi, tỷ lệ bắn chúng ở cự ly 1.500 mét cực kỳ cao, có thể gọi là thần tổ bắn tỉa cấp thế giới. Cách 2.000 mét, đây có còn là người không? Người này là ai?
rồi cuộc người này là ai, hay sao lại không nghe không nhìn thấy? Tại sao một cao thủ bản tỉa như này lại xuất hiện ở huyện Thiên Sơn? Hồ Khoan Quảng ngạc nhiên hỏi. Dương Tiêu vỗ vai Hồ Khoan Quảng, xoa dịu người dân thôn Trang Triệu, tôi rời đi một lát. Ừm, Hồ Khoan Quảng gật đầu. Dặn dò xong, Dương Tiêu lao về phía độ cao chỉ huy của thôn Trang Triệu cách đó 2 km. Nhận thấy được Dương Tiêu đang đi tới, một bóng người trong tối nhanh chóng biên mật. Dương Tiêu cười nhếch mép, Ảnh Huyên, anh biết đó là em, có thể bắn tỉa với độ chính xác cao từ khoảng cách 2.000 mét, nhìn chung cả nước, không, nhìn chung toàn thế giới chẳng có mấy ai. Anh biết em chưa chết, lúc trước em cũng ở thành phố Trung Nguyên âm thầm ở bên cạnh anh, nhiều năm như thế rồi, chẳng lẽ không thể ra ngoài gặp mặt sao? Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Dương Tiêu, bóng người trong bóng tôi nhìn thoáng qua, cô muốn bước ra ngoài, nhưng đôi mắt đã phủ một tầng sương. Lại nghĩ đến khuôn mặt đã biến dạng và đáng sợ của mình, người trong bóng tôi đau khổ che đôi môi đỏ mọng lại. Ảnh Huyên, em không muốn gặp anh đến thế à? Anh biết em có cách trốn rất độc đáo. Chỉ cần em muốn trốn, ngay cả anh cũng không tìm được. Bạn cũ, thật sự không muốn ra ngoài gặp mặt sao? Dương Tiêu lại cười. Anh có thể chắc chắn, rất chắc chắn người trong tối chính là Lăng Ảnh Huyên, cựu đội phó của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Trong trận chiến trong khu rừng mưa nhiệt đới cách đây 5 năm, Lăng Ảnh Huyên đã đỡ đòn chí mạng cho mình. Để giành được cơ hội sống sót cho nhiều thành viên trong đội, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo. Ở thời kỳ đỉnh cao, Lăng Ảnh Huyên được biết đến là nữ xạ thủ mạnh nhất trong lịch sử của Thiên Phủ Chỉ Quốc. Khoảng cách 2.000 mét, lấy đầu người cũng giống như lầy đồ trong túi. Lúc đầu Dương Tiêu nghĩ rằng Lăng Ảnh Huyên đã thực sự chê, nhưng không ngờ Lăng Ảnh Huyên vẫn còn sông. Trước đó ở thành phố Trung Nguyên, Triệu Cầm bị đánh liên tục, Dương Tiêu tự hỏi ai đã làm điều đó. Sau đó, Dương Tiêu hoàn toàn nhận ra Lăng Ảnh Huyên vẫn chưa chết. Cảm xúc của Dương Tiêu dành cho Lăng Ảnh Huyên rất phức tạp. Trước khi chưa xuất ngũ, Lăng Ảnh Huyên là trợ thủ thân tín của Dương Tiêu, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, cô đều bí mật bắn tỉa, luôn có lợi. Trước đây khi họ còn tập luyện cùng nhau, Lăng Ảnh Huyên đã mang lại cho Bao Tiêu nhiều thành tích mà Dương Tiêu không kiểm soát được, ví dụ như Lăng Ảnh Huyên đã dạy Dương Tiêu chơi piano. Lăng Ảnh Huyên thích mình, có một tình cảm sâu sắc với mình, Dương Tiêu có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ là, lúc trước Dương Tiêu bị hận thù che mắt, chỉ muốn không ngừng mạnh lên trở về nhà họ Dương ở Đề Đồ để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Sau này, tạo hóa trêu ngươi. Trận chiến 5 năm trước thay. Đổi chân động khiến Dương Tiêu tiếc nuôi cả đời, sau này gặp được Đường Mộc Tuyết tốt nhất trên đời. Giờ đây, anh và Đường Mộc Tuyết đã có con. Ảnh Huyên, em không muốn gặp anh đến thế à? Dương Tiêu lại nói. Nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, đôi mắt của Lăng Ảnh Huyên lấp lánh những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cố cưỡng lại ý muốn lao ra gặp Dương Tiêu. Dương Tiêu nói tiếp, Ảnh Huyên, anh đã nói chuyện của em với Trần Khải. Trần Khải cũng đã xuất ngũ rồi. Cậu ấy biết em chưa chết đã rất vui mừng. Nếu có thể, anh thật sự muốn dân theo mọi người chiến đấu một lần nữa. Anh có dự cảm hung thủ thật sự đứng đằng sau trận chiến đẫm máu 5 năm trước sắp xuất hiện rồi. Ảnh Huyên, anh sẽ là người báo nghi thủ đẫm máu này. Nếu em thật sự không muốn gặp anh cũng không biết nên nói gì. Ảnh Huyên, cảm ơn em vẫn luôn bảo vệ anh trong suốt thời gian qua. Anh, Dương Tiêu thật sự không ngờ. Một ngày nào đó sẽ có một cô gái sẽ bảo vệ anh vững chắc. Anh, Dương Tiêu, đời này rất cảm kích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe những lời nói chân thành của Dương Tiêu, nước mắt của Lăng Ảnh Huyên chảy như sông Hoàng Hà vỡ đê. Cô kiểm soát cảm xúc rất tốt, không khóc ra tiếng khóc nức nở. Anh Dương Tiêu, không phải Ảnh Huyên không muốn gặp anh, mà là khuôn mặt của Ảnh Huyên đã hoàn toàn bị hủy, đã trở thành một con quái vật xấu xí. Anh Dương Tiêu, Ảnh Huyên không muốn anh nhìn thấy những vết sẹo hình con nhện trên khuôn mặt của Ảnh Huyên. Ảnh Huyên chỉ muốn giữ những mặt tốt nhất của Ảnh Huyên trong lòng anh mãi mãi. Eo em lặng trong giây lát, xung quanh vân không có tiếng động. Dương Tiêu thở dài, anh biết tay bắn tỉa nhạy bén hơn người thường, mình muốn tìm Lăng Ảnh Huyên còn khó hơn lên trời. Anh Huyên, có phải em đang trách anh không? Anh nghĩ là em cũng đã biết về tình hình gần đây của anh rồi. Anh và Mộc Tuyết đã có một đứa con. Là vì anh đã kết hôn nên em mới không muốn gặp anh sao? Anh biết em trời sinh giản dị trung thực, không muốn quấy nhiễu cuộc sống của người khác, nhưng anh thực sự muốn gặp Imo. Anh biết chắc chắn hiện giờ em có những khúc mắc chưa giải quyết được. Không sao cả,
anh có thể đợi em, anh tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh đi đây, anh tin ngày chúng ta gặp lại sẽ không còn quá xa. Dương Tiêu cười dịu dàng. Nói xong, Dương Tiêu xoay người rời đi, anh luôn tin rằng một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau. Một khi họ gặp nhau, sẽ có những tia lửa khác nhau. Sau khi xác định Dương Tiêu đã đi xa, Lăng Ảnh Huyên nhìn bóng lưng của Dương Tiêu qua cửa số mờ. Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô, cuối cùng cô không thể kìm được khóc thành tiếng. Nhìn chăm chú vào bóng lưng của Dương Tiêu, Lăng Ảnh Huyên lẩm bẩm một mình, anh Dương, Tiêu, anh là lý do cho tất cả sự thấp kém và hèn nhát của em, cũng là lý do em như con thiêu thân lao vào hồ lửa. Anh biết đấy, em khá ngu ngốc, cho nên em vẫn luôn muốn hỏi một câu giật đơn giản, làm thế nào mới có thể thành lập phương trình anh yêu em yêu anh hai? Anh Dương Tiêu, anh đã kết hôn rồi. Xem ra, đời này chúng ta đã định sẵn là có duyên không có phận. Vì vậy, cả đời này hãy để Ảnh Huyên bảo vệ anh Dương Tiêu nhé. Nghĩ đến việc Lăng Ảnh Huyên âm thầm bảo vệ mình, trong lòng Dương Tiêu vô cùng phức tạp. Anh biết Lăng Ảnh vẫn luôn có chấp, một khi cô nhận định chuyện gì thì hầu như không ai có thể thay đổi. Rốt cuộc con nhóc này đã trải qua những gì, sao lại không ra gặp mình? Dương Tiêu không bao giờ ngờ tới Lăng Ảnh Huyên đã bị biên dạng, bây giờ khuôn mặt của cô rất đáng sợ. Mỗi cô gái đều là những người yêu cái đẹp, biên dạng là một đòn giáng nặng nề vào bản thân cô gái, chứ đừng nói là trước mặt người mình yêu. Nhìn thấy Dương Tiêu đã trở lại, Hồ Khoan Giả bước tới hỏi, cậu Dương, xoa dịu gân ôn rồi, tiếp theo cậu định làm gì? Lần này Lương Khởi từ nơi khác trở về, tiến hành phá dỡ trắng trọn, những người liên quan là ai? Dương Tiêu hỏi, Lương Khởi dám làm ra chuyện lớn như vậy, nhất định sau lưng phải có ông lớn chống đỡ, nếu không Lương Khởi này sẽ không dám kiêu ngạo như vậy. Hồ Khoan Quảng thấp giọng nói, lần này Lương Khởi đã đưa tổng cộng 6 nhà đầu tư bất động sản trở về. Người thấp nhất trị giá trên 10 tỷ tệ, cao nhất hơn 50 tỷ tệ. 7 người hợp sức tấn công, khoản đầu tư trên 100 tỷ tệ, huyện Thiên Sơn chuẩn bị có trận chiến lớn. Trên 100 tỷ tệ, Dương Tiêu nghe xong, khóe miệng không khỏi co giật mạnh. Huyện Thiên Sơn là nơi nào? Đó là khu vực rìa nhất của tỉnh Hà Nam, một huyện nhỏ cấp 18. Ném hơn 100 tỷ ra ngoài, liệu có thu hồi được chi phí không? Nhưng nghĩ kỹ lại, Dương Tiêu cũng có thể hiểu được. Huyện Thiên Sơn có dân số đông, chỉ cần có sự hỗ trợ từ phía trên, lại có chính sách ưu đãi, lãi nhỏ nhưng doanh thu nhanh, quả thực là một chiếc bánh không lỗ. Đúng, Hồ Khoan Quảng gật đầu. Dương Tiêu hỏi, ông Hồ, sao ông lại tới đây? Ông Vạn bảo ông tới à? Đúng vậy, ông chủ Vạn đã nhờ tôi nhanh chóng dẫn người qua đây xem xét, sợ rằng sẽ xảy ra xung đột quy mô lớn. Cũng may là không có quá nhiều thương vong quy tê, Hồ Khoan Quảng nói. Dương Tiêu gật đầu, ông Vạn làm việc vân luôn cẩn trọng, không ngờ lại bị Lương Khởi hãm hại. Bây giờ Lương Khởi này hẳn là đang ủ mưu cực lớn chống lại tôi, cần phải có thời gian. Lần này Lương Mãnh chắc chắn sẽ chết, tôi có thể bảo thủ cho ông Vạn. Biết ai đã ra tay với ông Vạn không? Là bạn, Vạn Tứ Hải bị nhắm vào, Dương Tiêu nào có thể nuốt được cơn tức này? Bạn của anh, không cho phép bất cứ người nào bảng bổ bắt nạt. Là Cao Hùng, Hồ Khoan Quảng nói thật. Dương Tiêu ngạc nhiên, Cao Hùng. Người này là ai? Cùng lúc đó, Lương Khởi đưa Lương Mãnh đến Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn với tốc độ nhanh nhất có thể. Bác sĩ, nhanh lên, cứu cháu trai tôi. Lương Khởi vội vàng hét lên, kìm lại cơn đau dữ dội ở cánh tay phải. Cứu người, mau cứu người, nhóm bác sĩ xông lên. Đồng thời, một số bác sĩ dìu Lương Khởi vào phòng cấp cứu. Lần này hai chú cháu đều bị thương. Thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Lồng ngực và xương sườn của Lương Mãnh đều bị gãy, tim bị một đòn nặng, vừa đây vào phòng mổ, ánh mặt Lương Mãnh đã hoàn toàn u ám không có ánh sáng. Trước khi chết, trong mắt Lương, Mãnh vẫn là một nỗi sợ hãi sâu sắc, nỗi sợ hãi này đến từ tận đáy lòng, chính là nỗi kinh hoàng vô tận của Dương Tiêu. Lương Mãnh chết, cánh tay phải của Lương Khởi bị phê, hai chú cháu người bị giết người bị thương. Khi Lương Khởi nghe thấy lời này, ông ta nổi trận lôi đình, cái gì? Mãnh nhỉ chết rồi, đồ khôn kiếp. Nghĩ đến đứa cháu trai yêu quý nhất của mình thực sự đã chết, Lương Khởi thực sự muốn chặt Dương Tiêu thành tám khúc. Cao Hùng, giết Dương Tiêu cho tôi, nhất định phải giết Dương Tiêu cho tôi. Sau khi xong việc tôi sẽ cho cậu 10 triệu tệ. Lương Khởi vừa gọi điện thoại vừa hét lên một cách cuồng loạn.
một giọng nói khàn khàn truyền đến từ đầu bên kia, vâng, Lương gia. Tại một khu vực khuất ở huyện Thiên Sơn, sau khi trả lời điện thoại, một gã đàn ông râu quai nón nhe răng cười, các anh em, có tiền, chuẩn bị, lập tức lên đường. Vâng, đại ca, đám đàn em hào hứng hô lên. Người có râu quai nón là Cao Hùng, ác bá lớn nhất ở huyện Thiên Sơn. Trong những năm qua, Cao Hùng vẫn luôn phát triển ở huyện Thiên Sơn, kỹ năng của anh ta đã sớm tỏa sáng ở huyện Thiên Sơn. Dưới những đợt tấn công liên tục, Cao Hùng đã loại bỏ được một số ông lớn sát cánh cùng mình, kể từ đó anh ta đã hoàn toàn đảm bảo ngôi vị ác bá số 1 ở huyện Thiên Sơn. Lần này Lương Khởi trở về đã cho Cao Hùng 30 triệu tệ tiền hậu thuẫn, để Cao Hùng tấn công Vạn Tứ Hải. Khi Cao Hùng biết Lương Khởi muốn anh ta đối phó với Vạn Tứ Hải, Cao Hùng đã rất choáng váng. Vạn Tứ Hải là ai? Là người giàu nhất huyện Thiên Sơn, trị giá hàng chục tỷ tệ, người như anh ta làm sao có thể xúc phạm ông ta được? Tuy nhiên, tiền bạc có thể sai khiến ma quỷ, cuối cùng niềm tin của Cao Hùng vẫn bị lung lay. Dù sao huyện Thiên Sơn cũng là một huyện nhỏ cấp 18. Anh ta đã thống trị huyện Thiên Sơn nhiều năm như vậy, giá trị con người mới chỉ có vài triệu tệ. Đối với anh ta, 30 triệu tệ là một con số thiên văn. Để có được 30 triệu tệ, Cao Hùng đã chọn liều lĩnh, đánh Vạn Tứ Hải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Không hề nói quá khi nói Cao Hùng hiện không kém gì tay sai của Lương Khởi, Lương Khởi bảo anh ta căn ai thì Cao Hùng sẽ căn ngay không chút do dự. Sau khi Dương Tiêu nghe Hồ Khoan Quảng tường thuật xong, anh chế nhạo, Cao Hùng này cũng chỉ là một tên khốn hơi lớn ở huyện Thiên Sơn. Tên khốn hơi lớn, Hồ Khoan Quảng dở khóc dở cười. Trước đó họ đã bắt Cao Hùng nhiều lần, nhưng lần nào Cao Hùng cũng trốn được, trong số họ đã có mấy người bị thương vong. Cao Hùng này cực kỳ xảo quyệt, đối phó khá khó. Ngay cả Vạn Tứ Hải cũng dám động, hoàn toàn có thể tưởng tượng được Cao Hùng này can đảm đến mức nào. Bây giờ Cao Hùng này có Lương Khởi chống lưng, lại càng coi trời bằng vung. Nói thật, Dương Tiêu thật sự không hề coi trọng người được gọi là Cao Hùng này. Kể về anh hùng, theo quan điểm của Dương Tiêu, trong hàng trăm triệu người ở tỉnh Hà Nam khổng lồ này không có ai mạnh hơn Phùng Tứ. Mình gây phiền phức cho Phùng Tứ. Mấy lần, cả hai lần này Phùng Tứ đều trốn thoát. Cuối cùng, Phùng Tứ buộc phải trốn đến Moses trong tuyệt vọng, và bị Lý Thần Chiến giết tại sân bay Moses. Ba lần, Dương Tiêu ra tay trong tối ngoài sáng ba lần mới hoàn toàn tiêu diệt được Phùng Tứ, một Cao Hùng nhỏ bé Dương Tiêu thật sự không coi trọng. Có số điện thoại của Cao Hùng không? Dương Tiêu hỏi. Hồ Khoan Quảng không hề do dự, gói. Đưa cho tôi, Dương Tiêu thấp giọng nói. Không thành vấn đề, Hồ Khoan Quảng đưa thắng cho Dương Tiêu số điện thoại riêng của Cao Hùng. Hồ Khoan Quảng biết Dương Tiêu lo kỹ năng phi thường đến từ thành phố. Trung Nguyên, lai lịch sâu rộng. Đủ để dọn sạch Cao Hùng. Biết được số điện thoại của Cao Hùng, Dương Tiêu gọi thẳng. Nghĩ đến hình ảnh Vạn Tứ Hải bị thương nặng nằm trên giường bệnh, lại nghĩ đến việc Lương Mãnh dẫn theo nhiều người như vậy, hẳn là trong số đó có nhiều người của Cao Hùng, Dương Tiêu không khỏi tức giận. Lần này, một phụ nữ trung niên ở thôn Trang Triệu bị chém vào lưng, một ông chú trung tuổi bị đánh vào đầu bằng ống thép, đầu chảy máu. Tất cả những điều này cần phải được làm rõ, thù, trả từng người mồi. Lương Mãnh đã chết. Lương Khởi, Cao Hùng, ai cũng không thể chôn thoát. Cao Hùng khó hiểu trả lời điện thoại. Điện thoại vừa kết nói, Cao Hùng đã nghe thấy một giọng nói lạnh thấu xương từ đầu dây bên kia. Tôi, Dương Tiệu, Cao Hùng, chờ ở hang ổ, chờ chết. Mỗi người đều có một điểm máu chốt trong lòng, khi điểm mâu chốt bị xâm phạm, bất cứ ai cũng sẽ nổi điên. Giờ phút này, Dương Tiêu hoàn toàn bị chọc giận. Thần chết, đến dọn dẹp. Dương Tiêu. Hóa ra là thằng danh nhà cậu, Lương gia bảo tôi diệt cậu, không ngờ cậu lại ngoan ngoãn, chủ động đưa tới cửa, tốt. Tôi đợi cậu trong hạng ổ của tôi, nếu cậu không phải thằng nhát gan, có bản lĩnh thì cậu tới đi. Cao Hùng cười khinh thường. Vừa nãy Lương Khởi bảo anh ta dê Dương Tiêu, Cao Hùng đã nảy sinh ý định diệt Dương Tiêu. Bây giờ Dương Tiêu chủ động đưa tới cửa, điều này đã tiết kiệm cho Cao Hùng rất nhiều sức lực. Một tên đàn em phụ trách tình báo nói, đại ca. Thằng này vốn là kẻ nhát gan, đừng để bị anh ta lừa. Nói xong, tên đàn em giao tất cả thông tin thu thập được về Dương Tiêu cho Cao Hùng. Nhôn vậy mà lại là thằng ở rễ, vãi chó, một thằng ở rễ vô dụng hèn nhát lại bảo tôi chờ chết, sợ quá đi mắt. Cao Hùng nhìn tài liệu vui mừng khôn xiết. Trong mắt anh ta xem thường người ở rễ, mỗi người ở rễ như kiểu này đều là người vô dụng, là nỗi nhục của đàn ông.
vừa nãy anh ta còn tưởng Dương Tiêu là thần thánh phương nào, không ngờ lại là một thăng phê. Vật ở dễ, lúc này Cao Hùng không khỏi thôn thức, 10 triệu tệ này kiếm quá dễ rồi. Giết một thằng phế vật ở rể, có thể nhận được phân thưởng 10 triệu tệ, công việc kinh doanh này thực sự rất có lời. Nghe an, giọng nói châm chọc của Cao Hùng, Dương Tiêu cười chế nhạo, hèn nhát. Chờ lát nữa anh sẽ biết có phải hèn nhát hay không. Chậc, được thôi, tôi thật sự muốn xem cậu có phải là một người đàn ông cứng rắn hay không. Có gan thì cậu tới đi, vợ cậu là Đường Mộc Tuyết đúng không, người đẹp số một thành phố Trung Nguyên, nếu cậu không tới. Tôi sẽ đến thành phố Trung Nguyên bắt Đường Mộc Tuyết đưa tới đây. Người đẹp số một thành phố Trung Nguyên, chắc chắn đẹp như tiên nữ, nếu đè dưới thân cảm giác đó sẽ đặc biệt sảng khoái. Nếu không tới, tôi sẽ biển ỉ Đường Mộc Tuyết trở thành nô lệ nữ, chờ tôi chơi chán, sẽ cho các anh em vui vẻ, ha 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 ha. Cao Hùng cười ngông cuồng. Tất cả những gì anh ta phải làm là chọc giận Dương Tiêu, buộc Dương Tiêu tới đây, sau đó dê Dương Tiêu. Nghe những lời ngạo mạn của Cao Hùng, Dương Tiêu cười nhếch mép, tốt, vậy anh cứ chờ đi. Nói xong, Dương Tiêu cúp điện thoại, nhìn về phía Hồ Khoan Quảng, hàng ô của Cao Hùng ở đâu? Trên đường Long Đình, Hồ Khoan Quảng nói thẳng. Dương Tiêu gật đầu, ông Hồ, Lương Khởi sẽ không từ bỏ ý độc phiền ông quan tâm đến người dân trong thôn Trang Triệu. Tôi tới đường Long Đình một chuyến. Cậu Dương, cậu định đi một mình à? Cao Hùng này không dễ chơi, trước kia bọn tôi đã phi ri thiệt mấy lần. Hơn nữa Cao Hùng có vũ khí. Cậu đi một mình sợ là sẽ rất nguy hiểm. Hồ Khoan Quảng nhắc nhở. Dương Tiêu cười nói, ông Hồ, tôi không đùa với ông, nếu không phải vì sự an toàn của người dân thôn Trang Triệu, đám người Lương Khởi đã biến thành xác chết lạnh rồi. Cái gì, tất cả đã biến thành xác chết lạnh? Hồ Khoan Quảng sửng sốt, ông không hề ngờ tới Dương Tiêu lại có thể tí tin nói như vậy. Phải biết rằng vừa rồi hơn 10 người do Lương Khởi dẫn đầu đều câm sa mạc chỉ ưng. Chẳng lẽ Dương Tiêu lại có thể dũng cảm hứng chịu mưa bom bão đạn sao? Cậu Dương, đừng hấp tấp, Hồ Khoan Quảng khuyên. Dương Tiêu cười nhẹ, nói nhỏ vài câu với Hồ Khoan Quảng rồi lái xe đi. Nhìn Dương Tiêu rời đi, Hồ Khoan Quảng ngạc nhiên, cái gì? Cựu đội trưởng của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng. Đây, đây không phải là thần chết điện hà lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử thiên phủ chi quốc sao? Cậu Dương là thần chết điện hạ, trời ạ! Bọn gác hùng. Lương Khởi này thật sự sắp xong đời rồi. Tất cả dân thôn Trang Triệu Vi được giao cho Hồ Khoan Quảng, Dương Tiêu rất yên tâm. Hồ Khoan Quảng là người nhà nước, cho dù Lương Khởi điên cuồng đến đâu cũng sẽ không tấn công người nhà nước. Hơn nữa, bọn Hồ Khoan Quảng đều mang súng theo, nếu Lương Khởi muốn xuống tay cần phải cân nhắc giữa ưu và khuyết điểm. Ông chủ, đổi cửa số cho tôi, ông có kính chống đạn không? Dương Tiêu lái xe Việt dã đến tiệm sửa xe lớn nhất huyện Thiên Sơn. Chủ sửa xe kinh ngạc, kính chống đạn, cậu là ai hai? Không nhận ra à, đây là xe riêng của ông chủ Vạn Tứ Hải. Dương Tiêu chỉ vào chiếc xe Việt dã. Ông chủ quan sát kỹ, xác định đây thực sự là xe của Vạn Tứ Hải. Xét cho cùng, ở huyện Thiên Sơn không có nhiều xe sang chính tông, chiếc xe Việt dã này có giá ít nhất là 3-4 triệu tệ, anh ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra. Dương Tiêu nói tiếp, mau đổi kính cho tôi. Vâng vâng vâng. Ông chủ sửa xe không dám làm mật lòng Dương Tiêu, vội vàng gật đầu. Tiếp theo, Dương Tiêu cần phải làm ra một hành vi điện dô, trước khi đi phải đảm bảo mình đã được an toàn. Dương Tiêu sờ túi lấy ra một điều thuốc, chậm rãi châm lửa, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Đã lâu rồi Dương Tiêu không hút thuốc. Lúc này, bên phía Cao Hùng. Cao Hùng cười khây, lão nhị, dẫn người tới ngã tư nhà ga đường cao tốc điều tra, tôi rất nghi ngờ thằng khốn Dương Tiêu này sẽ chạy trốn. Đại ca yên tâm, chỉ cần bây giờ thằng danh này ở huyện Thiên Sơn, tôi bảo đảm sẽ không để nó chạy thoát. Tên đứng thứ hai đáp. Cao Hùng lạnh lùng nói, lần này Lương gia đưa tròn 10 triệu tệ, chúng ta nhất định phải lầy được đầu của tên nhóc này. Đại ca, em hiểu. Tên đứng thứ hai đáp lại, rồi dẫn theo một nhóm người bước ra ngoài. Cao Hùng tiếp tục dặn dò, lão Tam, cậu dân người canh cửa, chỉ cần tên nhóc này tới, trực tiếp giết chết cậu tai. Vâng. Đại can tên đứng thứ ba nói. Sau khi sắp xếp xong, Cao Hùng hài lòng gật đầu, thế thôi, nếu có chuyện gì thì kịp thời liên hệ với tôi. Tôi đi xem khoản tiền kia của Lương gia đã đến chưa. Vâng, đại ca đi đi, tên đứng thứ ba phần chấn. Cao Hùng cười nói, Dương Tiêu, huyện Thiên Sơn đã bị tôi răng lưới hết rồi, cậu cứ chờ chết đi.
anh ta xoay người bước vào phòng làm việc, kiểm tra xem trong tài khoản của mình đã có thêm 10 triệu tệ hay không. Vèo. Cao Hùng vừa trở lại văn phòng thì một chiếc xe Việt dã màu đen đột ngột lao đến như một con ngựa hoang. AI đó, dừng lại cho tôi. Khi tên đứng thứ bài nhìn thấy chiếc xe Việt dã đang tiến đến, anh ta hét lên một cách điên cuồng. Ánh mắt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh lẽo, dám khinh nhờn Mộc Tuyết, Cao Hùng, lá gan của anh lớn lắm. Vảy ngược bị chạm, chạm vào lập tức chê. Cao Hùng này dám đem Đường Mộc Tuyết ra khinh nhờn, hoàn EC Bani kích thích sát khí nồng đậm trên người Dương Tiêu. Grimo. Anh bất ngờ đạp ga lao thẳng về phía hang ô của Cao Hùng. 150 km hi 200 km SL. 250 km SL. Chiếc xe Việt dã khóa chặt vị trí hang ô của Cao Hùng, bay nhanh như một tia chớp. Tên đứng thứ ba nhận ra có gì đó không ổn, anh ta hoảng sợ kêu lên, không ổn, việc lớn không ổn, địch tấn công, địch tấn công, ra tay, giết anh ta cho tôi. Ngay sau đó, 10-20 người cầm súng ngắn và các vũ khí khác nhắm vào con đường đen. Tuy nhiên lại vô ích, trận bão đạn của họ thậm chí còn không phá được cửa sổ của chiếc Việt dã màu đen. Đò mò, đây là kính chống đạn. Không thể xuyên thủng, tránh ra, tất cả mau tránh ra. Nhìn thấy xe Việt dã màu đen đang đến gần trong tầm tay, bọn tên đứng thứ ba hoảng sợ đến mức vội vàng di tản khỏi đường. Dương Tiêu mở mắt rồng nến khóa vị trí của Cao Hùng, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh, Cao Hùng, xuống địa ngục đi. Rút lời, Dương Tiêu bừng bừng sát khí, đạp mạnh chân ga, tốc độ xe Việt dã lao vút đi. 270 km/h 290 km/h 300 km/h Bù. Chiếc xe Việt dã gần như biến thành sao băng lao về phía văn phòng của Cao Hùng. Cao Hùng biết bên ngoài đã bắt đầu ra trận, nhưng anh ta không bao giờ ngờ tới Dương Tiêu sẽ xông vào dê anh ta. Nhìn dữ liệu trên máy tính, Cao Hùng cười nhét mép, 10 triệu tệ đã tới tài khoản, số tiền này kiếm quá dễ. Thằng danh Dương Tiêu, dám xâm phạm trụ sở của tôi, đúng là tự chuốc diệt vong. À mi ngay sau đó, đôi mắt của Cao Hùng gần như trô ra ngoài. Chỉ thấy một chiếc xe Việt dã màu đen đâm xâm vào, bức tường không chịu nổi lực bật tung, đầu xe Việt dã đâm thẳng vào ngực Cao Hùng. Phụt! Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Cao Hùng bị đánh bay như diều đứt dây, một mũi tên đâm máu phóng lên không trung. Cao Hùng trợn tròn mắt, anh ta kinh hãi, không ngờ lại có người lái xe xông vào hang ô của anh ta, hành vi quá điên cuồng. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết bị sỉ nhục, đầu óc Dương Tiêu điên cuồng. Cao Hùng thực sự nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới, trên đời này sẽ có một người táo bạo như Dương Tiêu. Không chỉ một mình xông vào hang ô của anh ta, mà còn phóng xe vào văn phòng của anh ta, cưỡng ép tiến anh ta về chầu trời. Hự ít hự hự, bị xe Việt dã đâm mạnh vào ngực, lưng Cao Hùng đập mạnh vào tường. Giờ đây, anh ta nằm liệt trên mặt đất, ngực rướm máu, không còn chút phong thái phản nghịch trước đó. Thấy Cao Hùng vẫn còn sống, Dương Tiêu mở cửa xe. Bước xuống xe đi tới trước mặt Cao Hùng đang hấp hồi. Cao Hùng kinh hãi nhìn Dương Tiêu, cậu là Dương Tiêu. Anh ngàn lần không nên khinh nhờn Mộc Tuyết nhà tôi ngay trước mặt tôi. Ánh mắt Dương Tiêu đông cứng lại. Cao Hùng kinh hãi liên tục, cậu thật sự là Dương Tiêu. Ngay từ đầu Cao Hùng thật sự không coi Dương Tiêu ra gì, trong mắt anh ta Dương Tiêu chỉ là thằng ỏ ở rễ, ai ngờ Dương Tiêu thằng ở rễ trong mắt anh ta lại có thủ đoạn tàn nhẫn kinh người như vậy. Nhìn chăm chăm khuôn mặt lạnh như băng của Dương Tiêu, Cao Hùng thực sự hối hận, biết trước Dương Tiêu sẽ tàn nhẫn như vậy, có đánh chết anh ta cũng không dám xúc phạm Dương Tiêu. Vèo. Khoảnh khắc tiếp theo, chân phải của Dương Tiêu hóa thành bóng mờ đạp mạnh vào ngực Cao Hùng lại rên lên, hai mắt mở to, ánh mắt dần dần mờ đi, cuối cùng dừng lại. Bất cứ ai xúc phạm vợ tôi, giết không tha. Dương Tiêu nói một câu rồi bước lên xe Việt dã. Đạp số lùi. Chiếc xe Việt dã lùi ra khỏi văn phòng Cao Hùng. Dưới tác động nhanh, phần đầu xe Việt dã bị thủng nhiều, lô, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến tổng thể của xe Việt dã. Cảm nhận được sự mạnh mẽ phát ra từ xe Việt dã, nhìn thấy văn phòng của lão đại bị đổ sập, thuộc hạ của Cao Hùng đều sợ chết khiếp. Cảnh tượng này đơn giản là quá tàn khốc, cảnh R6 hó này đơn giản là quá kinh người. Hơn trăm người nuốt nước miếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiêu đi xa. Hết cách. Bọn họ từng thấy người tàn nhẫn, nhưng chưa từng thấy người tàn nhẫn như vậy. Cộng thêm chiếc xe Việt dã chống đạn, họ muốn ngăn lại nhưng không đủ can đảm. Một người bước vào văn phòng Cao Hùng, thấy mắt Cao Hùng nhắm lại, anh ta kinh hãi nói, lão nhị, hình.
hình như đại ca chết rồi. Chết, chết rồi, tên đứng thứ hai hãi hùng. Nhóm người bước đến trước xem Cao Hùng hoàn toàn đã chết, họ không kìm được hít một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Lái xe, Dương Tiêu gọi điện cho Vạn Tứ Hải, là Cao Hùng ra tay với ông Vạn, bây giờ Cao Hùng chết rồi. Cảm ơn ân nhân đã báo thù cho tôi. Vạn Tứ Hải rất phấn khích. Ông, biết Dương Tiêu coi ông như một người bạn, nghĩ tới được thần chết Dương Tiêu coi mình là bạn, điều này khiến Vạn Tứ Hải vừa mừng vừa lo. Dương Tiêu nói tiếp, kẻ chủ mưu đứng sau là Lương Khởi, Cao Hùng chỉ là quân cờ. Bây giờ tôi chào hỏi ông một tiếng, chờ tôi giải. Quyết Lương Khởi xong, tôi sẽ rời huyện Thiên Sơn, về phía người bên thôn Trang Triệu, những ngày này mong ông quan tâm nhiều hơn. Cái gì, ân nhân định đối phó với Lương Khởi? Ân nhân, tôi biết cậu có kỹ năng phi thường, không thua gì thân, nhưng Lương Khởi cũng không dễ đối phó như vậy. Vạn Tứ Hải vội vàng nói. Ông đã nhận được tin Lương Khởi không chỉ có vũ khí đặc biệt, mà còn có 6 vị đại gia bất động sản trị giá hàng chục tỷ tệ hỗ trợ. Một khi Dương Tiêu tìm Lương Khởi gây khó khăn, vũ khí xung quanh Lương Khởi không phải là thứ người thường có thể chồng lại. Chỉ là Vạn Tứ Hải không hề hay biết, kỹ năng của Dương Tiêu đã đạt đến đỉnh cao rồi, cho dù đối phương có hàng trăm vũ khí ở cự ly ngắn cũng vô dụng. Dương Tiêu trầm giọng nói, ông Vạn cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Ân nhân hãy cẩn thận, Vạn Tứ Hải nghiêm nghị nói. Ông biết thân phận thật sự của Dương Tiêu, cũng biết Dương Tiêu có kỹ năng cao, Dương Tiêu đã quyết định, nên Vạn Tứ Hải sẽ không cưỡng ép ngăn cản anh. Dương Tiêu đáp lại, cúp điện thoại rồi phi thẳng đến bệnh viện nơi Lương Khởi đang ở. Lúc này, cánh tay phải của Lương Khởi đã được băng bó, toàn bộ cánh tay phải của ông ta gần như bị phế. Rốt cuộc, sức mạnh của Barret không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. May mắn Lăng Ảnh Huyên vì tránh gặp mặt Dương Tiêu nên đã chọn cách bắn tỉa từ khoảng cách xa 2 km, nếu không, toàn bộ cánh tay phải của Lương Khởi đã nổ tung. Cao Hùng chết rồi, người ra tay không rõ in tích, lũ ngu, một lũ ngu dốt, Lương Khởi nhanh chóng nhận được tin tức, tức giận ném điện thoại xuống đất. Sau khi Cao Hùng chết, tên đứng thứ hai lập tức thông báo cho Lương Khởi. Cao Hùng thực sự đã chết, nhóm người xung quanh Lương Khởi đều kinh ngạc. Hầu hết bọn họ đều biết Cao Hùng thống trị toàn bộ huyện Thiên Sơn, nhưng bọn họ không ngờ một gã khổng lồ lại sa sút nhanh đến mức khiến người khác âm thầm líu lưỡi. Một thành viên nhỏ tuổi của nhà họ Lương hỏi, chú, ai đã làm việc này? Ai đã làm, ngay cả heo cũng biết chuyện này chắc chắn là do tên khốn Dương Tiêu làm. Lương Khởi căm hận nghiền răng. Vốn dĩ ông ta cho rằng Dương Tiêu là một nhân vật nhỏ dê bị đè bẹp, nhưng ai ngờ thủ đoạn cứng rắn của Dương Tiêu lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Người nhà họ Lương tiếp tục hỏi, chú, bây giờ anh Mãnh đã chết, Cao Hùng cũng chết, bây giờ chúng ta phải làm thế nào mới tốt? Sợ cái gì, một lũ vô dụng, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như thế mà còn sợ Dương Tiêu hả? Hơn nữa chúng ta là người có tiếng tăm, có người bên trên huyện Thiên Sơn hỗ trợ. Phá đỡ thì phá dỡ, Dương Tiêu ngăn cản phá rể. Là coi thường vương pháp. Chờ tôi gọi một cuộc điện thoại, tên khốn Dương Tiêu đó sẽ không chịu nổi. Lương Khởi căm hận. Vốn dĩ ông ta đã tính toán rất kỹ, bọn họ ở ngoài sáng, còn bọn Cao Hùng ở trong tôi. Một sáng một tối, một cuộc tấn công kép, việc phá dỡ sẽ không chỉ diễn ra suôn sẻ, mà còn gây chấn động mạnh cho tất cả những người già ở thôn Trang Triệu. Điều khiến Lương Khởi không thể tin được là với sự xuất hiện của Dương Tiêu, mọi ý nghĩ tốt đẹp của ông ta đều bị Dương Tiêu phá hủy. Nghĩ đủ kiểu, Lương Khởi thật sự muốn chém Dương Tiêu cả ngàn lần. Bang! Đột nhiên! Cửa phòng bệnh bị đá mỏ, Dương Tiêu bước vào. Ai, mọi người nhanh chóng quay lại. Dương Tiêu nhìn thẳng vào Lương Khởi, hay cho một người đạo mạo giạt rào. Hay cho một người có tiếng tăm. Phá dỡ thì phá dỡ, Lương Khởi, tôi hỏi ông, còn những ngôi nhà tái định cư của dân thôn Trang Triệu đâu? Khoản bồi thường phá dỡ của thôn Trang Triệu đâu? Tôi coi thường vương pháp, ông đúng là chụp mũ tông bốc tôi quá đây. Dương Tiêu, thằng xúc sinh nhà cậu còn dám tới. Hừ. Tôi nói rõ cho cậu biết, người của thôn Trang Triệu không? Liên quan gì đến cậu? Chờ tôi xuất viện, tôi sẽ tra tấn tất cả người dân thôn Trang Triệu, khiến cho bọn họ phải hối hận khi đến thế giới này. Lương Khởi vừa nhìn thấy Dương Tiêu tới, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên dữ tợn. Dương Tiêu chế nhạo nói, Lương Khởi, tra tấn tất cả người dân thôn Trang Triệu, khiến cho bọn họ phải hối hận khi đến thế giới này. Khi ông nói ra những lời này ông không sợ sẽ có người trừng trị ông hả? Trừng trị tôi, phải không,
Lương Khởi ở đây nhất ngôn cửu đỉnh, nói tra tấn dân thôn Trang Triệu đến chết thì sẽ tra tấn bọn họ đến chết. Ai dám trừng trị tôi? Ai dám trừng trị tôi? Ngược lại là cậu, dám xông vào phòng bệnh của tôi thấy cậu không muốn xông nữa rồi. Người đâu, bắt thằng xúc sinh này lại cho tôi. Lương Khởi rông lên. Vâng, đám người có mặt trong phòng bệnh hung ác dữ tợn khóa chặt Dương Tiêu. Ngay khi nhóm người chuẩn bị tấn công Dương Tiêu, một giọng nói âm vang như sầm vang lên, không ai dám trừng trị ông. Giọng điệu lón lối quá nhỉ. Lên, bắt ti ti cả những tên ác ồn này cho tôi. Hả, nghe thấy giọng nói này, Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Anh xoay người lại, thấy người tới lại là. Cậu Dương, tôi không đến muộn chứ. Phương Văn Châu mỉm cười bước tới. Phương Văn Châu, một người có quyền cao chức trọng ở tỉnh Hà Nam đích thân đến, điều mà Dương Tiêu thực sự không ngờ tới. Dương Tiêu cười nhếch mép, tin tức của ông rất nhanh đó. Tìm được nhanh như vậy. Cậu Dương là giường cột của đát nước, cậu Dương gặp khó khăn, lại còn ở tỉnh Hà Nam, Văn Châu cần bảo vệ quyền lợi của cậu Dương. Phương Văn Châu cười nói. Dương Tiêu dở khóc dở cười, bảo vệ quyền lợi của tôi. Ông sợ tôi chọc thủng bầu trời tỉnh Hà Nam à? Chuyện này, Phương Văn Châu đột nhiên lộ ra vẻ sâu hồ. Dương Tiêu nói đúng, Phương Văn Châu sợ Dương Tiêu sẽ chọc thủng một lỗ trên bầu trời tỉnh Hà Nam. Dương Tiêu là ai? Đó chính là thần chê điện hạ dê người như ma. Lúc đầu khi biết thần chê điện hạ đang ở thành phố Trung Nguyên, Phương Văn Châu rất coi trọng, thậm chí ông còn phái người đến hỏi thăm hành tung của Dương Tiêu. Không phải để giám sát Dương Tiêu, mà là vì sợ Dương Tiêu giết tứ phía ở tỉnh Hà Nam. Một khi Dương Tiêu bắt đầu giết người ở tỉnh Hà Nam, đến lúc đó ông sẽ khó giải thích với bên trên. Vì vậy, lần này Dương Tiêu đột nhiên đi tàu cao tốc trở về huyện Thiên Sơn. Nghe thấy chuyện này, Phương Văn Châu ý thức được chắc chắn ở huyện Thiên Sơn đã gặp phải rắc rối lớn. Nếu không, theo tính cách của Dương Tiêu chắc chắn sẽ lái Maserati trở về huyện Thiên Sơn, mà không phải đi tàu cao tốc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách hành vi của Dương Tiêu. Xác định Dương Tiêu đang gặp rắc rối ở huyện Thiên Sơn, Phương Văn Châu đã đích thân đưa người đến huyện Thiên Sơn. Vừa nãy Dương Tiêu không lờ hề hay biết Pi Phây Văn Châu sẽ đến, vì thế Dương Tiêu đã lên kế hoạch giết nhóm người do Lương Khởi cầm đầu. Chỉ cần nhóm kinh doanh bất động sản khốn nạn của Lương Khởi này lòng dạ hiểm độc, thì nhóm người này sẽ không còn có thể làm dậy sóng nữa. Về phần phá dỡ, Dương Tiêu không quan tâm. Chỉ là phá dỡ bình thường. Dương Tiêu giang hai tay ra, được rồi, tôi sẽ cho ông thẻ diện, để ông xử lý. Nếu ông đã tới đây, thì chắc là trước khi tới đã sắp xếp ôn thỏa. Lương Khởi này lòng dạ rất đen tối, điều tra cho kỹ, có lẽ có thể để tên này ngôi tùi. Cậu Dương, tôi hiểu. Phương Văn Châu gật đầu. Dương Tiêu không can thiệp nữa, anh biết tiếp theo sẽ giao cho Phương Văn Châu xử lý. Chết không đáng sợ. Sống không bằng chết mới đáng sợ nhát. Nếu để con người chọn cái chết hoặc bị giam cầm suốt đời, Dương Tiêu có thể chắc chắn rất nhiều người sẽ chọn cái chết. Bị giam cầm, buồn chán vô tận và bị hành hạ, thu mình trong không gian nhỏ hẹp cả ngày, con người sẽ suy sụp tinh thần. Lương Khởi này không phải người tốt, điều tra Lương Khởi kỹ càng, nhất định sẽ cho ông ta uống đủ một chậu. Theo lệnh của Phương Văn Châu, nhóm người đã khuất phục bọn Lương Khởi với tốc độ nhanh nhát. Khi Lương Khởi bị bắt, ông ta nhìn Phương Văn Châu giận dữ hét lên, ông là ai? Ông có ư cách gì mà trừng trị tôi? Tôi muốn gặp Mã Dũng, tôi muốn gặp Mã Dũng. Mã Dũng, một nhân vật lớn ở huyện Thiên Sơn, là người chủ yêu bao che cho Lương Khởi lần này. Mã Dũng, yên tâm, bây giờ Mã Dũng cũng không thể bảo vệ được mình, các người sẽ sớm gặp nhau trong ngục. Phương Văn Châu lạnh lùng nói. Cái gì? Mã Dũng cũng không thể bảo vệ được mình. Lương Khởi không khỏi kêu lên. Mã Dũng xong đời rồi. Ông là ai? Rốt cuộc ông là ai? Ông ấy là ai hay không ngại nói cho ông biết, ông ấy tên là Phương Văn Châu. Tốt xấu gì ông cũng là người tỉnh Hà Nam, chắc đã từng nghe đến tên của Phương Văn Châu rồi chứ. Dương Tiêu chế giễu. Lương Khởi nhíu mày, ông ta nghĩ kỹ ệ nhưng không thể đoán ra được ông lớn nào ở huyện Thiên Sơn có tên là Phương Văn Châu. Đột nhiên, hai mắt Lương Khởi mở to như bị điện giật. Hình như có một ông lớn một tay che trời ở tỉnh Hà Nam tên là Phương Văn Châu. Nghĩ đến điều này, Lương Ni trọn tròn mất kinh hãi nói, ông là Phương Văn Châu, đến từ tỉnh Ly thành phố Trung Nguyên. Chuyện đã đến nước này, chỉ cần đồng, ngón chân cũng biết ông ấy là ai rồi chứ. Lương Khởi, ông xong đời rồi. Dương Tiểu chế nhạo. Xác nhận thân phận của Phương Văn Châu,
Lương Khởi như bị trúng hàng triệu điểm xả thương, trong lòng của ông ta có hàng vạn con dê chạy loạn. Phương Văn Châu tới đây, người một tay che trời ở tỉnh Hà Nam thực sự đang ở đây. Nhìn thái độ của Phương Văn Châu đối với Dương Tiêu, cho dù Lương Khởi có ngu ngốc đến đâu cũng biết Phương Văn Châu tới là vì Dương Tiêu. Nghĩ đến đây, Lương Khởi nhìn chằm chằm Dương Tiêu, kinh hãi nói, cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao một ông lớn hàng đầu như Phương Văn Châu lại chạy tới đây vì cậu? Cậu không phải là thằng ở dễ vô dụng sao? Cậu là ai? Rốt cuộc cậu có thân phận gì? Như ông nói, tôi chỉ là người ở dễ vô dụng mà thôi, nhưng người vô dụng như tôi lại dễ dàng xử lý ông. Dương Tiêu cười lạnh. Không biết có bao nhiêu người coi anh là đồ vô dụng, nhưng những người này không biết khi thân phận của Dương Tiêu bị bại lộ, cả thế giới sẽ run sợ dưới chân Dương Tiêu. Lương Khởi không cam lòng nói, không thể nào, chắc chắn cậu. Không chỉ đơn giản là thằng ở dễ vô dụ ngô, rốt cuộc cậu là ai? Tôi, Lương Khởi rong ruổi cả đời, nhưng lại lật thuyền trong mương ngay trên địa bàn của mình, cho dù cậu muốn xử lý tôi, cũng phải để tôi chết rõ ràng. Hừ, đồ không biết sống chết. Cậu Dương là ai? Cậu Dương là chiến thần, thần chết điện hạ, lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử thiên phủ chi quốc. Phương Văn Châu không kìm được mở miệng nói. Chiến thần, thần chết điện hạ mạnh nhất. Mi chẳng phải Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong thiên phủ chi quốc sao? Àm! Nghĩ đến đây, Lương Khởi như bị sét đánh, ông ta ngắn người. Lương Khởi ngẩn người nhìn Dương Tiêu, cậu là thần chết. Cậu thật sự là thần chết. Đúng vậy. Tôi là thần chết Dương. Tiêu, Dương Tiêu không hề che giấu. Dương Tiêu tự thừa nhận, Lương Khởi chợt bình thường. Trở lại, trong nháy mắt ông ta như già đi mây chục tuổi, thì ra cậu là thần chết, hóa ra cậu chính là thần chết. Tôi biết ngay mà, năm đó thần chết sẽ không gục ngã dễ dàng như vậy, đúng là thân chê vân chưa chết. Tôi, Lương Khởi rong ruồi một đời, cuối cùng đạp phải tắm sắt xúc phạm thần chết điện hạ, tôi thua không oan, tôi thua không hề oan ồ. Nghĩ đến sự dũng cảm của Dương Tiêu và sự tàn nhân dê lương mãnh, nghĩ đến sự giúp đỡ của tay bắn tỉa vô song phía sau Dương Tiêu, lại nghĩ đến ngay cả ông lớn như Cao Hùng thống trị huyện Thiên Sơn cũng bị chê dưới tay Dương Tiêu. Lương Khởi hiểu, ông ta hiểu tất cả. Ông ta tự giễu, vẻ mặt đầy tang thương, ông ta biết mình đã xúc phạm một người không nên xúc phạm. Nhiều năm trước hai chữ thần chết là trụ cột tinh thần của vô số người trong Thiên Phủ Chỉ Quốc, thần chết tức giận. Không biết sẽ xảy ra trận bão đâm máu nào. Lương Khởi, ân oán giữa chúng ta hoàn toàn kết thúc, ở yên trong ngục, đi. Ánh mắt Dương Tiêu không hề có sự thương cảm nào. Đại gia bát động sản như Lương Khởi lòng dạ độc ác, không biết có bao nhiêu người bị Lương Khởi ép trôi giạt khắp nơi, người như này không đáng được thương xót. Khi nhóm dân trong thôn bị sỉ nhục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt của họ đỏ bừng vì phán khích, họ ước mình có thể biến thành Dương Tiêu, đuổi tất cả những kẻ bắt nạt như Lương Mãnh đi. Sau khi đánh bại hơn trăm người, để lại mây chục người không còn ý chí chiến đấu, hai mắt Dương Tiêu, sáng quét nhìn Lương Mãnh, muốn mạng của tôi, chỉ dựa vào phôi thai thô kệch không lên nổi sân khấu như các người. Tên khốn, khốn kiếp, mũi của Lương Mãnh gần như bốc khói. Anh ta thật không ngờ trước mặt Dương Tiêu có nhiều người như. Vậy lại không ai địch nổi một chiêu của Dương Tiêu. Lương Mãnh nắm chặt tay, tức giận nói, Dương Tiêu, anh cho rằng mình là ông trời hả? Nói cho anh biết, anh có thể đánh thì sao? Lần này 1-200 người chúng tôi không thể làm gì anh, lần sau bọn tôi 1-2000 người, 10-20000 người thì sao? Lần này, chú hai Lương Khởi của anh ta mang vô hàng trăm tỷ tệ, Lương Mãnh không hề sợ hãi, anh ta không tin đã ném tiền còn không thể giết được Dương Tiêu. Anh cho rằng tôi sẽ cho anh cơ hội ra tay. Dương Tiêu chế nhạo. Anh sắp trở về Đề Đô, trước khi đi cần phải giải quyết xong mọi việc của huyện Thiên Sơn. Nếu Lương Mãnh này muốn tìm chết, Dương Tiêu không ngại tiễn Lương Mãnh về chầu trời. Lương Mãnh rất tức giận, càng căm hận Dương Tiêu đến tận xương tủy, anh ta phất tay, đưa dao. Anh Mãnh, dao, một tên đàn em nhanh chóng đưa cho Lương Mãnh một con dao pha. Lương Mãnh cầm dao pha hung ác nói, Dương Tiêu, tìm chết đúng không? Tới, tới đi một đấu một tôi đấu với anh. Một đấu một, tới, Dương Tiêu móc tay. Lần trước anh đã dạy dỗ Lương Mãnh một trận. Lần này Dương Tiêu vẫn rất tự tin dạy cho Lương Mãnh một bài học cha mẹ không nhận ra. Lương Mãnh giống lên, anh tìm chết. Đôi mắt Lương Mãnh tràn đầy sát khí, anh ta cầm dao pha lao về phía Dương Tiêu. Không biết sống chết, Dương Tiêu khinh thường cười nói. Vèo. Ngay lúc Lương Mãnh cách Dương Tiêu chưa tới 3 mét,
Lương Mãnh đột nhiên chạm vào lưng, lập tức lấy sa mạc chi ưng nhắm vào đầu của Dương Tiêu. Sa mạc chi ưng, nhìn chằm chằm sa mạc chi ưng màu trắng bạc trước mặt, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên. Sau khi nhắm sa mạc chi ưng vào đầu Dương Tiêu, Lương Mãnh cười điên cuồng, ha 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 hai thằng ngu đần, thật sự cho rằng ông đây sẽ so chiêu với anh. Thủ đoạn của tôi chỉ là vỏ bọc, mục đích là đến gần giết anh thôi. Nói xong, Lương Mãnh vứt con dao pha, lên đạn sa mạc chi ưng. Chàng trai, Triệu Thiết Căn vô cùng hoảng sợ. Xong rồi, vẻ mặt của nhóm người thôn Trang Triệu càng như trò tàn. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ bây giờ là Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu xảy ra chuyện bất ngờ thì bọn họ thật sự một thân một mình, giống như thịt cá chỉ có thể bị bọn Lương Mãnh làm thịt. Hay lắm, anh Mãnh, nhóm người do Lương Mãnh đứng đầu đều rất phấn khích. Khi nhóm dân trong thôn bị sỉ nhục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt của họ đỏ bừng vì phán khích, họ ước mình có thể biến thành Dương Tiêu, đuổi tất cả những kẻ bắt nạt như Lương Mãnh đi. Sau khi đánh bại hơn 100 người, để lại mấy chục người không còn ý chí chiến đấu, hai mắt Dương Tiêu, sáng quét nhìn Lương Mãnh, muốn mạng của tôi, chỉ dựa vào phôi thai thô kệch không lên nổi sân khấu như các người. Tên khốn, khốn kiếp, mũi của Lương Mãnh gần như bốc khói. Anh ta thật không ngờ trước mặt Dương Tiêu có nhiều người như. Vậy lại không ai địch nổi một chiêu của Dương Tiêu. Lương Mãnh nắm chặt tay, tức giận nói, Dương Tiêu, anh cho rằng mình là ông trời hả? Nói cho anh biết, anh có thể đánh thì sao? Lần này 100-200 người chúng tôi không thể làm gì anh, lần sau bọn tôi 1-2.000 người, 10-20.000 người thì sao? Lần này, chú hai lương khởi của anh ta mang vô hàng trăm tỷ tệ, Lương Mãnh không hề sợ hãi, anh ta không tin đã ném tiền còn không thể giết được Dương Tiêu. Anh cho rằng tôi sẽ cho anh cơ hội ra tay. Dương Tiêu chế nhạo. Anh sắp trở về Đề Đô, trước khi đi cần phải giải quyết xong mọi việc của huyện Thiên Sơn. Nếu Lương Mãnh này muốn tìm chết, Dương Tiêu không ngại tiễn Lương Mãnh về chầu trời. Lương Mãnh rất tức giận, càng căm hận Dương Tiêu đến tận xương tủy, anh ta phất tay, đưa dao. Anh Mãnh, dao, một tên đàn em nhanh chóng đưa cho Lương Mãnh một con dao pha. Lương Mãnh cầm dao pha hung ác nói. Dương Tiêu, tìm chết đúng không? Tới, tới đi một đấu một tôi đấu với anh. Một đấu một, tới, Dương Tiêu móc tay. Lần trước anh đã dạy dỗ Lương Mãnh một trận, lần này Dương Tiêu vẫn rất tự tin dạy cho Lương Mãnh một bài học cha mẹ không nhận ra. Lương Mãnh giống lên, anh tìm chết. Đôi mắt Lương Mãnh tràn đầy sát khí, anh ta cầm dao pha lao về phía Dương Tiêu. Không biết sống chết, Dương Tiêu khinh thường cười nói. Vèo. Ngay lúc Lương Mãnh cách Dương Tiêu chưa tới 3 mét, Lương Mãnh đột nhiên chạm vào lưng, lập tức lấy sa mạc chi ưng nhắm vào đầu của Dương Tiêu. Sa mạc chi ưng, nhìn chằm chằm sa mạc chi ưng màu trắng bạc trước mặt, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên. Sau khi nhắm sa mạc chi ưng vào đầu Dương Tiêu, Lương Mãnh cười điên cuồng, ha 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 hai thằng ngu đần, thật sự cho rằng ông đây sẽ so chiêu với anh. Thủ đoạn của tôi chỉ là vỏ bọc, mục đích là đến gần giết anh thôi. Nói xong. Lương Mãnh vứt con dao pha, lên đạn sa mạc chi ưng. Chàng trai, Triệu Thiết Căn vô cùng hoảng sợ. Xong rồi, vẻ mặt của nhóm người thôn Trang Triệu càng như trò tàn. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ bây giờ là Dương Tiêu, nếu Dương Tiêu xảy ra chuyện bất ngờ thì bọn họ thật sự một thân một mình, giống như thịt cá chỉ có thể bị bọn Lương Mãnh làm thịt. Hay lắm, anh Mãnh, nhóm người do Lương Mãnh đứng đầu đều rất phấn khích. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không vui. Dương Tiêu hít sâu một hơi, thầy, bộ em bị ám sát, em muốn mời thầy giúp em điều tra ra kẻ sát nhân tu sự đứng sau hậu trường. Hả, thằng nhóc Dương Thiên Khung đó chết rồi. Giọng nói già nua đây kinh ngạc. Người ở đầu dây bên kia là thầy của Dương Tiêu, cựu long chủ của Tuyệt Thê Long Môn, và cha của Dương Tiêu tên là Dương Thiên Khung. Dương Tiêu trầm giọng nói, thầy, em mong thầy có thể điều động đội tình báo hàng. Đầu của Long Môn điều tra ra kẻ sát nhân thực sự đứng sau vụ sát hại bố em, nhờ thầy. Mặc dù bây giờ Dương Tiêu đã là chủ của Long Môn, nhưng Dương Tiêu hiểu rằng trước khi anh chưa chính thức trở lại Long Môn, đội tình báo hàng đầu của Long Môn e là sẽ không nghe lời anh. Sở dĩ Long Môn có thể đứng trên vũ đài thế giới nhiều năm như vậy và địa vị không thể lung lay chính là bởi vì Long Môn thành lập đội tình báo cao nhất. Đội ngũ tình báo hàng đầu của Long Môn giống như một con nhện. Tạo thành một mạng lưới tình báo với dữ liệu khổng lồ trên trái đất. Từ những thông tin mật về bá chủ thế giới cho đến những chuyện vụn vặt trong một gia tộc ở một quốc gia nào đó đều không thể thoát khỏi con mắt của đội tình báo mạnh nhất Long Môn. Thằng nhóc thôi nhà em rất hiếm khi nhờ vả. Chờ thầy kết thúc bài tập vận động hôm nay,
sẽ huy động đội tình báo bản đầu của Long Môn Chôn. Giọng Dịch Thấp dần trở nên nghiêm túc. Dương Tiêu lại hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ổn định tâm trạng, cảm ơn thấy. Sau khi nói chuyện với Dịch Thấp xong, Dương Tiêu bước lên tàu cao tốc trở về thành phố Trung Nguyên. Ở huyện Thiên Sơn không có sân bay, ăn, cần phải quay lại thành phố Trung Nguyên mới có thể đáp chuyến bay đến Đế Đô. Ở nước ngoài, trong một khách sạn 5 sao quốc tế nào đó. Một cô gái Âu Mỹ xinh đẹp từ từ bước ra khỏi phòng tắm, vòng tay qua cổ Dịch Thấp. Dịch Thấp, cười lộ ra hàng răng vàng, nói, cô gái, muốn tiếp cận tôi đã được 3 tháng rồi nhỉ. Nghe vậy, nước da của cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh đều thay đổi, cô ta chồng lại sự hoảng sợ, thầy Dịch, em không biết thầy đang nói cái gì. Chuyện đã đến mức này mà còn muốn giả vờ. Nếu tôi đoán không nhầm, trong quần lót gần xương hông của cô có râu một lưỡi dao sắc bén, phải không? Dịch Thấp cười nói, ông đã biết rồi, đôi mắt cô gái trẻ chợt lạnh lùng. Cô ta chạm vào vùng xương hông, một lưỡi dao sắc bén như dao lam chém về phía cổ Dịch Thấp với tốc độ cực nhanh. Phút, cô ta nhanh, kiếm sắc bén càng nhanh hơn, sau lưng một thanh kiếm đen sắc bén nhanh như chớp mắt đâm thẳng vào trái tim cô gái trẻ. Hự, trái tim tan nát, cô gái trẻ kêu lên rồi chết tại chỗ. Mặt Dịch Thấp P không hề có gợn sóng bình tĩnh nói. Ảnh tử, bó của thằng nhóc thối kia đã chết rồi, cậu đi điều tra đi. Vâng, ảnh tử mặc đồ đen rút kiếm cung kính nói. Dịch Thập tiếp tục nói, đã đến lúc nên cải tổ lớn bên trong Long Môn rồi, cuối cùng Đế Đô cũng sắp thay đổi. Chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ trở về Đế Đô. Dương Tiêu đang ở trên tàu cao tốc trở về thành phố Trung Nguyên không hề hay. Biết, Dịch Thập cũng đang dự định trở lại Đế Đô. Đúng vậy. Long chủ mới cuối cùng về Đế Đô không muốn thay đổi cũng khó. Mục Tuyết, bên Đế Đô xảy ra chuyện, anh không kịp quay về nhà, em phải chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé trong bụng nhé. Dương Tiêu gọi điện cho Đường Mục Tuyết. Khi đến thành phố Trung Nguyên, trời đã rất muộn. Ngay lúc Dương Tiêu chuẩn bị lên máy bay, sau lưng vang lên một giọng nói thân thiết, Dương Tiêu. Nghe thấy giọng nói thân thiết này, Dương Tiêu quay lại, thấy rõ Đường Mục Tuyết dịu dàng nhìn mình. Mộc Tuyết, Dương Tiêu cười vui vẻ. Đường Mộc Tuyết có thể nhìn ra bây giờ trong lòng Dương Tiêu đang rất khó chịu, cô nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu, lần này trở về nữ đô nhất định phải bình tĩnh, chú ý an toàn. Chỉ khi sàn anh an toàn thì Si mới yên tâm, anh mới có thể làm càng nhiều chuyện anh muốn làm. Mộc Tuyết yên tâm, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Dương Tiêu vuốt ve má Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết tiếp tục dặn dò, nhớ kỹ, đừng nóng giận, tức giận sẽ làm giảm trí tuệ của anh. Và cũng đừng để hận thù che mù mắt. Bởi vì hận thù sẽ khiến người ta mất đi khả năng phán đoán, nếu một người muốn thành công, thì nên cầm lên được bỏ xuống được. Cái gọi là anh hùng nên có kế hoạch tốt, để bố cục có thể ảnh hưởng đến chỉnh thê. Em tin chồng của em là anh hùng vô song. Nhất định phải bình tĩnh, có lẽ dáng vẻ hiện tại của anh chính là thứ mà đối phương muốn nhìn thấy. Nghe được những lời dặn dò của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng. Mọi khó chịu trong lòng lập tức tiêu tan rất nhiều. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết nói đúng, tức giận sẽ làm giảm trí tuệ của con người, hận thù sẽ chỉ khiến con người mất đi khả năng phán đoán. Mọi thứ đã thay đổi như bây giờ, chúng đã hỗn loạn từ lâu, và anh cần phải bình tĩnh. Thù, cần phải báo từng chuyện một, mọi chuyện, cần được xử lý từng chuyện một. Mộc Tuyết, anh đã nhớ kỹ tất cả những gì em nói, cảm ơn em. Cảm ơn em đã nhắc nhở NHTL. Dương Tiêu tràn đầy chân thành. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, em và con chờ anh trở về. Được, Mộc Tuyết, trong khoảng thời gian anh không ở thành phố Trung Nguyên hãy cẩn thận với Thiên Đường Hạo, liên lạc nhiều hơn với Cung Minh, Kim Đại Trung và những người khác. Gặp khó khăn gì nhất định phải liên lạc với anh, Dương Tiêu trịnh trọng nói. Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để trở thành Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trái đất. Bọn Đường Hạo sẽ bị em chà đạp, đã muộn rồi, anh mau đi đi. Ừ, anh đi, Dương Tiêu lại ôm Đường Mộc Tuyết vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán Đường Mộc Tuyết, vén tóc dài trên trán bo Mộc Tuyết, sau đó anh mới dứt khoát kiên quyết vào công lên máy bay. Nhìn Dương Tiêu rời đi, Đường Mộc Tuyết lấy điện thoại di động. Ra gửi củ Dương Tiêu một tin nhắn, trên đời này em chỉ yêu ba thứ là ban ngày, trăng đêm, anh vĩnh hằng. Trước khi tắt máy. Dương Tiêu nhìn thấy tin nhắn của Đường Mộc Tuyết, trong lòng tràn đầy ấm áp, anh lập tức trả lời, Mộc Tuyết, em đã nhìn thấy mặt trời lúc 2 rưỡi sáng chưa? Chưa, chẳng lẽ anh đã nhìn thấy rồi à?
Đường Mộc Tuyết tò mò trả lời lại. Dương Tiêu mỉm cười trả lời, thầy rồi, khuôn mặt tươi cười đang ngủ của em bên cạnh khi anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Tên ngốc này hiện giờ càng ngày càng giỏi làm cho người ta vui vẻ. Đường Mộc Tuyết cười ngọt ngào. Nhớ lại lời dặn dò vừa nãy của Đường Mộc Tuyết, rõ ràng lửa giận trong mắt Dương Tiêu đã tiêu tan rất nhiều. Anh biết khi mới biết tin, anh thực sự bị thù hận che mờ mắt, quá kích động. Khi rong ruổi trên sân khấu quốc tế, chưa bao giờ Dương Tiêu lại kích động đến thế. Chỉ là chuyện liên quan về cha mẹ ruột mình, quả thật cảm xúc của Dương Tiêu đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Lúc này, Dương Tiêu hơi đói. Anh lịch sự nói với cô tiếp viên hàng không, có gì ăn không? Chào anh, sau khi máy bay cất cánh, chúng tôi sẽ cung cấp một số đồ ăn như bánh mì kẹp thịt. Cô tiếp viên hàng không nở nụ cười chuyên nghiệp. Dương Tiêu gật đầu nói, ừ, sau khi máy bay cất cánh nhớ đưa cho tôi một số thứ, cảm ơn. Buổi sáng ăn ít, sau đó đi đến Hù Yên Thiên Sơn, đến bây giờ Dương Tiêu vẫn chưa ăn, anh thực sự rất đói. Dương Tiêu không phải thần, cho dù giỏi giang, rất nhiều mặt cũng rất bình thường. Không ăn 3 ngày sẽ gặp nguy hiểm, chỉ uống nước 7 ngày cũng không chịu nổi, và Dương Tiêu linh cảm khi trở lại Đề Đô có thể là một cuộc đối đầu. Trước khi đến Đề Đô, anh phải chắc chắn mọi thứ, no bụng và giữ vững thể lực là ưu tiên hàng đầu. Anh cả, đây là máy bay à? Trông cao quái ở ghế sau, một người béo trăng phần chắn nói. Người đàn ông gầy gò mặt đen ngồi bên cạnh tức giận tát vào đầu người béo trăng một cái, nói to như thế làm gì? Nói cho người khác biết lần đầu tiên cậu đi máy bay à? Người béo trăng liếc nhìn mặt đất, kinh ngạc kêu lên, anh cả, anh mau nhìn xem, người trên mặt đất thật nhỏ bé, giống như kiên ý. Bóp! Nghe vậy, người đàn ông gầy mặt đen lại vỗ đầu người béo trăng, đồ ngốc, máy bay còn chưa cất cánh. Đúng là con kiến. Trong phút chốc nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, rất nhiều người trên máy bay đều bật cười, cảm thấy hai anh chàng ăn mặc như nông dân công nhân này đặc biệt thú vị. Dương Tiêu đặc biệt liếc nhìn hai người bọn họ, sự việc xảy ra khác thường hẳn là có quỷ, hai người này cần phải đặc biệt chú ý. Thưa anh, tôi đưa cho anh hai cái mì kẹp thịt trước. Sau khi máy bay cất cánh, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp lúc nãy mang đến cho Dương Tiêu hai cái bánh mì kẹp thịt. Dương Tiêu cầm lấy bánh mì kẹp thịt, lịch sự cười nói, cảm ơn. Không có gì, cô tiếp viên hàng không gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ đất Dương Tiêu đột nhiên hô lên. Cô tiếp viên hàng không quay lại ngạc nhiên nói, thưa anh còn cần gì nữa ạ? Dương Tiêu nuốt bánh rồi nói với cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, ăn xong tôi vẫn còn đói, có thể cho tôi thêm mấy cái nữa không? Hả, ăn xong rồi, được chứ, anh chờ một chút. Cô tiếp viên hàng không kinh ngạc. Chỉ quay lại đã ăn xong hai chiếc bánh mì kẹp thịt trong một lần. Đây là quái vật à? Cô tiếp viên hàng không do dự, lần này cô lấy thêm hai cái sợ Dương Tiêu ăn không no. Cắn một cái ăn hết một cái, cắn cái nữa Dương Tiêu lại ăn hết một cái khác. Qua một lúc, Dương Tiêu đã ăn xong 4 cái bánh mì kẹp thịt. Qua, anh chàng này ăn được nhiều như vậy. Người béo trắng, kinh ngạc khi NS, thấy cảnh tượng này. Người đàn ông gầy gò mặt đen lại vỗ vào đầu người béo trăng, người ta ăn được thì liên quan gì tới cậu, câm miệng đi. Ngại quá, hai bữa rồi tôi chưa ăn, cho tôi hai cái nữa đi. Dương Tiêu nhìn cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp sững sờ, thêm hai cái nữa. Không được sao, Dương Tiêu chớp mắt. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp nuốt nước bọt như thể nhìn một con quái vật, được chứ, tất nhiên là được, anh chờ một chút. Nói xong, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp lại chuẩn bị lấy bánh mì kẹp thịt cho Dương Tiêu. Đủ rồi. Đột nhiên. Một người đẹp siêu cấp ngồi bên cạnh Dương Tiêu tỏ vẻ ghê tởm quát lớn. Dương Tiêu giật mình, hả, có chuyện gì không, hay là dáng vẻ tôi ăn không được nhã nhặn ảnh hưởng đến cô? Để có được sự yêu thích của tôi, anh đúng là không từ thủ đoạn. Được rồi, lấy điện thoại ra, tôi miễn cưỡng đồng ý chụp ảnh chung với NHTL người đẹp siêu cấp bên cạnh đen mặt nói với Dương Tiêu. Để có được sự yêu thích của cô, miễn cưỡng chụp ảnh chung. Nghe vậy. Dương Tiêu nhìn người đẹp siêu cấp này, vẻ mặt lập tức trở nên lờ mờ. Nhìn Dương Tiêu đang sững sờ, trong mắt người đẹp siêu cấp hiện lên vẻ khinh thường, như thể Dương Tiêu làm vậy là để thu hút sự chú ý của cô ta. Người đẹp siêu cấp tỏ vẻ tính trước kỹ càng, câu nói tiếp theo của Dương Tiêu đã khiến người đẹp siêu cấp buồn bực suýt nôn ra máu. Dương Tiêu nhìn kỹ người đẹp siêu cấp trước mặt, hỏi, cô à, cô là ai? Cái gì,
Cô à, cô là ai? Đơ mò. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của Dương Tiêu, người đẹp siêu cập bị rồi tung ngay tại chỗ. Cô ta không thể tin nổi chỉ vào bản thân, anh. Anh không biết tôi. Không biết, Dương Tiêu dứt khoát. Không biết. Nghe vậy, người đẹp siêu cấp càng rồi tung hơn, cô ta lập tức bỏ khẩu trang, lại hỏi, anh nhìn. Lại xem, anh thật sự không biết tôi. Khi tháo lớp khẩu trang ra, Dương Tiêu cẩn thận nhìn vẻ đẹp siêu cấp của người trước mặt, tư thế hiên ngang, người đẹp thời thượng với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đẹp như sóng thu, sông mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng với lớp son màu hồng nhạt. Thoạt nhìn, khuôn mặt giống như một xô môi sao điện ảnh Nhật Bản và Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ hoàn hảo, nhưng khi nhìn kỹ lại, có thể cảm nhận được khí chất anh hùng trong xương, nhưng lại mạnh mẽ hơn các ngôi sao bình thường vô số lần. Không biết, Dương Tiêu nói thật. Người đẹp siêu cấp lại sửng sốt, cô ta nhìn Dương Tiêu với ánh mắt càng ngày càng kỳ lạ. Tôi là Liễu Như Yên, anh không biết tôi là Liễu Như Yên sao? Liễu Như Yên, Dương Tiểu lầm bẩm. Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Dương Tiêu, trên mặt người đẹp siêu cấp Liễu Như Yên lộ ra một chút tự mãn, cô ta nổi tiếng ở trong nước như vậy, cô ta không tin Dương Tiêu lại không biết cô ta. Ngừng một chút, Dương Tiêu nhìn về y phía Liễu Như Yên, cô tên là Liễu Như Yên. Cô có nổi tiếng ở trong nước không? Tôi, Liễu Như Yên gần như bị lời nói của Dương Tiêu làm cho nghẹn chết. Cô ta, Liễu Như Yên là ai? Năm nay là một trong tứ tiểu hoa đán của làng. Giải trí trong nước, hơn nữa còn là cô chủ của nhà họ, Liễu, một trong 6 gia tộc lớn ở Đế Đô. Trong năm nay Liễu Như Yên có 2 bộ phim cô trang trong nước, mức độ nổi tiếng của cô ta cực kỳ cao ở trong nước. Cô ta đã giành được giải nữ diễn viên mới của điện ảnh và truyền hình trong nước, với hơn 30 triệu fan hâm mộ trên Weibo. Cô ta có nổi tiếng ở trong nước không? Cô ta không chỉ nổi tiếng đơn giản như vậy. Nhận thấy Dương Tiêu không giống như đang nói dối, Liễu Như Yên suy sụp hỏi, anh dai à, bình thường anh không xem tin tức TV à? Không xem, trong thôn vừa mới kết nối mạng. Dương Tiêu nói bừa. Trong thôn vừa mới kết nối mạng. Phụt. Nghe những lời của Dương Tiêu, Liễu Như Yên thực sự sắp nghẹt thở bị nội thương. Đã là thời đại nào rồi, vậy mà anh lại nói trong thôn vừa mới kết nối mạng. Lừa người khác cũng không đến nỗi lừa như anh đâu chứ. Dương Tiêu nói với cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, đừng quan tâm tới cô ấy, cho tôi thêm 2 chiếc bánh mì kẹp thịt nữa. Hả, 2 cái nữa, à vâng, được, tôi sẽ lấy ngay. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp tỉnh táo lại vội vàng nói. Thầy Dương Tiêu còn mải mê ăn uống bỏ qua vẻ đẹp của mình, Liễu Như Yên đã phải hứng chịu một trận đòn lớn nhất từ trước đến nay. Lẽ nào anh chàng này thực sự chui ra từ một khe núi, thôn làng vừa được kết nối mạng. Liễu Như Yên lộ thân phận, trên máy bay có người đứng ngồi không yên, hiển nhiên rất nhiều người đã nhận ra Liễu Như Yên. Dương Tiêu hơi kinh ngạc, không ngờ trên máy bay lại ngẫu nhiên gặp được một ngôi sao lớn. Tuy nhiên, Dương Tiêu cũng không ưa Liễu Như Yên, anh muốn no bụng và nạp năng lượng, khi về đến Đế Đô sẽ gây sóng gió. Anh đã nói khi tôi Dương Tiêu trở lại, tất cả các hướng sẽ đến hỏi thăm. Lần này, anh Dương Tiêu sẽ dẫm chân lên quê hương Đế Đô, khiến cho mưa gió thay đôi, trời xanh vì đó mà run sợ. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp nhanh chóng cầm 2 chiếc bánh mì kẹp thịt tới, thưa anh, bánh mì kẹp thịt mà anh muốn. Người đẹp, máy bay đã ổn định trên không chưa? Lúc này, người đàn ông mặt đen gây hỏi. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp nói, đang bay ổn định trên không rồi ạ. Vậy thì tốt, mọi người, muôn nghìn núi sông đều có tình. Có thể hợp tác với anh em chúng tôi làm một vụ cướp không? Người đàn ông mặt đen gây cười khà khà nói. Đúng vậy, hợp tác với anh em chúng tôi làm một vụ cướp. Người béo trắng cười nói. Cái gì, cướp? Vừa dứt lời, trên máy bay náo loạn, nhóm hành khách đều sững sờ. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp sửng sốt, người đâu mau đến đây, có người ăn cướp. Cướp trên máy bay, hạ gục 2 tên sâu đó, nhân viên an ninh trên máy bay lao tới. Bóp 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 bóp. Dưới cái nhìn của mọi người, người béo trăng đã lao lên, lật nhào nhóm nhân viên an ninh. Trời ạ, tất cả hành khách trên máy bay đều kinh ngạc khi thấy toàn bộ nhân viên an ninh trên máy bay đều bị người béo trắng đánh ngã. Vừa nãy có người cho rằng 2 người này nói đùa, dù có cướp cũng sẽ bị một nhóm nhân viên an ninh trên máy bay khuất phục, ai ngờ một người trắng béo đã đánh bại cả đám nhân viên an ninh. Người béo trăng nhìn nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp với vẻ mặt thù địch. Cô còn dám gọi người tới. Không muốn sông nữa à?
tối tôi sáu ô tiếp viên hàng không xinh đẹp không ngờ người béo trăng này lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, lập tức bị anh ta làm cho hoảng sợ. Dương Tiêu thấy người béo trắng chuẩn bị tấn công cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, anh nhanh chóng hét lên, này béo kia, anh ăn cướp thì ăn cướp, dọa cô ấy làm gì hả? Còn nữa, cái bánh mì kẹp thịt cô ấy đang cầm là của tôi, chứ dọa cô ấy làm rơi mắt của tôi. Vãi à, người béo trắng trợn mắt há hốc mồm. Anh ta thực sự không ngờ đã là lúc này rồi mà Dương Tiêu vẫn còn nghĩ về hai chiếc bánh mì kẹp thịt của cô tiếp viên xinh đẹp đưa. Dương Tiêu trịnh trọng nói, tôi trở về Đê Đô còn có việc phải làm, nếu anh khiến tôi ăn không no, tôi sẽ mất bình tĩnh. Nhắc nhở trước, tính tình của tôi không tốt lắm. Yun còn dám hù dọa béo này à? Người béo trắng khinh thường nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Anh ta vẫy tay đánh vào đĩa trên tay cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, hai chiếc bánh mì kẹp thịt rơi xuông. Người béo trắng nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ mặt dữ tợn, béo này đảnh đỗ đấy, anh có thể làm gì tôi? Coi lời tôi nói giống như đánh rắm đúng không? Dương Tiêu từ từ đứng lên. Liễu Như Yên vội vàng kéo Dương Tiêu lại, đừng bốc đồng, chắc chắn hai người này chạy theo tôi, đừng xen vào. Dương Tiêu cũng nhận thấy người bên kia nói cướp, nhưng thực tế sự chú ý của anh ta đã khóa vào Liễu Như Yên, hiển nhiên, điều này là để chuyên hướng sự chú ý của mọi người, ngăn không cho sau này Liễu Như Yên tìm ra hung thủ thực sự. Yên tâm, tôi sẽ không xen vào. Dương Tiêu gật đầu. Liễu Như Yên nghe vậy, cô ta há miệng, trong lòng tràn đầy suy sụp. Làm ơn đó anh dai, vừa nãy tôi bảo không cho anh xen vào, sao anh lại thật sự không xen vào thế? Anh hùng cứu mỹ nhân đó có hiểu không, hiểu anh hùng cứu mỹ nhân không anh dai? Dương Tiêu bước tới đường giữa, cảm thán, lãng phí thức ăn không phải là một thói quen tốt. Nói xong, Dương Tiêu đi về phía chiếc bánh mì kẹp thịt rơi trên mặt đất, định nhặt nó lên. Béo, tên nhóc này hơi kỳ lạ, có lẽ là vệ sĩ của cô gái này, mau xử lý nó, tránh xảy ra tai nạn. Người gây thấp giọng nói. Người béo trắng nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt rất khó chịu, anh ta cười dữ tợn. Vừa ý của tôi, danh con, chết đi. Vèo. Ngay sau khi, tay phải của người béo trăng ngưng tụ thành năm đâm, rơi về phía sau đầu của Dương Tiêu như sao băng. Thực lực của anh ta vô cùng mạnh, nếu như rơi xuống, đầu người thường chắc chắn sẽ nở hoa. Cao thủ, người béo trắng này là một siêu cao thủ thâm tàng bất lộ. Dương Tiêu có thể cảm nhận được một luồng gió nắm đâm đang tới gần mình, trong mắt anh chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tôi vốn trong sáng và tốt đẹp, nhưng thực tế buộc người tốt phải làm gái điểm. Nếu đã tìm chết, vậy trước khi trở về Đề Đô sẽ khai đao với hai người có mắt không tròng này trước. Anh kia, mau tránh ra. Liễu Như Yên kinh ngạc kêu lên. Nhóm hành khách trên máy bay cũng kinh ngạc, họ có thể cảm nhận được sát khí dâng trào từ nắm đấm của người béo trắng. Một nắm đấm sát khí càng ngày càng gần sau đầu Dương Tiêu, trong mắt người béo trắng hiện lên vẻ u ám, danh con khốn kiếp, xuống địa ngục đi. Lãng phí đồ ăn, thật sự lãng phí đồ ăn, ban. Mì kẹp ngon như này không nên làm hỏng thế chứ. Ngay khi nắm đấm sắp áp sát sau đầu Dương Tiêu đột nhiên cúi xuống ông nhặt bánh mì kẹp thịt trước mặt anh. Nhìn thấy Dương Tiêu đột nhiên tránh né, mí mặt người béo trăng nhảy loạn lên, đờ mờ, xong rồi. Anh ta muốn rút nắm đấm lại, nhưng đã quá muộn. Bóp ly dưới cái nhìn của mọi người, người béo tàn, đập tay vào thành sắt của máy bay. Ói! Cú đấm rơi xuống, người béo trắng đột nhiên hét lên một tiếng như giết lợn. Để đánh bay đầu của Dương Tiêu bằng một cú đấm, anh ta đã sử dụng hết vốn liếng dùng một cú đấm knock out Dương Tiêu, nhưng ai ngờ ngay lúc mấu chốt Dương Một Tiêu đã tránh được, khiến anh ta đâm lên máy bay. Với cú đấm này, trên thành sắt của máy bay xuất hiện một vết hằn, đủ cho thấy sức chiến đấu phi thường của người béo trắng này. Mà người béo trắng cũng rất thảm, anh ta chỉ cảm thấy nắm đấm phải của mình sắp bị phê. Dương Tiêu đứng lên, kinh ngạc nhìn người béo trăng, vãi ạ, béo, anh làm sao thế? Chẳng lẽ đây là đánh nát máy bay trong truyền thuyết? Nát máy bay, người béo trắng chợt bôi rồi. Vãi ạ, người anh em này có đầu óc trong sáng ghê, nhóm người có mặt dở khóc dở cười. Vốn dĩ đối phương muốn cướp đã rất căng thẳng, nhưng lời nói của Dương Tiêu đã làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Ngôi sao lớn Liễu Như Yên, lập tức đỏ mặt, nát máy bay. Khó thế mà anh ta cũng nghĩ ra hai giọng điệu thô tục. Chẳng lẽ tôi hiểu sai? Thật ra là anh chuẩn bị rung máy bay. Nhưng máy bay cứng như vậy, dùng tí sức sẽ không lắc được đâu. Vẻ mặt Dương Tiêu vô tội. Rung máy bay, mọi người nghe vậy mặt chợt sáng. Vãi ạ,
anh chàng này giỏi thật, vậy mà cũng liên tưởng tới được. Người béo trắng nghe vậy tức giận đến mức mũi suýt bốc khói, tôi dung cho anh xem L. Vẻ on người béo trắng nổi giận đùng đùng, chân phải hóa thành tia chớp đá vào đầu dây tiêu một cách hung hãn. Ôi, đùi hơi ngứa, ngay lúc chân phải của người béo trắng quét qua, Dương Tiêu cúi đầu gãi đùi mình. Đờ mờ, mẹ kiếp, nhìn thấy Dương Tiêu lại tránh, hai mắt người béo trắng suýt nữa rơi ra ngoài. Bóp, không ngoài dự đoán, người béo trắng quát mạnh vào thành sắt máy bay. Một cú đá ngang rơi xuống, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng có chút rung lắc tại khu vực mình đang ở. Đậu phộng, chân phải đập vào thành máy bay, vẻ mặt người béo trắng tái xanh. Một cơn đau khó tả ập đến, nhát là bên trên, người béo trắng mắt trọng tâm ngã sung. Anh ta có thể chắc chắn bây giờ chân phải của anh ta đã bị sưng, hoàn toàn tuyệt đối bị sưng. Dương Tiêu thì chẳng có việc gì, liếc nhìn trên thành sắt máy bay hơi lõm, anh sững sờ, béo đỉnh thê, tôi lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người rung lắc trên máy bay, anh rung lắc máy bay mạnh thật, thật sự rất mạnh. Ông nội anh, người béo trắng gục trên mặt đất, buồn bực suýt nôn ra máu. Lúc này, tay phải của anh ta đau dữ dội, chân phải cũng bị thương nặng, gần như mất hết hiệu quả chiến đấu. Vẻ mặt Dương Tiêu rất khó hiểu, ông nội tôi. Ảnh lắc máy bay có quan hệ gì với ông nội tôi? Không đúng, chẳng phải các anh bảo cướp à? Tại sao lại muốn rung lắc máy bay? Bị Dương Tiêu chất vấn, người béo trắng tức giận hai mắt đen kịt, anh ta thật sự sắp bị Dương Tiêu chọc tức chết. Ban đầu, họ nhận nhiệm vụ giết Liễu Như Yên, nhưng ai ngờ nửa đường lại lòi ra một thằng ngu ngơ. Vận may của tên ngu ngơ này cũng rất tốt, liên tiếp tránh được hai đòn sát thủ của mình không xử lý được tên ngu ngơ này cũng thôi, lại còn mắc vào. Mẹ kiếp, làm thành chuyện quái nào vậy? Đại ca, báo thù cho tôi. Nhất định phải giết tên nhóc này. Người béo trắng tức giận nói. Tên gầy nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, danh con, thủ đoạn hay đây? Chưa ra tay đã đánh ngã tên béo, không hổ danh là vệ sĩ của Liễu Như Yên, thực sự rất giỏi. Hả, vệ sĩ, anh có ý gì, tôi không? Phải vệ sĩ, Dương Tiêu vội vàng giải thích. Tên gầy diêu cọt, danh con, cậu thật sự cho rằng tôi là người dễ lừa như vậy. Tên béo bị cậu lừa, nhưng tôi sẽ không bị cậu lừa. Họ là những sát thủ hàng đầu trong nước, lần này họ nhận lệnh ám sát Liễu Như Yên, sau khi thành công họ có thể nhận được 50 triệu tệ. Lai lịch của Liễu Như Yên rất lớn, không chỉ là tứ tiểu hoa đán trong giới giải trí, mà còn là con gái nhà họ Liễu, một trong 6 gia tộc quý tộc bậc nhất Đế Đô. Họ Liễu là loại tồn tại gì? Đó không thua gì một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Làm sao con gái nhà họ Liễu có thể đi ra ngoài mà không có vệ sĩ hàng đầu? Vì vậy, người đàn ông, gã ấy xác định Dương Tiêu là vệ sĩ của Liễu nhưng nghi tôi thực sự không phải vệ sĩ, anh bạn, anh xem quá nhiều chương trình truyền hình à. Dương Tiêu bất lực. Đúng là người ngồi trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống ông. Đang yên đang lành anh đi máy bay lại thuận lợi gặp được một ngôi sao lớn, chưa kể còn gặp được hai sát thủ hàng đầu. May mắn này cũng chẳng ai có. Điều quan trọng nhất là mình không có ý định gây rắc rồi, không muốn xen vào chuyện của người khác, mà bên kia lại đang gây gỗ gây rắc rồi. Bây giờ còn tự cho mình là vệ sĩ của Liễu Như Yên, chuyện gì vậy? Trên người đàn ông gầy tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo quét qua, danh con, bất hung hãng láo xược ở đây đi, mạng của cậu tôi lây chắc rồi, cho dù Chúa Jesus đến cũng không thể cứu cậu. Chúa Jesus đến cũng không cứu được tôi. Hai anh bạn này, các anh thật sự xem quá nhiều phim truyền hình Hồng Kông rồi đó. Dương Tiêu cũng lười nói nhảm với người này, xoay người đi về phía chiếc bánh mì kẹp thịt thứ hai rơi xuống. Chết, ngay lúc Dương Tiêu xoay người, người gây gò nổ tung, chân phải bay lên không trung quét về phía đầu Dương Tiêu nhanh như chớp. Tên gầy xứng danh là đại ca của người béo trắng, ra đòn đều nhanh, chân phải đánh ra như sấm sét muốn chém chê Dương Tiêu. Liễu Như Yên lại kêu lên, cẩn thận. Mau tránh ra, một nhóm hành khách trên máy bay thay đổi sắc mặt hét lên với Dương Tiêu. Người gầy chế giễu, danh con, châm hê. Tôi nói hai người này, ăn cướp thì ăn cướp đi, lãng phí đồ ăn có ích lợi gì, đồ ngon lại phải lãng phí. Ngay lúc người đàn ông gầy sắp đập vào đầu Dương Tiêu thở dài nghiêng người cúi xuống định nhặt bánh mì kẹp thịt thứ hai. Nhìn chăm chăm Dương Tiêu tránh né một cách khéo léo, người đàn ông gầy vô cùng sợ hãi, anh ta muốn gọi Dương Tiêu quay mặt lại. Nhưng làm gì có chuyện Dương Tiêu sẽ quay mặt lại. Dưới cái nhìn của rất nhiều người,
chỉ thấy tên gầy đưa chân lên không trung với tốc độ nhanh đá vào khoảng không, chân trượt dài, tên gầy cứ thế bị ngã thành hình chữ mã. Ói! Ngã đúng chuẩn chữ mã, một cơn đau không thể nói thành lời ập đến khiến tên gầy hét lên. Cảm giác gà bay trứng vỡ, bất kỳ người đàn ông nào cũng thật sự không thể chịu đựng nổi. Dương Tiêu nhặt bánh mì kẹp thịt lên, kinh ngạc nói, vãi ạ, một chữ mã tiêu chuẩn. Chẳng lẽ trước kia anh từng là nghệ sĩ múa à? Tên gầy đau đớn đổ mồ hôi trên trán, anh ta hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới Dương Tiêu. Mang họ đi, nhóm nhân viên an ninh nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy tốc độ nhanh nhất thu phục tên gầy và người béo trắng. Ngay sau đó, đội trưởng đội an ninh nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt ngưng trọng, anh ta chợt vỗ tay khen ngợi. Một người vỗ tay lây nhiễm cho mọi người có mặt tại hiện trường, hơn trăm hành khách đứng dậy vỗ tay. Bốp 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 bốp. Tiếng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người nhìn Dương Tiêu với vẻ kinh ngạc. Anh hùng, anh là anh hùng, anh đã bảo vệ sự an toàn cho tất cả hành khách trên máy bay. Liễu Như Yên hào hứng nói. Dương Tiêu tỏ vẻ bối rối, anh gãi đầu ngạc nhiên nói, anh hùng, cô có chắc là nói tôi không? Đúng, đúng. Anh khuất phục hai tên côn đồ này là đang bảo vệ sự an toàn cho tất cả hành khách. Liễu Như Yên nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khác trước. Dương Tiêu trở lại chỗ ngồi, nhẹ giọng nói, tôi không phải anh hùng, chỉ trùng hợp thôi. Tôi vừa quay đầu lại bọn họ đã ngã rồi, chắc không liên quan nhiều đến tôi đâu. Có liên quan, chắc chắn có liên quan, anh là cao thủ siêu cấp, đúng không? Tỉnh thần Liễu Như Yên sáng ngời như phát hiện ra một thế giới mới. Lần này cô ta lẻn ra ngoài chơi, nhà họ Liễu ở Đề Đô hoàn toàn không hay biết. Là cô chủ nhà họ Liễu, từ nhỏ Liễu Như Yên đã bị gia tộc quản lý nghiêm ngặt, đi đâu cũng được đông đảo vệ sĩ bảo vệ. Vừa rồi hai người béo gầy nhảy ra kêu to muốn cướp, Liễu Như Yên liền biết hai người này là sát thủ, lại còn là sát thủ hàng đầu, đặc biệt chạy theo mình. Dương Tiêu không trả lời câu hỏi của Liễu Như Yên, thay vào đó anh hỏi, tốt xấu gì cô cũng là ngôi sao lớn, sao lại bay một mình? Chẳng bình thường gì cả. Tôi lén chạy ra ngoài. Gia đình tôi quản lý quá nghiêm khắc. Tôi không thể chịu đựng âng được nên đã lẻn ra ngoài hóng gió. Ở thành phố Trung Nguyên có một người mà tôi ngày nghĩ đêm mong, nhưng lần này tôi tới chăng gặp được anh ấy. Vẻ mặt Liễu Như Yên tràn đầy tiếc nuối. Dương Tiêu uống một ngụm nước, trong lòng kinh ngạc. Nói thật, thật ra Dương Tiêu cũng biết tên của Liễu Như Yên, ở Đề Đô có 6 gia tộc quý tộc hàng đầu. Và mỗi gia tộc quý tộc hàng đầu này đều có nguồn tài chính sánh ngang với các tài phiệt đẳng cấp thế giới. Trong thời kỳ đỉnh cao, nhà họ Dương ở Đề Đô xếp hạng nhất tổng thể, từ khi cha anh Dương Thiên Khung biện mắt, nhà họ Dương ở Đề Đô liên tiếp bị áp bức, tụt từ hạng nhất xuống hạng 6. Mặc dù vậy, nhà họ Dương ở Đề Đô cũng có tiềm lực tài chính mạnh ngang với các tài phiệt tầm thường trên thế giới. Bởi vì cha mất tích sớm, Dương Tiêu hầu như không tham gia quá nhiều cuộc tụ họp lớn. Cũng như biết rất ít về những đứa con quyền lực ở Đề Đô. Dương Tiêu nhìn Liễu Như Yên sầu muộn, tò mò hỏi, chẳng lẽ người này là người mà cô yêu à? Người này tên là gì? Tôi ở Trung Nguyên cũng có chút ảnh hưởng, có lẽ có thể tìm giúp cô. Anh thật sự có thể tìm giúp tôi. Tôi đã không gặp anh ấy mấy năm rồi. Anh ấy tên là Lý Thần Chiến. Liễu Như Yên hưng thất nói. Phụt! Nghe thấy ba chữ Lý Thần Chiến. Dương Tiêu đã phun ra toàn bộ nước mà anh uống khi nãy. Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu Như Yên, ai? Lý Thần Chiến, không nhầm đâu chứ. Hả, sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ hai người quen nhau? Liễu Như Yên hỏi đây mong đợi. Dương Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó thận trọng nói, không biết, đã từng nghe qua, cô thích anh ấy à hai? Tôi, bị Dương Tiêu hỏi, Liễu Như Yên xấu hổ đỏ mặt. Nhìn Liễu Như Yên lộ ra tâm trạng của con gái, Dương Tiêu hiểu Liễu Như Yên rất thích Lý Thần Chiến. Lúc này, Dương Tiêu sững sờ. Sao Lý Thần Chiến lại có thể quen biết con gái nhà họ Liễu ở Đế Đô? Có vẻ như Liễu Như Yên còn có tình cảm sâu đậm với anh ta. Dương Tiêu gạt đi suy nghĩ của mình, trong ấn tượng của anh, Lý Thần Chiến đã đi theo anh nhiều năm. Trong 5 năm từ khi anh vào ở rễ, Lý Thần Chiến chưa từng rời khỏi thành phố Trung Nguyên. Chẳng lẽ Lý Thần Chiến thích hẹn hò qua mạng? Không có khả năng đó. Điều này chắc chắn không phù hợp với phong cách hành vi của Lý Thần Chiến. Dương Tiêu không nói với Liễu Như Yên rằng mình quen biết Lý Thần Chiến, là vì không muốn gây rắc rối cho Lý Thần Chiến. Liễu Như Yên có địa vị cao, được sự ủng hộ to lớn của nhà họ Liễu ở Đế Đô.
Một khi để nhà Liễu ở Đề Đô biết con gái của họ thích người như Lý Thần Chiến thì chắc chắn sẽ không có lợi gì cho Lý Thần Chiến. Dương Tiêu hiểu sâu sắc, những người giàu có và quyền lực rất tên nhẫn, coi trọng môn đăng hộ đối. Ý thích của Liễu Như Yên rất có thể là một thanh gươm sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể chọc giận nhà họ Liễu ở Đề Đô, sau đó phái một số lượng lớn cao thủ đến giết Lý Thần Chiến. Dương Tiêu nói tiếp, lần này tôi về Đề Đô giải quyết việc, chờ khi trở lại Trung Nguyên sẽ bảo người hỏi thăm giúp cô, thế thì tốt quá, cảm ơn, cảm ơn. Liễu Như Yên rất kích động. Sau khi từ thành phố Trung Nguyên đến Đề Đô trời đã hửng sảng, quả thật tối hôm qua Dương Tiêu lên máy bay đã quá muộn. Vừa xuống máy bay, người đàn ông gây bị nhân viên an ninh bắt giữ, anh ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu rồi hét to, thằng Mộc thích lo chuyện bao đồng, tôi sẽ không tha cho cậu. Đúng vậy, chúng tôi sẽ không tha cho anh, người béo trắng cũng hét lón. Dương Tiêu hờ hững nhún vai, cảm nhận không khí ở Đề Đô, ánh mắt Dương Tiêu lạnh lẽo, không khỏi nắm chặt tay, Đề Đô, tôi, Dương Tiêu cuối cùng đã trở lại. Ý định giết người, mãnh liệt, hận thù, rào rạt. Nhớ lại những hình ảnh bị Dương Bân Hàn hãm hại mình năm đó, nhớ lại những hình ảnh bà cụ vô tình tàn nhẫn năm đó, lại nghĩ đến việc cha anh bị người khác sát hại và mẹ anh bị bắt, tâm trạng của Dương Tiêu không thể ổn định được nữa. Anh gì đó, tung tích của tôi đã bị lộ. Ngoài kia có rất nhiều người của nhà họ Liễu ở Đề Đô đang chờ tôi ra ngoài, anh có cách nào để tôi trốn thoát không? Tôi không muốn gặp bọn họ. Liễu Như Yên trả lời một cuộc điện thoại, sau đó vội vàng đến trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu híp mắt đầy sát khí, anh nhìn Liễu Như Yên, cố không muốn về nhà. Không phải tôi không muốn về nhà, mà là tôi không muốn có một đám người rình rập sau lưng. Anh có thể hiểu tâm trạng của tôi không? Liễu Như Yên nói. Dương Tiêu gật đầu, tôi hiểu. Chỉ cần có thể giúp cô tránh đám người này, tôi dùng biện pháp gì cũng được đúng không? Ừ, biện pháp gì cũng được. Liễu Như Yên gật đầu. Dương Tiêu thấp giọng nói, vậy được, tôi giúp cô đi theo tôi. Ngồi xô ổm xuống, kéo Liễu Như Yên đến một khu thưa thớt, Dương Tiêu nghiêm túc nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên vô thức rụt rè hỏi, anh muốn làm gì? Tôi còn có chuyện, nếu cô muốn tránh bọn họ thì mau ngồi xuống xuống. Dương Tiêu lại nói. Liễu Như Yên nhìn Dương Tiêu không giống đang nói đùa, cô ta do dự vài giây rồi ngồi xổm xuống. Bốp bốp bóp. Ngay khi Liễu Như Yên vừa ngồi xổm xuống, Dương Tiêu đã nhanh chóng dùng chân phải đá vào gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Yên. Liễu Như Yên bị cú đá của Dương Tiêu làm cho choáng váng, cô ta ngã quỵ xuống, anh. Vậy mà anh lại đánh tôi. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, tôi đang giúp cô. Thủ đoạn này gọi là hoàn toàn không thể nhận ra, không hề có hại gì cả. Đó là một kỹ thuật dịch dung cao cấp, biện pháp hơi đặc biệt, không tin cô có thể lấy gương ra soi. Dương Tiêu giải thích một chút. Liễu Như Yên rất nghi ngờ nhìn Dương Tiêu, cô ta lấy một chiếc gương nhỏ ra xem kỹ, chỉ thấy cả khuôn mặt khiếp sợ như đầu heo, hoàn toàn không tị thể nhận ra người trong gương là Liễu Như Yên, ngược lại rất giống một người quái dị. Điều quan trọng nhất là những gì Dương Tiêu nói đều đúng, không có hại gì cả. Âu anh cũng giỏi quá nhỉ. Dương Tiêu xua tay. Thuật dịch dung của Trung Hoa rộng lớn thâm sâu, đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, tôi có việc phải làm, đi trước đây. Dứt lời, Dương Tiêu kiên quyết bước ra khỏi sân bay. Đội trưởng, bên này, vừa ra khỏi sân bay, một thanh niên lái chiếc Lamborghini vẫy tay với Dương Tiêu. Người tới đón Dương Tiêu chính là Trần Khải của gia tộc Xô Một ở Tây Song Bản Nạp, biết Dương Tiêu sắp trở về Đề Đô, anh ta đã bắt đầu bố trí ở Đề Đô. Dương Tiêu trông như là đội trưởng của anh ta. Nhưng thực tế họ là anh em vào sinh ra tử. Lần này Dương Tiêu trở lại, Trần Khải sẽ giúp hết sức. Dương Tiêu bước lên ghế lái phụ nhẹ giọng nói, tốc độ của cậu nhanh thật đói. He he đội trưởng, đổi từ đi, đàn ông chúng ta không thể nói nhanh. Chuyện đó, tôi lấy tên anh mở một công ty hoa ở Đề Đô, biển hoa lớn nhất của chúng ta không thể lãng phí như thế, đúng không? Trần Khải cười tâu toét. Dương Tiêu không từ chối, cậu sắp xếp là được. Biển hoa lớn nhất là do Dương Tiêu mua cho Đường Mộc Tuyết, nhưng bây giờ Đường Mộc Tuyết cũng không có tâm tư chăm sóc, bán ở Đề Đô cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, thị trường hoa ở Đề Đô cũng ổn, quan trọng nhất là tôi tuyên được một cô gái rất thú vị. Cô gái này như tiên nữ, lại rất mưu trí, nơi này do cô ấy dẫn dắt, toàn bộ công ty chưa mở được bao lâu đã ký được mấy đơn hàng lớn. Trần Khải hào hứng nói. Dương Tiêu mở một chai nước khoáng Nong Phu. Nhầm nháp rồi hỏi, người này là ai? Lại có thể nhận được lời khen của cậu.
Trong ấn tượng của Dương Tiêu, Trần Khải không phải là một chàng trai kén chọn bình thường, mỗi khi xem phim bom tân hành động của Nhật, Trần Khải luôn có thể nhìn ra khuyết điểm của người diễn. Kỹ thuật này không thành thạo, thầy dạy chưa đạt yêu cầu, cái này mỏng quá, cái kia tròn trịa. Tóm lại, Trần Khải chỉ khen ngợi thầy Aoi trong bom tấn hành động của Nhật. Đội trưởng, nhắc tới thì cô gái này cũng đến từ thành phố Trung Nguyên. Họ của cô ấy hơi hiểm, họ Hoa, tên Hoa Mộ Tranh. Trần Khải nói rất nghiêm túc. Hoa, Hoa Mộ Tranh. Phụt. Nghe thấy cái tên này, Dương Tiêu mới uống một ngụm nước giờ lại phun ra. Vãi ạ, trên máy bay gặp được Liễu Như Yên có mối quan hệ không, thể giải thích được với Lý Thần Chiến. Bây giờ Hoa Mộ Tranh người có chỉ số thông minh cao ở thành phố Trung Nguyên đến công ty Hoa ở Đề Đô kinh doanh. Mặt Dương Tiêu đơ ra, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi đen. Tại sao những người này lại tập trung ở Đề Đô? Rốt, giết cuộc định ầm, đến mức nào? Định để mình thực sự khiến Đề Đô long trời lở ở đất hả? Trần Khải nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dương Tiêu, anh ta kinh ngạc nói, đội trưởng, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ hai người quen nhau à? Cậu nói đúng, chúng tôi quen nhô. Dương Tiêu buồn bực không thôi. Lần trước Hoa Mộ Tranh bị bắt cóc, Bạch Quỳnh cậu chủ của nhà họ Bạch gia tộc quyền lực nhát ở Giang Nam ép kết hôn, Dương Tiêu đã tặng chuông, đánh bại tất cả kẻ thù. Vì vậy đã báo động đến Lão Long Vương của nhà họ Bạch, dẫn đến cuộc gặp gỡ chính thức của anh với Bắc Hải Long Vương, một trong bốn vị Long Vương chính thức của tuyệt thế Long Môn. Sau khi đưa Hoa Mộ Tranh trở lại Trung Nguyên, Dương Tiêu không có bất kỳ giao tiếp nào với Hoa Mộ Tranh nữa. Ai ngờ lúc này Hoa Mộ Tranh không, chỉ đã đến Đê Đô mà còn ở công ty Hoa của mình, thật sự không thể tin được. Trần Khải nhìn thì thấy có vấn đề, đội trưởng, không phải chứ? Hai người rất quen à? Quen, không đến nỗi, chỉ có thể nói quan hệ khá tốt, Dương Tiêu thản nhiên nói. Trần Khải rất nghi ngờ nói, đội trưởng, bây giờ tôi nghi ngờ anh không thành thật gì cả. Nói, có phải anh đã kiểm tra thân thể của người ta rồi đúng không? Ăn sạch người ta. Mặc quân vào không nhận người ta nữa, người ta từ ngàn dặm xa xôi tới đây tìm NHTL dẹp sang một bên, đừng nói nhảm. Dương Tiêu tức giận trợn mắt. Anh và Hoa Mộ Tranh có quan hệ rất trong sáng, ít nhất là trong mắt Dương Tiêu thì rất trong sáng. Trần Khải như tìm được điều gì đó khiến anh ta phân khởi, đội trưởng, chắc chắn trong lòng anh có ma, nếu không sao anh lại kích động làm gì. Phải thừa nhận, Hoa Mộ Tranh là một cô gái tốt, với ngoại hình, khí chất, thân hình. Chỉ số LQ, trà, đều là siêu cấp. Đội trưởng, anh không thể bỏ qua một cô gái tốt như vậy đâu đấy. Thôi thôi, tôi là người sắp làm bố rồi, hoàn toàn không có ý với những cô gái khác, lái xe, đến công ty. Dương Tiêu dục. Lúc này Hoa Mộ Tranh xuất hiện ở Đề Đô, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng rất muốn biết tại sao lần này Hoa Mộ Tranh lại đến Đề Đô. Chẳng lẽ là thực sự đến vì mình? Nhưng lần trước anh cũng đã nói với Hoa Mộ Tranh rằng trong lòng anh có Đường Mộc Tuyết, cũng sẽ không có người thứ hai. Trần Khải cười nói, đây là gì? Đây là đang nhớ tới người ta rồi còn. Được. Bây giờ tôi sẽ cho hai người gặp mặt. Bớt làm thế này đi. Khi gặp mặt cũng đừng nói như này tránh sâu hỗ. Còn nữa, cậu nghe ngóng phía Dương Bân Hàn như thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, Trần Khải bỏ đi vẻ mặt vui đùa, trịnh trọng nói, theo thông tin đáng tin cậy. Nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ tổ chức yên tiệc tại khách sạn Thần Phong vào trưa mai chào đón cậu chủ lớn Dương Bân Hàn trở về. Ngày mai ở khách sạn Thần Phong, tất cả người nhà họ Dương đều sẽ có mặt vào lúc đó đúng không? Tốt, trưa mai sẽ là lúc tên tôi, Dương, Tiêu chuyển động Đề Đô. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lẽo. Trần Khải vừa đạp ga, Lamborghini đã nhanh chóng bay nhanh về phía công ty. Đồng thời, bên trong công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Cỏ. Một người phụ nữ thành thị hiên ngang và thời trang nhìn một người phụ nữ trung niên duyên dáng, Liễu Tông, đây là hợp đồng hợp tác giữa hai chúng ta, bà xem thử đi. Người phụ nữ này có lông mày đẹp như tranh vẽ, làn da như mỡ đông, mái tóc đen xõa ngang vai như thác nước, nét mặt tinh xảo và hoàn mỹ, giống như một tác phẩm. Nghệ thuật do trời cao chạm khắc cẩn thận, không thể khinh nhờn. Đặc biệt thân trên mặc áo sơ mi chuyên nghiệp màu trắng càng làm nổi bật vóc người hoàn mỹ, còn thân dưới là váy đen. Cặp đùi mảnh khảnh được phủ ren đen, vẻ đẹp càng thêm ly kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.